Chương 1765, sức chịu đựng mạnh mẽ. Cuối cùng vấn đề cụ thể là gì? Diệp Phàm ngồi xuống thản nhiên nói. Dù sao biết trợ lý Lệ gây khó khăn cho nên tâm lý cũng thoải mái. Căn bản là không nói rõ chỗ nào, nói ba phải cái nào cũng được, khiến tôi không hiểu ra sao cả. Mấy người đi cùng hỏi tôi chỉ có thể cười khổ. Chẳng lẽ bảo tôi đến hỏi trợ lý Lệ của chủ tịch tỉnh Yến? Hơn nữa, trợ lý Lệ còn thật sự muốn tôi về tự kiểm điểm sâu sắc, suy nghĩ về những vấn đề không đúng trong xây dựng thủy lợi của Hải Đông. Nhanh chóng chỉnh đốn lại. Ngoài ra, còn nói là sở thủy lợi tỉnh sẽ cử các nhà chuyên môn xuống kiểm tra khe suối Vượng Phu. Điều tra nghiên cứu những lợi ích của khe suối Vượng Phu. Trước khi tổ chuyên gia đến, yêu cầu công trình cải tạo khe suối Vượng Phu phải dừng thi công hoàn toàn. Chỉ có sau khi các nhà chuyên môn kiểm tra xong mới có thể tiếp tục. Nếu không, mọi hậu quả tự lãnh đạo Hải Đông phải chịu trách nhiệm. Ngô Sinh Phát tức giận nói. Việc này đã báo cáo bí thư Phạm chưa? Diệp Phàm hỏi. Vẫn chưa, tôi báo cáo anh trước, xem có thể đưa ra giải pháp nào khả thi không? Ngô Sinh Phát nói. Ngay cả phê bình cụ thể cái gì cũng không có, chúng ta phải làm thế nào, chẳng lẽ hướng vào không khí cứu? Diệp Phàm có chút tức giận, ném bút lên mặt bàn. Gần đây nghe nói Lệ Chí Đạt được đề bạt làm phó chủ tịch tỉnh Nam Phúc, tiếng nói ngày càng lớn. Để tạo thế cho mình không ngờ ông ta còn muốn đem chậu phân đổ lên đầu Hải Đông. Lần này đã hiểu rõ y. Tôi nói lại khái quát lời của họ một chút. Ngô Sinh Phát nói xong, suy nghĩ một chút nói. Thứ nhất là cố gắng xây dựng thủy lợi nông thôn, giải quyết vấn đề nước sinh hoạt của nhân dân, yêu cầu chúng ta có thể đảm bảo từng thôn đều có nước ăn hợp vệ sinh. Cùng với việc phát triển hệ thống tưới nước tiết kiệm, làm tốt công tác nạo vét các hệ thống thủy nông. Thứ hai là nhanh chóng xây dựng các khu vực chống lũ trọng điểm. Thứ ba là nhanh chóng xây dựng quy hoạch những đập chứa nước loại nhỏ. Thứ tư là bảo vệ môi trường thiên nhiên và môi trường nước. Cố gắng trong năm nay hoàn thành việc thống kê toàn bộ diện tích đất màu bị sói mòn ở Hải Đông. Anh xem có phải là nói không rõ ràng không? Căn bản là không biết mục tiêu cụ thể. Nếu nói việc xây dựng thủy lợi của chúng ta có vấn đề, thì cũng phải chỉ ra đập nước nào không được, tại sao lại không đưa nước tưới đến được. Cần cải tạo môi trường sinh thái như thế nào? Ngô Sinh Phát tức giận. Diệp Phàm biết, trợ lý Lệ mượn Ngô Sinh Phát để đánh hắn thôi. Mà Ngô Sinh Phát chẳng qua là người chịu tội thay đáng thương. Tuy nhiên, Diệp Phàm lập tức có chủ ý. Nhìn Ngô Sinh Phát nói. Để tổ chức hội nghị thường vụ thành ủy, anh đi cùng tôi. Nói nguyên văn lời của chủ tịch tỉnh Yến cho các đồng chí trên hội nghị nghe. Phải chú ý nói rõ điểm thứ 4. Điểm thứ 4, không phải là việc duy trì xây dựng sinh thái và bảo vệ nguồn nước sinh thái sao? Việc này có lợi gì? Tình hình của thành phố chúng ta, mọi người đều biết rõ. Ngô Sinh Phát không hiểu nhìn Diệp Phàm nói. Bảo anh truyền đạt chỉ thị của chủ tịch tỉnh Yến không làm sao? Chúng ta muốn phát động nhân dân toàn thành phố hành động. Nếu không dựa vào sức lực của tôi và anh, thì liệu có làm được không? Nếu không, lần sau anh đi tỉnh họp lại bị điểm danh phê bình, viết kiểm điểm. Huống chi, sau khi anh truyền đạt xong, mặc dù lần sau họ phê bình, anh cũng có thể nói là đã báo cáo hội nghị thường vụ thành ủy. Việc này, cũng đã làm hết trách nhiệm có phải không? Cứ như vậy, chúng ta có thể giải quyết vấn đề trách nhiệm không cần thiết. Anh có hiểu ý của tôi không? Diệp Phàm nhìn Ngô Sinh Phát nói. Việc này, nói như vậy bí thư Phạm có đồng ý không? Ngô Sinh Phát vẫn khá sợ Phạm Viễn. Nếu không nói thì trách nhiệm của anh còn nặng hơn nữa. Đến lúc đó bí thư Phạm nói việc này ông ấy không biết. Anh nói xem, trợ lý Lệ sẽ bắt anh thế nào? Diệp Phàm lạnh lùng nói, giọng nặng trịch. Mặt Ngô Sinh Phát trầm lặng, suy nghĩ một lúc cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu nói. Tôi sẽ cùng chủ tịch thành phố đi nói một chút, tuy nhiên, việc này chỉ là nói thôi, tôi cũng không có ý khác. Được, chỉ thế thôi, bằng không lần trước chuyện anh quên, tôi nên nhắc lại. Huống chi có một số việc, là không kiểm tra. Nếu lúc kiểm tra ra ví dụ như, người nào đó nói dối, tôi nghĩ, cơn giận của bí thư phí, không mấy người có thể chịu đựng được. Diệp Phàm vừa đấm vừa xoa, cố ý nói lại mấy chuyện xấu lần trước của Ngô Sinh Phát. Tôi nhất định nói về điểm thứ tư một cách kỹ càng. Nói rõ từng câu. Ngô Sinh Phát vẻ mặt khó coi gật gật đầu nói. Tuy nhiên, y vẫn rất sợ hãi.
chỉ có điều, Diệp Phàm làm cho y không nói sợ hắn tính sổ. Trong chuyện này trong lòng Ngô Sinh Phát có quỷ, Diệp Phàm đã đoán được trước, cho nên, sau hôm ở hội nghị thường vụ tỉnh tranh cãi với trợ lý Lệ đã gõ Ngô Sinh Phát một chút. Hội nghị thường vụ thành ủy Hải Đông. Phạm Viễn nghiêm túc ngồi trên ghế đại diện cho quyền lực lớn nhất Hải Đông. Ông ta nhìn mọi người nói. Gần đây, ở thành phố có nhiều việc lớn, tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực không cần thiết. Hơn nữa, tốn không ít sức lực và tiền bạc nhưng không có kết quả, cũng không có thu hoạch gì. Tôi hy vọng các đồng chí có thể tổng kết một chút cùng trao đổi. Hải Đông chúng ta không giàu có, không chịu nổi sức ép. Bí thư Phạm, tôi chợt nhớ đến một sự kiện. Lần trước huyện Đào Mộc có khai quật một xác ướp đàn ông từng gây ra náo động, mà cũng tạo ra danh tiếng lớn cho huyện Đào Mộc. Nghe phó phòng tài chính huyện Đào Mộc Chu Giảng nói, để tuyên truyền chuyện xác ướp ra ngoài, chỉ để phục vụ việc khai quật, chủ tịch huyện Vương Long Đông đã chi 1 triệu. Hơn nữa, sau đó còn chưa đủ, lại mời phóng viên báo đài của tỉnh cùng với đại sư phong thủy nổi tiếng Trung Quốc Trương Đại Lâm đến. Việc đó, chung quy cũng tăng thêm kinh phí. Một lần hoạt động gần 2 triệu. Sau đó một thời gian, Vương Long Đông nói là phải tăng quảng bá cho huyện Đào Mộc, tạo danh tiếng. Hơn nữa, trước đó còn lấy ra một khoản tiền san lấp đất ở xã Bảo Kiếm, muốn xây dựng phòng thí nghiệm về gỗ đào. Cứ như vậy, không ngờ đã hơn 4 triệu. Hiện tại vẫn chưa có khách nào đến đầu tư. Nói đến đây, trưởng ban thư ký thành ủy Cao Hoa nhìn mọi người một cái nói. Các đồng chí, tất cả mọi người đều biết. Huyện Đào Mộc là huyện nghèo của Hải Đông chúng ta. Nếu tính ra thì các chỉ tiêu chỉ ở mức trung bình hoặc thấp hơn. Huyện không có khai thác mỏ, không có sản xuất gì đặc biệt. Cho nên vẫn phải dựa vào chu cấp của tỉnh, ở thành phố để sinh hoạt. Nghe nói tháng trước tiền lương của giáo viên đã kéo dài hơn 1 tháng. Khiến cho toàn bộ giáo viên của huyện bất mãn. Phòng thông tin đối ngoại của thành phố đã nhận được mấy trăm đơn tố cáo. Nói là từ sau khi đồng chí Vương Long Đông nhậm chức, làm lung tung. Chi loạn tiền tổ chức mấy hoạt động, khiến cho nhân dân toàn huyện oán hận. Kinh tế không phát triển, ngược lại bị đẩy lui. Đến hiện giờ, phòng tài chính huyện đã bị vét sạch, tiền lương không có để phát. Các hoạt động khác càng không có cách nào để triển khai. Các đồng chí, không thể tiếp tục làm như vậy được. Nếu tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ vét sạch huyện Đào Mộc. Đúng. Gần đây nghe nói cấp trên có phê bình hoạt động của huyện Đào Mộc chúng ta. Nói là tổ chức các hoạt động mê tín cũng không thể khua chiêng gõ trống như vậy. Có phải lãnh đạo Hải Đông không có đầu óc không? Hơn nữa, huyện Đào Mộc làm như vậy, tiền của huyện làm sao có thể chống đỡ được? Nếu không ngăn lại chỉ sợ lỗ hổng ngày càng lớn, cuối cùng, sẽ kéo theo cả Hải Đông chúng ta. Lúc này bí thư khu Nguyệt Hồ Dương Bản Thủy lên tiếng, nói. Những lời ông ta nói đặc biệt nghiêm trọng. Đúng, hôm qua đồng chí Khương Sơ Lâm của huyện Đào Mộc cũng đã báo cáo với tôi việc này. Còn nói, y đã trao đổi qua với Vương Long Đông. Tuy nhiên, đồng chí Long Đông nói là, còn nói huyện Đào Mộc không có sản nghiệp khác để phát triển. Muốn lấy xác ướp là cơ hội để phát triển sản xuất gỗ đào. Hơn nữa, còn khoa trương nói là muốn quảng bá ra cả tỉnh, cả nước và ra nước ngoài. Làm cho gỗ đào của Hải Đông chúng ta nổi tiếng thế giới. Quả thực là hoang đường, giả thần giả thánh có thể làm cho gỗ đào nổi tiếng trong và ngoài nước thì điêu khắc đã Thọ Sơn, Ngọc Tình Hòa Điền thì sao? Phó Bí Thư Thái Quý Quyền châm chọc nói. Vấn đề quan trọng là nỗ lực không có thành công. Việc này tạo ra sự lãng phí về kinh tế. Ngoài ra là một đòn tấn công mạnh mẽ vào huyện Đào Mộc. Các anh nói xem, một xác ướp chỉ cần để nhà nước nghiên cứu văn hóa lịch sử là được, lại làm nhiều thứ như vậy cho ai? Cuối cùng không ai đến, cuối cùng là ngậm quả đắng, còn phải tự mình nuốt. Hơn nữa, đài truyền hình tỉnh dễ mời như vậy sao? Người ta đi đâu cũng đòi tiền, 1 phút quảng cáo phải mấy nghìn thậm chí mấy chục nghìn tệ. Lúc ấy đài truyền hình thành phố cho rằng đây chỉ là một chuyện nhỏ. Hơn nữa nhiệm vụ theo dõi tin ở nơi khác quan trọng hơn, cho nên không kịp đến hiện trường. Không thể tưởng tượng được một số đồng chí lại có ý kiến. Nhất định yêu cầu xử lý đồng chí Nhâm Phi cục phát thanh truyền hình thành phố. Đương nhiên, chuyện này tôi cũng có trách nhiệm, không báo cáo bí thư Phạm đúng lúc. Tuy nhiên, sau tôi đã báo cáo với bí thư Phạm việc này. Sau khi nghiên cứu, bí thư Phạm khôi phục công tác cho Nhâm Phi. Việc này, cái nhìn lâu dài cũng rất quan trọng. Chúng ta là lãnh đạo, ánh mắt không đúng,
tổn thất có thể cấp cho mấy nghìn dân sống đủ vài năm. Trưởng ban tuyên giáo Tô Thơm có vẻ như nói về Vương Long Đông nhưng thực ra là công kích Diệp Phàm. Mọi người ngồi ở đây đều nghe ra cả. Phóng viên đài truyền hình tỉnh và báo tỉnh đều là do tôi mời đến. Ngày phát hiện xác ướp, tôi cho rằng, đó là một cơ hội để phát triển gỗ đào của huyện Đào Mộc, tuyệt đối không thể bỏ qua. Người quản lý đài truyền hình tỉnh Tống Trinh Giao có quen tôi từ trước. Cho nên, tôi gọi điện thoại cho cô. Không ngờ bọn họ đang phỏng vấn ở đập chứa nước Hồ Tử. Nói đến đây Diệp Phàm cố ý tạm ngừng, nhìn các vị ủy viên thường vụ một chút. Chương 1766, phạt nặng cho nhớ đời. Vừa nghe nói đến chuyện xác ướp cũng rất hứng thú. Người ta cũng đã tới rồi. Còn chuyện đồng chí Nhâm Phi của Cục Phát thanh truyền hình là cố ý kéo dài. Tin tức lớn như vậy không ngờ không được đưa ra. Mặc dù không phải vì phát triển gỗ đào của huyện Đào Mộc. Thì chuyện xác ướp đối với nghiên cứu khoa học và khảo cổ có giá trị không thể tính được. Cả nước có mấy địa phương phát hiện xác ướp. Xác ướp có thể dùng để nghiên cứu cuộc sống của những người này trước đây. Tôi hy vọng Bí Thư Phạm sẽ không nghe một số đồng chí nói. Và lại nói về cái nhìn, tôi tin rằng Bí Thư Phạm có ánh mắt xa hơn, điểm này không thể hoài nghi. Không cần nghe một số đồng chí nói. Còn cái nhìn của tôi, ha ha, tôi tin rằng cũng không đến nỗi là thiển cận và hạn hẹp. Gỗ đào của huyện Đào Mộc, tôi tin rằng đồng chí Vương Long Đông xử lý đúng. Chúng ta không chỉ nhìn đến đầu tư kinh tế ngắn hạn, phải có cái nhìn lâu dài mới được. Mới không bao lâu, ai nói là không có nhà đầu tư đến đầu tư. Các nhà đầu tư đến tìm hiểu cũng không ít. Ngày hôm qua, còn có nhà đầu tư ở thành phố Phổ Hải đến. Hơn nữa, người ta đã đặt cọc 50 triệu, nếu có thể bàn bạc xong thì đối với sự phát triển gỗ đào của huyện Đào Mộc thực sự là một sự trợ lực lớn. Diệp Phàm trực tiếp phản ứng lại. Đúng. Tầm nhìn của đồng chí Vương Long Đông tôi thấy không có thiển cận. Và lại, hiện quả và lợi ích cũng không chậm. Mới tuyên truyền đã làm ra được như thế, các đồng chí ngồi ở đây ai dám nói là khoa trương. Có một số việc, đặc biệt chuyện thu hút đầu tư, kết quả đều phải nửa năm, thậm chí là vài năm mới có thể biết được. Chúng ta yêu cầu anh ta như vậy có phải là có chút nóng vội không? Còn chuyện mê tín, căn bản là không có lời nói không đúng nào. Đại sư Trương Đạo Lâm là núi Thái Sơn trong giới phong thủy. Ngay cả Bộ Tài chính cũng mời ông ấy đến xem phong thủy cho cửa chính. Việc này, tôi tin rằng đồng chí Trương Nhất Đống từ Bộ Tài chính xuống đây hẳn có nghe nói. Thuật phong thủy cũng là một trong những truyền thống quý báu của Trung Quốc chúng ta. So với mê tín, bản chất hoàn toàn khác nhau. Lúc này bí thư đảng quần chúng Lưu Chân Mai, nổ súng, lôi cả Trương Nhất Đống ra. Ha ha! Trương Đạo Lâm thật sự đã xem phong thủy cho cửa chính của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, trước khác nay khác, theo tôi biết Trương Đại Lâm cũng thường xuyên tham gia một số hoạt động mê tín. Ví dụ như việc một số người giàu có, dùng nhiều tiền mời Trương Đại Lâm đại sư đến nhà cũ trừ tà, xem mộ ông ấy cũng đi. Chỉ có điều Trương Đại Lâm đại sư giữ thân phận, không có phân lượng nhất định không mời được thôi. Trương Nhất Đống thản nhiên cười nói. Thoạt nghe có vẻ khen ngợi Trương Đại Lâm nhưng thực ra là nói Trương Đại Lâm chỉ là một đại thần côn thôi. Nếu nói lễ tế gốc đào tổ là hoạt động mê tín thì hàng năm Trung Quốc chúng ta đều tổ chức tế tổ, tế trời, đó không phải là giống nhau sao? Việc này thật sự là buồn cười, những hoạt động lớn này đều do các bộ ngành trung ương tổ chức. Hơn nữa, so với hoạt động tế gốc đào tổ còn lớn hơn nhiều, tiền dùng vào cũng gấp hàng vạn lần. Tôi không hiểu, mặc dù là để phát triển gỗ đào. Dùng một số tiền tổ chức hoạt động như vậy là việc hoàn toàn chính đáng. Làm sao lại biến thành tiêu tiền lung tung, tổ chức hoạt động mê tín được? Về việc này, tôi tin vào quan điểm chính trị của đồng chí Vương Long Đông. Mà Chủ tịch thành phố mời phóng viên báo tỉnh là chuyện tốt. Việc này nhằm tuyên truyền văn hóa lịch sử của Hải Đông chúng ta. Những phóng viên nổi tiếng như Tống Trinh Giao và Lan Điền Trúc, rất nhiều địa phương muốn mời họ đến. Đừng nói là ít tiền. Ngay cả nhiều tiền cũng nên làm. Hơn nữa, tôi nghe nói phóng viên Tống và phóng viên Lan đều đồng ý đến là bởi vì Chủ tịch thành phố đã tốn không ít công sức mời. Hơn nữa, người ta thu phí hợp lý, so với bình thường còn thấp hơn nhiều. Nếu tính ra thế cũng là ưu đãi rồi. Nếu không tin, những vị đang ngồi đây, ngoài Chủ tịch thành phố Diệp còn có ai có thể mời phóng viên đài truyền hình và báo tỉnh đến tuyên truyền cho Hải Đông chúng ta? Tư lệnh viên Nguyễn Tiến nói ngắn gọn. Đúng y như tác phong quân nhân.
Tư lệnh Tế, đó cũng phải là năng lực đúng không? Chúng ta biết, tình trạng kinh tế huyện Đào Mộc không được tốt, đến lương của giáo viên cũng không thể trả đủ, dựa vào cái gì đem tiền đi tiêu xài như vậy? Đây là trái với trình tự của tổ chức, là không làm tròn trách nhiệm biết không? Trong ba chính sách có nói, tuyệt đối không được tham ô, nợ tiền lương giáo viên. Tham ô nợ lương là liên quan đến trách nhiệm của lãnh đạo địa phương. Ở đây, có phải là nên truy cứu trách nhiệm của đồng chí Vương Long Đông không? Tôi thấy, xử phạt y cũng không đủ, ngoài ra tôi đề nghị hội nghị thường vụ xử phạt nặng đồng chí Vương Long Đông cho y nhớ. Để làm yên lòng các thầy cô giáo huyện Đào Mộc, nếu không, các thầy cô đó đều sống dựa vào tiền lương. Chúng ta lại tham ô giữ lại, cướp mất bát cơm của người ta, vậy lãnh đạo chúng ta nhẫn tâm như thế nào? Việc này, tôi thấy không thể không xử lý. Bí thư Phạm, không thể để hiện tượng này phát triển lên, nếu không thì sẽ xảy ra việc lớn. Thái Quyền Quý lạnh lùng nói. Thật sự có việc tham ô chiếm giữ tiền lương giáo viên ở huyện Đào Mộc sao? Khoản tiền có phải dùng để tổ chức lễ tế gốc đào tổ không? Nếu là thật thì phải xử lý. Phạm Viễn thể hiện thái độ. Bí thư Phạm, nói đến việc này, tôi còn có một việc cần báo cáo anh một chút. Lúc này Trương Nhất Đống nhìn Phạm Viễn nói. Chuyện gì, chẳng lẽ cũng có liên quan đến việc này? Có liên quan thì nói, không thì không cần phải nói. Phạm Viễn tỏ ý không hài lòng, nhìn Trương Nhất Đống khoát tay nói. Cảm thấy người này cũng quá cao ngạo, không ngờ nói xen vào lời nói của ông. Tuy người này là người nhà họ Trương ở Bắc Kinh đến. Nhưng đây là đâu, làm tôi tức giận thì cuốn gói về. Lần trước Ủy ban Nhân dân thành phố không phải là tạm đình chỉ chức vụ của đồng chí Lưu Nhất Tiêu cục trưởng cục tài chính sao? Sau đó, tôi vừa đến Hải Đông, tiếp nhận vụ án này thấy vụ án có nhiều điểm không khớp. Trương Nhất Đống bình tĩnh nói cũng không lo lắng gì khi thấy vẻ mặt của Phạm Viễn. Không khớp, có gì không khớp, lúc đó Ủy ban Nhân dân thành phố đã thảo luận tài liệu chứng cứ đầy đủ, còn có cả người làm chứng. Hành vi của đồng chí Lưu Nhất Tiêu đã được Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định xử lý là thích hợp. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói, biết Trương Nhất Đống muốn gây khó khăn cho mình. Có lý, việc này lúc đó tôi đã phản đối. Tôi đã kiên quyết không đồng ý với quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố. Cho nên đã yêu cầu tổ chức điều tra. Nếu chủ nhiệm Trương đã điều tra xong, vậy mời chủ nhiệm Trương nói việc này cho mọi người rõ chỗ nào không khớp. Tuyệt đối không để một đồng chí tốt bị oan uổng. Lúc này Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Trương Minh Sâm bắt đầu nổi bão. Đúng vậy, tôi cũng bỏ phiếu chống. Hội nghị hôm đó có biên bản ghi rõ. Chúng tôi cho rằng, lúc đó xử lý đồng chí Lưu Nhất Tiêu rất vội vàng, cũng không qua điều tra. Rất qua loa. Đây là không có trách nhiệm với hành vi đối với cán bộ đảng, đối với hành động của cấp dưới. Mặc dù không biết lúc đó Chủ tịch thành phố Diệp lấy được cái gọi là căn cứ chính xác. Nhưng tôi cho rằng không qua xác minh, việc gì cũng có thể phát sinh. Đến nhân dân tệ còn có người giả mạo, đô la Mỹ giả cũng đầy. Có khi, người cũng có thể thế, cái gì không thể làm giả. Khi sự việc chưa được điều tra, tôi có lý do để nghi ngờ một số đồng chí cố ý. Biệt Đỉnh Phong cũng lên tiếng đúng lúc, ủng hộ Trương Minh Sâm. Hai người bắt đầu công kích Diệp Phàm. Mà đám người cùng phe với Phạm Viễn vừa nãy đề xuất xử lý Vương Long Đông trong việc sai lầm mới đài truyền hình. Diệp Phàm hiểu, đây là do Phạm Viễn tính toán trước. Muốn trả thù chuyện em cậu Lý Nhất Nam, có vẻ là xử lý Vương Long Đông thật ra chính là công kích người đứng sau thao túng Diệp Phàm thôi. Võ này, Diệp Phàm có nhiều dự cảm không tốt. Phó Chủ tịch thành phố Trương, Phó Chủ tịch thành phố Biệt. Bất luận là chuyện gì, cũng phải coi trọng chứng cứ có phải không. Nếu các anh nói có chứng cứ, đã có kết quả điều tra, vậy mời chủ nhiệm Trương đưa ra kết quả. Trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Cổ Dị Hùng nói. Lúc đó tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố có cung cấp cho chúng tôi tài liệu. Vừa có ghi âm vừa có ghi hình nhân chứng vật chứng. Các đồng chí sau khi tiếp nhận cũng tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật. Phát hiện Lý Trương Minh của phòng tài chính Nguyệt Hồ, trưởng phòng tài chính huyện Hồng Cố Đức Tiêu. Cùng với trưởng phòng tài chính huyện Đào Mộc Lưu Nhất Chu cùng với trưởng phòng tài chính huyện Ninh Khê đã thừa nhận cùng nhau liên kết làm chứng nhận giả việc đồng chí Lưu Nhất Tiêu của Cục Tài chính thành phố phân không đủ các khoản tiền là giả. Bốn người nói rằng đồng chí Lưu Nhất Tiêu có giao bọn họ nộp lên phòng tài chính thành phố một khoản tiền. Cứ thế bốn người họ cũng không biết Lưu Nhất Tiêu làm cái gì. Tuy nhiên,
Sau đó Lưu Nhất Tiêu lấy lý do là cục tài chính thành phố có tiền, trong khoảng thời gian này huyện cần dụng tiền. Nên cục tài chính thành phố không thu khoản tiền này, để huyện dùng trước. Qua điều tra, việc này không khớp. Ba đồng chí Lý Trương Minh, Cố Đức Tiêu và Lưu Nhất Chu đều nói làm giả chứng cứ. Trương Nhất Đống nói những lời này ra, mọi người lập tức xì xào, các vị ủy viên thường vụ lập tức bàn tán. Làm giả chứng cứ, vì sao làm giả, chẳng lẽ có người ép, là ai ép, quả thực coi trời bằng vung, không ngờ dám làm việc này. Lúc này Trương Minh Sâm lên tiếng, bị người ta gây sự Diệp Phàm tất nhiên hiểu, đơn giản là làm thành sự thật thôi. Đồng chí Nhất Đống Anh phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Giả làm chứng cứ, vì sao bọn họ lại muốn làm giả, buồn cười, lanh lảnh càn khôn, thực sự có người ép họ phải không? Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Đồng chí Diệp Phàm, mỗi câu tôi nói đều có chứng cứ. Hơn nữa, toàn bộ là chứng cứ của Ủy ban Kỷ luật chúng tôi. Mà Ủy ban Kỷ luật chúng tôi phá án đều là dựa vào chứng cứ. Người xuất gia không nói lung tung, điều tôi muốn nói chính là Ủy ban Kỷ luật phá án nếu không có căn cứ chính xác. Tuyệt đối không dám nói ra ở hội nghị thường vụ. Trương Nhất Đống vẻ mặt khá kiên cường, giọng nói chắc như núi. Chương 1767, thương lượng trực tiếp. Ừ, vậy nói tôi nghe một chút, đối với vài đồng chí thái độ trước sau thay đổi tôi cũng cảm thấy có hứng thú. Việc này, nếu là sự thật, nói là nhỏ thì là người có lập trường không kiên định, nói là lớn thì tư tưởng có vấn đề lớn về nhận thức. Cán bộ như vậy, không được rồi. Phạm Viễn đột nhiên chen vào một câu. Cho phép tôi mở một đoạn video. Trương Nhất Đống có được thành công, vững bước đi lên. Không lâu sau, Lý Trương Minh, Công Đức Tiêu cùng với Lưu Nhất Chu đi ra làm chứng. Qua điều tra, các nhân viên của Ủy ban Kỷ luật đã cẩn thận trao đổi. Cuối cùng giải tỏa băn khoăn trong lòng ba đồng chí này. Bọn họ nhìn vào tình hình thực tế, nói là trước kia đã giả bộ làm chứng, đều là. Nói đến đây, Trương Nhất Đống cố ý dừng một chút, nhìn Diệp Phàm một cái. Làm cho tất cả các ủy viên thường vụ đều nhìn Diệp Phàm. Đó muốn ăn món này lại uống chén trà bên cạnh bàn, rồi nói tiếp. Bọn họ nói, hết thảy việc này đều là do Phó trưởng Ban Thư ký Thành ủy. Tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Vu Hữu Hòa ép. Trời, sao có thể thế? Trương Nhất Đống vừa nói đến đây tất cả các ủy viên thường vụ đều không kìm nổi kêu thất thanh. Diệp Phàm thấy không ngờ là trưởng ban tuyên giáo Tô Phương. Hiển nhiên người đàn bà này cố ý tạo thanh thế, dồn hết chú ý vào Vu Hữu Hòa thôi. Mọi người ngồi đây đều biết, Vu Hữu Hòa là thân tín của Diệp Phàm. Vu Hữu Hòa ra mặt hiển nhiên y chỉ là chó săn. Người thực sự đứng phía sau là chủ tịch thành phố Diệp Phàm chứ còn ai. Thấy tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Trương Nhất Đống thản nhiên cười nói. Mời các vị xem tiếp. Sau khi ba nhân chứng ra mặt, trên video có vật chứng. Việc này trước kia thật sự là do Vu Hữu Hòa làm. Hơn nữa Vu Hữu Hòa vừa đấm vừa xoa. Nói là Lưu Nhất Tiêu sau khi rơi đài, cục tài chính thành phố sẽ chống một vị trí cục trưởng. Có người sẽ đẩy phó cục trưởng thường trực thăng chức, sau đó cục tài chính thành phố sẽ chống mấy vị trí phó cục trưởng. Hiển nhiên, ba vị đồng chí này đều có hy vọng. Ha ha, lời nói vô căn cứ. Diệp Phàm đột nhiên bình tĩnh, thản nhiên cười, nhìn Trương Nhất Đống một cái nói. Tất cả mọi người đều biết, Vu Hữu Hòa là tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Đối với công việc của Ủy ban Nhân dân thành phố làm đâu ra đấy. Gần đây vì việc cải tạo sông Vượng Phu, vì việc khai thác gỗ đào của huyện Đào Mộc cả ngày đã bận tối mắt tối mũi. Chẳng những tiếp nhận những công việc, hơn nữa còn gánh vác nhiều công việc khác bên ngoài. Đối với những gì đồng chí Vu Hữu Hòa làm, tất cả các nhân viên của Ủy ban Nhân dân thành phố đều rõ như ban ngà. Vu Hữu Hòa căn bản không có lý do gì làm việc này. Chủ tịch thành phố Diệp, đoạn video này chẳng lẽ là đồng chí Trương Nhất Đống dùng máy tính tạo thành có phải không? Trương Minh Sâm lạnh lùng nói. Ha ha, tôi nghĩ chính là như vậy. Nếu đoạn video lúc trước các anh có thể phủ định, nói những lời làm chứng của ba đồng chí này là giả dối. Tôi hoàn toàn có lý do để nghi ngờ tính xác thực của đoạn video này. Lời nói của ba vị làm chứng kia có thể thay đổi không lường được. Những lời họ nói câu nào là thật câu nào là giả. Việc này có lẽ là khó biết được. Hơn nữa, chẳng lẽ không thể nói hiện tại Ủy ban Kỷ luật thành phố điều tra ra chứng cứ là giả sao?
Diệp Phàm thản nhiên cười nhạt. Đồng chí Diệp Phàm, anh phải có trách nhiệm với những lời anh nói. Anh là chủ tịch thành phố, một đảng viên, một người công bộc của dân mà nói những lời này sao? Anh nghi ngờ chứng cứ của Ủy ban Kỷ luật thành phố, thì chính là nghi ngờ chứng cứ của đảng. Tôi thật sự không nghĩ rằng, sau khi sự thật được đưa ra, anh không thừa nhận cấp dưới của mình là Vu Hữu Hòa sai, không ngờ còn che giấu cho y. Tôi muốn hỏi chủ tịch thành phố Diệp rằng sự thật ở đâu? Chủ tịch thành phố Diệp có còn là một đảng viên không? Còn có một chút đạo đức, một chút liêm sỉ không? Trương Nhất Đống nói những câu sắc bén, trực tiếp chỉ trích Diệp Phàm. Anh cũng dám đứng trước mặt tôi nói về sự thật, đạo đức, liêm sỉ sao? Diệp Phàm nói đến đây cố ý tạm dừng một chút nhìn mọi người một cái nói. Anh xem anh đã làm chuyện gì? Ba đồng chí nói trước kia là sự thật, nhân chứng vật chứng đầy đủ. Làm phó chủ nhiệm quản lý ủy ban kỷ luật anh đã làm gì? Theo cấp dưới làm sằng bậy không nói, không ngờ tai cũng lớn đến nông nỗi ấy. Cái gì nghiêm túc, cái gì gọi là thật giả không rõ ràng. Anh ở ủy ban kỷ luật nhiều năm như vậy, toàn làm xia. Đồng chí Diệp Phàm, anh nói những lời này có ý gì? Tôi không hiểu, anh chỉ trích tôi cái gì? Hôm nay nếu không nói rõ tôi sẽ khiếu nại lên cơ quan cấp trên. Anh đã xúc phạm danh dự cá nhân tôi. Trương Nhất Đống tức giận giọng rất nặng. Không không không, anh nói tôi chỉ trích tất cả các nhân viên của Ủy ban Kỷ luật thành phố không đúng. Tôi không nhằm vào toàn bộ nhân viên Ủy ban Kỷ luật thành phố mà là một số đồng chí của Ủy ban Kỷ luật thành phố. Còn khiếu nại, anh cứ từ từ. Anh khiếu nại lên tận Trung ương tôi cũng không có ý kiến. Tuy nhiên, tôi hy vọng đồng chí Trương Nhất Đống không cần biến việc nhỏ thành việc lớn. Chuyện bên trong của Hải Đông chúng ta, anh muốn khiếu nại, có thể được bí thư Phạm đồng ý trước mới được. Đương nhiên, tôi có thể nói những lời này tuyệt đối có lý do. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Lý do, tôi thực sự muốn nghe xem chủ tịch thành phố Diệp có lý do gì. Trương Nhất Đống nhìn Diệp Phàm lạnh lùng nói. Lúc trước không phải có bốn đồng chí cùng làm chứng rằng đồng chí Lưu Nhất Tiêu tham ô tiền cải tạo khe suối Vượng Phu, cố ý giữ tiền tại các huyện thị phía dưới. Tôi muốn hỏi anh, còn có một đồng chí tên là Thôi Đồng Ba, anh ta đâu? Sao lại không xuất hiện trên video? Diệp Phàm vừa lên tiếng đã nói ra điểm quan trọng. Đúng vậy, bốn vị đồng chí sao giờ mới có ba? Việc này thật lạ, các đồng chí đều biết, trong việc này, có phải có ai đó không muốn cho người khác biết mục đích của mình? Lưu Trân Mai cũng lạnh lùng hừ nói. Bốn đồng chí có ba người đã chứng thực, việc này cũng chứng tỏ sự thật. Cho đến bây giờ đều là thiểu số phục tùng đa số. Chẳng lẽ hôm nay lại ngược lại đa số phục tùng thiểu số? Đây thật đúng là lộn xộn. Trương Minh Sâm có kinh nghiệm, có tiếng tăm, không kìm nổi nói lại Lưu Trân Mai một câu. Người nhiều cũng không thể đại diện cho chân lý. Sự thật đã chứng minh, chân lý thường được nắm giữ bởi số ít. Không điều tra không có quyền lên tiếng. Cậu dựa vào cái gì chứng thực ba đồng chí này không nói dối? Việc này nếu đã đề cập đến hiện tại, phải điều tra rõ mới đúng. Việc này chẳng những liên quan đến các cục trưởng cục tài chính các huyện thị còn liên quan đến không ít lãnh đạo, không thể qua loa được. Nói đến đây Lưu Trân Mai nhìn Bí Thư Phạm một cái nói. Bí Thư Phạm, tôi đề nghị điều tra rõ việc này. Ừ, nếu các đồng chí đều tranh luận vì việc này, đảng chúng ta luôn chú ý dân chủ. Việc này không giải quyết tốt sẽ ảnh hưởng đến đoàn kết của các đồng chí. Thế này đi, chúng ta hãy thảo luận một chút việc này trên hội nghị thường vụ. Cần người làm chứng có thể gọi đến hội nghị thường vụ trực tiếp trao đổi. Chúng ta làm việc này tại đây có được không? Phạm Viễn nhìn mọi người một cái rồi nói. Tôi ủng hộ ý kiến của Bí Thư Phạm, tuy nói chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng ảnh hưởng đến đoàn kết. Một việc nhỏ không thể biến thành việc lớn, cho nên, chỉ có giải quyết những mâu thuẫn thì mới có thể làm các đồng chí đoàn kết. Cao Hoa lập tức lên tiếng ủng hộ, sau đó Thái Quý Quyền, Dương Bản Thủy tất nhiên cũng không chịu chậm chạp. Đồng chí Trương Nhất Đống tôi muốn hỏi đồng chí Thôi Đồng Đồng ở phòng tài chính huyện Ninh Khê nói thế nào? Diệp Phàm nhìn Trương Nhất Đống hỏi. Thôi Đồng, gần đây anh ta tư tưởng có chút dao động. Cho nên, không tỏ thái độ, hỏi anh ta, cũng không nói. Tất cả mọi người đều biết, Ủy ban Kỷ luật cũng không phải cơ quan chấp pháp chính thức, chỉ là hỗ trợ chấp pháp. Không thể như công an, có thể áp dụng các thủ đoạn theo quy tắc thông thường. Mặc dù là công an, cũng phải chú ý việc thi hành pháp luật văn minh.
Ủy ban kỷ luật thành phố chúng tôi lại là đơn vị chấp pháp văn minh tiên tiến. Cho nên, đối với cán bộ có vấn đề về tư tưởng chỉ có thể dùng cách khuyên bảo là chính. Trương Nhất Đống vẻ mặt bình tĩnh nói. Nói như vậy là các anh cũng không áp dụng bất kỳ thủ đoạn nào ngoài khuyên bảo đối với đồng chí thôi đúng không? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Đương nhiên, như vậy là trái pháp luật, là người hỗ trợ thi hành pháp luật, chúng tôi không thể biết luật mà vẫn phạm luật được. Tôi dù gì cũng là nhân viên của Ủy ban Kỷ luật Trung ương phụ trách phòng giám sát kiểm tra của Bộ Tài chính nhiều năm. Sóng gió đã trải qua lớn hơn Hải Đông nhiều, cho nên, giống như đồng chí thôi, không cần Chủ tịch thành phố Diệp nói. Trương Nhất Đống rất cao ngạo, có vẻ khinh thường, tất nhiên là châm biếm Diệp Phàm. Tuy nhiên, Trương Nhất Đống không phát hiện khi y nói những lời này, Phạm Viễn Lơ đãng nhíu mày. Bởi vì, người này khi kiêu ngạo với Diệp Phàm, đồng thời quên là còn có Phạm Viễn ngồi đây. Hơn nữa, khi nói chuyện, lôi tất cả cán bộ Hải Đông vào. Coi Bộ Tài chính là biển rộng, Hải Đông chỉ là vũng bùn nhỏ, không gây ra sóng gió gì lớn. Được, được, vậy mới thôi đồng. Lý Trương Minh, Cố Đức Tiêu cùng với Lưu Nhất Chu đến đây. Nếu Bí Thư Phạm hôm nay có hứng thú làm việc tại đây, chúng ta không thể làm trái ý lãnh đạo có phải không? Lãnh đạo bận rộn nhiều việc, khó có dịp quan tâm đến chuyện nhỏ này. Diệp Phạm đưa Phạm Viễn để áp chế. Việc này sợ là không ổn. Trương Nhất Đống có chút chần chừ nói. Có gì không ổn? Lúc này Thái Quyền Quý lạnh lùng hừ nói. Bí Thư Phạm. Ở đây dù sao cũng là hội nghị thường vụ của thành ủy Hải Đông, là nơi quyền lực cao nhất của Hải Đông. Thẩm án chỉ là chuyện của ủy ban kỷ luật. Nếu ở đây, lấy hội nghị thường vụ làm công đương, việc này có sợ người ngoài nói xấu không? Lúc này Trương Minh Sâm nói. Nói nhảm gì vậy? Phạm Viễn nhìn Trương Minh Sâm một cái thản nhiên nói. Nói là chúng ta nhúng tay can thiệp vào việc phá án của ủy ban kỷ luật. Trương Minh Sâm đành phải kiên trì đến cùng. Nực cười. Ủy ban kỷ luật thành phố không phải cũng là do đảng lãnh đạo sai. Chẳng lẽ ủy ban kỷ luật thành phố đứng ngoài sự lãnh đạo của đảng? Hội nghị thường vụ Hải Đông là đại diện cho đảng, đại diện cho lợi ích của nhân dân Hải Đông, đại diện cao nhất cho chính quyền Hải Đông. Không cần nói đến việc khác, ít nhất đối với việc phá án của ủy ban kỷ luật cũng có quyền cho ý kiến và giám sát có phải không? Quan tâm đến việc phá án của ủy ban kỷ luật lại biến thành tham gia. Chẳng lẽ một số đồng chí thật sự muốn biến ủy ban kỷ luật thành phố thành vương quốc độc lập, biến thành một tổ chức gì đó, đến đảng cũng không có quyền lực giám sát? Diệp Phàm đột nhiên cười lạnh nói. Những lời này thật sự không phải bình thường, lập tức đẩy Trương Nhất Đống về phía đối diện với Phạm Viễn. Bí thư Phạm, tôi không có ý này. Trương Nhất Đống lập tức giải thích. Chương 1768, phương pháp không theo quy tắc thông thường. Không phải ý này thì gọi người đến đây. Phạm Viễn lạnh lùng hừ một tiếng. Vậy được rồi. Trương Nhất Đống sắc mặt thay đổi. Không có cách nào, đành phải bảo người đưa bốn đồng chí kia đến. Bí thư Phạm, để bốn đồng chí đến đây cần chờ một thời gian. Trong lúc đó có lẽ kết luận một chút việc lúc trước anh nói. Về việc xử lý Vương Long Đông. Lúc này Biệt Đỉnh Phong lên tiếng, rõ ràng là muốn chuyển mục tiêu. Đồng chí Đỉnh Phong. Vừa rồi Bí thư Phạm chỉ là thảo luận một chút vấn đề đồng chí Vương Long Đông. Cũng không nói sẽ xử phạt nặng ông ta. Tôi hy vọng anh không cần phải bẻ cong sự thật, nói sằng bậy ở hội nghị thường vụ. Lưu Chân Mai tức giận, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tôn Đạo Phong nói. Bí thư Lưu, cô nói ai nói sằng nói bậy. Vừa rồi Bí thư Thái có nói, đề nghị xử phạt nặng đồng chí Vương Long Đông. Sau đó Bí thư Phạm cũng đồng ý phải xử lý một chút. Tôi không nói dối nửa câu. Tôn Đạo Phong tức giận phản bác lại. Đồng chí Đạo Phong, Bí thư Phạm cũng chưa từng nói xử phạt nặng đồng chí Vương Long Đông. Tôi chỉ nói một câu. Diệp Phàm đột nhiên lên tiếng. Bí thư Phạm không phải nói là phải xử lý sao, không phải là đồng ý với đề nghị của Thái Quý Quyền sao? Biệt Đỉnh Phong hừ nói. Xử lý là đồng ý sao, buồn cười thật, trình tự xử lý cần nhìn hơn. Ví dụ như hỏi, phê bình, cảnh cáo đều có thể gọi là xử lý. Sao lại nói là xử phạt nặng? Tôi tin tưởng ý của Bí thư Phạm không phải như thế. Diệp Phàm nhìn Phạm Viễn một cái nói. Chủ tịch thành phố Diệp, anh sao có thể khẳng định Bí thư Phạm không có ý đấy? Có lẽ ý của Bí thư Phạm chính là ý đó. Hơn nữa, theo tôi đoán, đề nghị mà Bí thư Thái vừa đưa ra, Bí thư Phạm đồng ý sẽ xử lý, có thể nói,
hẳn là cùng ý kiến với đề nghị của Bí thư Thái. Trương Nhất Đống nhìn Diệp Phàm nói. Ha ha, không thể không nói, các đồng chí rất có năng lực dự đoán. Tuy nhiên, việc này tôi còn muốn nói một câu, đó là có ý gì? Thật ra, không có ý gì. Ý của tôi là các anh thảo luận vấn đề Vương Long Đông một chút trước. Làm Bí thư Thành ủy Hải Đông, tôi không thích những người chưa điều tra đã nói lung tung. Điều này xin các đồng chí nhớ kỹ cho. Sau này nói chuyện chú ý, đừng loạn nói là ý của tôi. Còn những phỏng đoán không có căn cứ, lại càng không được. Phạm Viễn nhìn Diệp Phàm một cái nói. Diệp Phàm hiểu được, đây là Phạm Viễn gõ Trương Nhất Đống giữ thể diện cho hắn. Tuy nhiên, Diệp Phàm không thể nào hiểu được vì sao Phạm Viễn làm như vậy. Về mặt lý thuyết, hôm nay Trương Minh Sâm cùng Trương Nhất Đống kết phường gân huyên náo, hơn nữa Phạm Viễn chính là người cho rằng phải xử phạt năng Vương Long Đông. Mặc dù hắn và Lưu Trân Mai kiên quyết phản đối, có lẽ cũng vô dụng. Vì sao Phạm Viễn đồng ý bỏ qua cơ hội này, thể hiện thiện ý với hắn? Diệp Phàm nghĩ trăm lần vẫn không có lời giải đáp, chẳng lẽ là Phạm Viễn muốn lôi kéo hắn? Có khả năng. Nhưng, nhìn cách làm của Phạm Viễn, luôn mượn chuyện Vương Long Đông gây khó dễ cùng là gõ hắn chuyện mời Tống Trinh Giao và Lan Điền Trúc làm hại em vợ bị bắt. Từ chuyện này hình như sự việc càng lúc càng không rõ ràng. Có khả năng nhất chính là ban đầu Phạm Viễn có ý đồ muốn gõ hắn. Sau đó trên đường bất ngờ đổi ý. Có lẽ mấy người cùng phe với Y Thái Quý Quyền cũng không đoán được. Còn Trương Nhất Đống, vừa nghe những lời nói đó của Phạm Viễn hơi có ý phê bình y. Hơn nữa đặc biệt nhấn mạnh hai chữ phỏng đoán làm mặt Trương Nhất Đống đỏ lên. Đúng lúc này, tiếng mở cửa vang lên. Cao Hoa nói là bốn vị cục trưởng cục tài chính đã đến rồi. Nếu bốn vị đồng chí đến rồi, vậy thì bắt đầu làm việc thôi. Phạm Viễn gật gật đầu nói, tất nhiên là đồng ý gác lại chuyện Vương Long Đông. Phạm Viễn cũng đồng ý gác lại, mấy người Thái Quý Quyền nghi ngờ nhưng không lên tiếng. Trương Minh Sâm muốn phản đối nhưng cảm thấy phản đối cũng vô dụng, cho nên cũng không lên tiếng. Bốn vị cục trương cụ tài chính vẻ ngoài thoạt nhìn vẫn rất bình tĩnh. Hơn nữa, ăn mặc chỉnh tề. Tuy nhiên, thấy mấy người Diệp Phàm ở đây, đồng chí Thôi Đồng đột nhiên hô lớn. Bí thư Phạm, chủ tịch thành phố Diệp, bí thư Lưu, tôi có oan ức. Tôi muốn giải thích với tổ chức tình hình thực tế, tôi muốn khiếu nại với tổ chức. Đồng chí Thôi Đồng, đừng nóng vội, uống một ngụm trà trước, có gì oan khuất, tin rằng các vị lãnh đạo ngồi đây đều sẽ cho anh phán xét công bằng. Hơn nữa, có chuyện gì anh cứ dũng cảm nói ra. Tin rằng các vị lãnh đạo ngồi ở đây sẽ làm chủ cho anh. Diệp Phàm an ủi. Bọn họ không phải là người. So với cảnh sát còn hung hăng tàn bạo hơn. Thôi Đồng chỉ vào mấy người phó chủ nhiệm, cục trưởng cục giám sát Dương Chí Đức hét lớn. Có chuyện gì vậy? Phạm Viễn nghiêm mặt hừ nói, nhìn Trương Nhất Đống mặt đang sầm lại. Còn Dương Chí Đức mặt giống tối sầm, y cắn môi chỉ vào Thôi Đồng hừ nói. Đồng chí Thôi Đồng. Đây là hội nghị thường vụ Hải Đông, tôi hy vọng anh nói chuyện chú ý từ ngữ. Chú ý đúng mực, nói sằng nói bậy là sẽ bị pháp luật xử lý. Đồng chí Thôi Đồng, đây là hội nghị thường vụ Hải Đông, là trung tâm của đảng. Có gì oan khuất anh dũng cảm nói ra, nếu dám nói thì nói những lời nói thật. Diệp Phàm đột nhiên sầm mặt nhìn Dương Chí Đức một cái hử nói. Đồng chí Chí Đức, tôi hy vọng anh phải chú ý, phải biết đây là đâu. Sao có thể đem việc phá án của các anh lên đây? Anh ngang nhiên uy hiếp đồng chí, cái gì gọi là nói sằng nói bậy? Chẳng lẽ đồng chí Thôi Đồng có oan khuất cũng không cho người ta nói ra? Chúng ta là đất nước dân chủ, không phải là chính quyền độc tài. Anh đứng đấy suy nghĩ cho tôi. Rất xin lỗi chủ tịch thành phố, lúc nãy tôi có chút kích động. Dương Chí Đức lập tức nói. Nói đi đồng chí Thôi Đồng. Phạm Sa ra hiệu cho Thôi Đồng. Ban đầu, tôi cùng với Lý Trương Minh, Cố Đức Tiêu và Lưu Nhất Chu cùng làm việc rất tốt. Nhưng đồng chí Lưu Nhất Tiêu nguyên tắc ép chúng tôi phải làm việc theo cách của anh ấy. Nói như lần trước, anh ấy ép chúng tôi phải giữ lại một khoản tiền cấp cho các huyện thị. Hơn nữa, còn tạo ra một dấu hiệu giả dối, ngay cả phòng tài chính huyện cũng không có tiền. Còn có chút khó. Vốn là có tiền, cũng phải giả là không có tiền. Cho nên, bốn chúng tôi phải suy nghĩ. Cuối cùng không có cách nào, đành phải thu tiền chuyển sang địa phương khác giấu. Tuy nhiên, sau đó cục chống tham nhũng của Viện Kiểm sát tìm tới chúng tôi. Chúng tôi không dám giấu giếm,
đành phải khai hết sự thật. Tuy nhiên, chủ nhiệm Trương Nhất Đống tới Hải Đông chúng ta, nhận lại vụ án thì vụ án liền thay đổi lớn. Phó chủ nhiệm Dương Chí Đức cho người bắt chúng tôi thừa nhận việc khai lúc trước là giả dối, là chúng tôi giả chứng cứ. Lúc trước bốn chúng tôi cũng không phục, không đồng ý. Bởi vì sự thật chính là sự thật, sao có thể thay đổi thành chứng cứ giả? Dù sao, chúng tôi đều được đảng giáo dục nhiều năm, là cán bộ của đảng nhiều năm, không thể sằng bậy. Tuy nhiên, sau đó, đều thay đổi rồi. Bọn họ nghĩ cách tra tấn chúng tôi, không cho ăn cơm, không cho ngủ, hơn nữa, thật sự không chịu được, không ngờ còn dùng xốp đặt lên người chúng tôi đấm đá cực kỳ tàn ác. Sau đó, tôi nghe nói người nhà của Phó Cục trưởng Lý, Cục trưởng Cố và Cục trưởng Lưu còn bị uy hiếp. Trong lòng các đồng chí lo lắng cho người nhà, không có cách nào, đành phải nói sự thật thành chứng cứ giả. Đến bây giờ, chỉ còn một mình tôi kiên trì, cũng bị đánh không ít. Thôi Đồng hét lớn, nước mắt ứa ra, nhìn rất thảm. Nói bậy, đồng chí Thôi Đồng, anh nên chịu trách nhiệm với lời nói của anh. Trương Nhất Đống không kìm nổi tức giận nói. Tôi, Thôi Đồng có chút sợ hãi, tuy nhiên, cuối cùng vẫn kiên trì nói. Tôi chịu trách nhiệm với lời nói của tôi. Không tin, các anh hỏi Phó Cục trưởng Lý, Cục trưởng Cố còn cả Cục Trương Lưu xem, có phải như vậy không? Lúc này Trương Minh Sâm lạnh lùng trợ uy cho Trương Nhất Đống. Những người ngồi đây đây đều biết, Ủy ban kỷ luật phá án có khi không thể không dùng một số thủ đoạn không theo quy tắc thông thường. Giống như dùng xốp lót để đánh người sẽ không để lại vết thương. Việc này Trương Minh Sâm nói như vậy, mục đích rất rõ ràng. Phó Chủ tịch thành phố Trương, vừa rồi tôi cũng đã nói, bọn họ dùng xốp lót rồi đánh đập sao có thể để lại vết thương. Nội thương đều trong bụng tôi, điều tra cũng không ra. Thôi Đồng nói. Vậy chứng tỏ anh không có chứng cứ có phải không? Không có chứng cứ sao có thể chứng minh? Tôi cho rằng, căn bản là anh ăn nói lung tung. Tôi tin tưởng Ủy ban kỷ luật thành phố phá án văn minh, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nói đến đây Trương Minh Sâm đột nhiên càng hung hăng nói. Đồng chí Thôi Đồng, tôi nghi ngờ anh có động cơ. Anh xúi giục mọi người như vậy là vì cái gì? Có phải có người đứng sau sai khiến anh làm? Bất kể liên quan đến ai, lập tức nói ra, thành ủy còn có thể xem xét sự thẳng thắn của anh để xử lý. Nếu vẫn ngoan cố không nói, thì hậu quả tự anh suy nghĩ đi. Tôi nói như thế để anh suy nghĩ lại. Phó Cục trưởng Lý, Cục trưởng Cố, Cục trưởng Lưu, đồng chí Thôi Đồng nói có phải là sự thật không? Trương Nhất Đống thản nhiên lạnh lùng hừ nói. Việc này, ba người nhìn nhau thì thào nửa ngày không dám nói ra. Trận này rõ ràng phân thành ba phe. Trương Nhất Đống cùng Trương Minh Sâm là một đối đầu với Diệp Phàm. Bí thư Phạm không tỏ thái độ rõ ràng, thuộc loại xem náo nhiệt, có cơ hội sẽ ra tay. Đây là phái khó cân nhắc, lời đã nói khó có thể thu lại. Đến lúc đó, hai phía không phải là hoàn toàn xong đời sao. Những người ở đây đều lăn lộn quan trường mấy chục năm, không phải là người ngu ngốc. Đều hiểu được chỗ lợi hại, lúc này tốt nhất là không lên tiếng. Không cần lo lắng, nếu đồng chí Thôi Đồng nói dối, các anh phải dũng cảm thừa nhận. Trương Nhất Đống nghiêm mặt lạnh lùng nói. Ha ha, việc này không vội. Chúng ta trước tiên nói đến việc đồng chí Thôi Đồng bị tra tấn, còn phải xem có phải sự thật hay không. Nếu là sự thật, thì chân tướng không phải rõ ràng sao? Chứng tỏ Ủy ban kỷ luật thành phố sử dụng không ít thủ đoạn không thích hợp có phải không? Diệp Phàm đột nhiên cười, nhìn Trương Nhất Đống nói. Đồng chí Nhất Đống, anh có đồng ý với ý kiến của tôi không? Còn cả Bí Thư Dương, Phó Chủ tịch thành phố Trương. Chương 1769, phản đối không có hiệu quả. Việc này là đương nhiên, nếu đồng chí Thôi Đồng nói là bị đánh đập tàn ác, chứng tỏ các đồng chí Ủy ban kỷ luật khi phá án có sử dụng một số phương pháp không được phép. Vì sao phải dùng những phương pháp đó? Trong này chắc chắn có vấn đề. Phó Bí Thư Thái Quý Quyền không ngờ lên tiếng. Tôi đồng ý, chỉ cần có thể chứng minh đồng chí Thôi Đồng và ba vị đồng chí kia bị đánh đập dã man, tôi sẽ nghiêm túc xử lý các đồng chí của Ủy ban kỷ luật thành phố. Trương Nhất Đống bình tĩnh gật gật đầu, Trương Minh Sâm cũng gật đầu. Cuối cùng, Dương Chí Đức cũng gật đầu, y nhìn Diệp Phàm nói. Vậy mời Chủ tịch thành phố Diệp đưa ra chứng cứ chứng minh. Nếu Chủ tịch thành phố Diệp có thể chứng minh thật sự là Ủy ban kỷ luật thành phố trong khi phá án đã sử dụng một số phương pháp không được phép. Mà vụ án này là do tôi phụ trách,
trước mặt các vị lãnh đạo, tôi hứa lập tức từ chức về nhà bán khoai lang. Và xin chịu mọi hình phạt của tổ chức. Hừ. Diệp Phàm đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nhìn Dương Chí Đức một cái nói. Nếu chứng minh được là có vấn đề, anh không chỉ từ chức về nhà mà còn chịu sự trừng phạt của pháp luật, kỷ luật của đảng. Đối với việc cưỡng ép các đồng chí làm từ chứng cứ thật thành giả, phá án lung tung như vậy, thay trắng đổi đen pháp luật khó dung tha. Múa mép khua môi có ích gì? Chủ tịch thành phố Diệp cứ đưa ra chứng cứ rồi nói tiếp. Nếu không đưa ra được chứng cứ, tôi nghi ngờ là chủ tịch thành phố có động cơ. Chứng cứ giả muốn làm thành chứng cứ thật, đây chẳng lẽ không phải là đối trắng thay đen sao, đúng sai chẳng phân biệt được. Làm chủ tịch một thành phố, tôi tin là chủ tịch thành phố Diệp sẽ tự nhận hình thức xử phạt. Trương Nhất Đống không ngờ tiến lên, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Ha ha, nếu Diệp Phàm tôi đổi trắng thay đen, tôi xin bí thư Phạm đại diện cho tổ chức xử phạt nặng đối với tôi. Nếu tôi điều tra ra chứng cứ, thì đồng chí Trương Nhất Đống là người quản lý ủy ban kỷ luật thành phố. Việc này, có phải anh cũng phải chịu trách nhiệm không? Tôi xin hỏi, anh nhận hình thức xử phạt gì? Diệp Phàm lạnh lùng phản bác lại. Phạm Viễn đến đây tất nhiên hứng thú. Ai nấy đều bình tĩnh ngồi, giống như việc này không liên quan đến mình. Việc này tuy không phải tôi tự mình điều tra, là do đồng chí Dương Chí Đức phụ trách. Nhưng, như chủ tịch thành phố nói, tôi là người quản lý ủy ban kỷ luật không trách được phải chịu trách nhiệm. Tôi xin tổ chức xử phạt nặng đối với tôi. Tôi nói lời này tuyệt đối nghiêm túc. Trương Nhất Đống rất xảo quyệt, đầu tiên là đổ trách nhiệm lên đầu Dương Chí Đức. Sau đó, tìm lý do xử phạt nặng tác trách qua loa. Tất nhiên, đây là đề phòng nếu xảy ra việc gì. Có một số việc, cũng không thể chính xác 100% được. Vậy được. Diệp Phàm gật đầu nhìn Phạm Viễn một cái, nói. Không biết bí thư Phạm cùng các đồng chí ngồi đây có làm chứng cho việc này không? Không cần cậu nói đến những việc khác, nếu điều tra ra có đồng chí bóp méo sự thật, tôi cũng sẽ đại diện cho đảng, đại diện cho tổ chức xử phạt nặng. Phạm Viễn vẻ mặt chính trực nói. Việc này cho dù như thế nào cũng là Diệp Phàm và Trương Nhất Đống có một người chịu xử phạt nặng, Phạm Viễn tất nhiên là hài lòng với mọi tình huống. Sau này, người đó sẽ không thể ngẩng đầu ở hội nghị thường vụ. Muốn cạnh tranh với mình, thì không cần phải suy nghĩ. Lý Mộc, anh bảo Vu Hữu Hòa đến văn phòng của tôi, trên giá sách có một lọ thuốc nước, lập tức đem đến đây. Diệp Phàm nói với người thư ký đang đứng ở ngoài cửa. Vừa nghe đến nước thuốc, mi mắt Trương Nhất Đống không khỏi động động. Chính các vị ủy viên thường vụ ngồi đây đều nghi ngờ, không biết Diệp Phàm định làm quái quỷ gì. Ha ha! Diệp Phàm cười cười, nhìn mọi người một cái, không giải thích. Không lâu sau, Vu Hữu Hòa cầm lọ nước thuốc chạy vội vàng đến. Bình nước thuốc là do bộ đội đặc chủng báo săn ở Thủy Châu bào chế ra. Năm đó tôi có một người bạn tốt là một sĩ quan của báo săn. Khi thấy thuốc này tôi tò mò, nên y đưa cho tôi một lọ. Đương nhiên, thuốc này là bí mật quốc gia. Tôi hy vọng các đồng chí ngồi đây hôm nay không cần nói ra bên ngoài. Báo săn là bộ đội như thế nào, chắc mọi người cũng đã nghe nói một chút. Không cần tạo ra phiền toái không đáng có cho mình. Diệp Phàm đầu tiên là cảnh cáo một phen, thấy mọi người nhìn chằm chằm vào lọ thuốc, đột nhiên nói. Thôi Đồng, cởi hết quần áo ra, chỉ giữ là đồ lót là được. Thôi Đồng cũng không kịp thẹn thùng, cởi quần áo. Bí thư Phạm, tôi mượn bàn của hội nghị một chút. Diệp Phàm cười nói. Cứ tự nhiên. Phạm Viễn gật gật đầu, hình như đến đây cảm thấy hứng thú. Bởi vì, báo săn rất thần bí, mặc dù là bí thư thành phố như Phạm Viễn nhưng cũng không biết gì. Bởi vì y còn chưa đến cấp bậc đấy. Diệp Phàm thấy các ủy viên thường vụ đều chuyển ra xa bàn hội nghị một chút mời nhìn Thôi Đồng nói. Nằm lên đó. Thôi Đồng nằm lên bàn. Diệp Phàm dùng ngón tay lấy một chút nước thuốc sau đó vẽ lên người Thôi Đồng. Mấy phút sau, lúc mọi người đang chờ đợi, chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Bụng Thôi Đồng đang bình thường bỗng hiện lên một số vết thương. Hơn nữa, càng lâu, càng hiện nhiều vết xanh tím. Cuối cùng thật sự vô cùng thê thảm. Sau lưng còn cần tôi thử không? Diệp Phàm giơ bình thuốc thản nhiên nói. Thôi không cần. Phạm Viễn khoát tay nói, thở dài. Cậu chịu khổ rồi, đứng lên đi, mặc đồ vào đừng để cảm lạnh. Phó Phòng Lý, Cố Đức Tiêu còn cả Lưu Nhất Chu, mời các đồng chí cởi quần áo. Diệp Phàm đột nhiên nói. Không cần,
bọn họ đều thế. Bí thư Phạm, lần này là tôi sai lầm rồi. Bọn họ vẫn không chịu nói chứng cứ là giả, tôi không có cách nào. Đành phải dùng một số cách không được phép, tôi xin nhận xử phạt của tổ chức. Dương Chí Đức mặt giống như người chết, cúi đầu nói. Tuy nhiên, y còn muốn giãy giụa, vẫn không đồng ý thừa nhận sự thật. Ngược lại nói là vì điều tra rõ sự thật mới làm như vậy. Việc này ở Ủy ban kỷ luật cũng không hiếm thấy. Những người ngồi ở đây đều hiểu được, không thể không nói, sắp chết còn muốn cắn ngược lại như Dương Chí Đức là người có bản lĩnh tốt. Hắn biết, chỉ cần có thể bảo vệ việc này Trương Nhất Đống nhất định sẽ giúp hắn. Dựa vào thế lực của họ Trương, có gì không được. Tuy nhiên, hiển nhiên trong lòng y có quỷ, nên mặt tái nhợt. Diệp Phàm hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đánh rắn dập đầu. Nếu y là tay sai của Trương Nhất Đống, mà Trương Nhất Đống lại không thể buông tha hắn, vậy phải kiên quyết tấn công, tạo ra uy tín cho mình. Nếu không, một người cũng có thể cắn hắn, con chó này phải đánh chết hoàn toàn. Dương Chí Đức, anh còn dám nói là họ làm chứng cứ giả. Sự thực đã rõ ràng, nhân chứng vật chứng đầy đủ, anh còn dám nói dối. Nói đến đây, Diệp Phàm nhìn Phạm Viễn một cái nói. Bí thư Phạm, tôi thấy đồng chí Dương Chí Đức có sai lầm lớn về tư tưởng. Không thích hợp tiếp tục đảm nhận sự phân công của đảng. Là cán bộ ủy ban kỷ luật, hiểu pháp luật mà phạm luật. Không ngờ sai khiến người làm giả chứng cứ. Nếu việc này truyền ra ngoài thì thật sự là làm tổn hại lớn đến uy tín của đảng. Hủy hoại nghiêm trọng uy tín của ủy ban kỷ luật. Hơn nữa, lại sai khiến người hãm hại đồng chí Vũ Hữu Hòa cán bộ ủy ban nhân dân thành phố. Đổi trắng thay đen, trái phải lẫn lộn. Tôi đề nghị, tổ chức lập tức khai trừ đảng viên. Đề nghị Ủy ban kỷ luật tỉnh điều tra rõ việc này. Bí thư Phạm, tôi chỉ phạm sai lầm nhỏ, chỉ là nhất thời hồ đồ. Hy vọng tổ chức có thể suy xét đến thái độ nhận lỗi của tôi, mà xử lý nhẹ tay. Dương Chí Đức hét lớn lên, vừa nói vừa ứa nước mắt. Bí thư Phạm, đồng chí Dương Chí Đức là lính của tôi. Luôn luôn làm việc không tồi, công tác vững vàng, hơn nữa, thái độ rất nghiêm chỉnh. Chuyện này chỉ là hồ đồ nhất thời. Nói đến hồ đồ, tôi cũng có khi hơi hồ đồ. Con người không ai toàn vẹn cả, vàng không có vàng mười. Cho nên, việc khai trừ đảng không cần thiết, chỉ phạt cảnh cáo đảng là được, tạm thời cách chức, cho y viết kiểm điểm, nhìn lại thái độ của mình trong thời gian qua, trong công việc có chỗ nào không đúng, tự nhắc nhở kiểm điểm sâu sắc. Trương Nhất Đống nói, Dương Chí Đức, vì sao anh lại phải sai khiến Lý Trương Minh, Cố Đức Tiêu và Lưu Nhất Chu làm giả chứng cứ? Đây là chủ ý của anh có phải không? Nếu không phải tôi hy vọng anh có thể thành thật giải thích rõ ràng, tranh thủ sự khoan hồng. Diệp Phàm đột nhiên lên tiếng, ép Dương Chí Đức. Trương Nhất Đống vừa nghe thấy, quả nhiên không lên tiếng. Y còn lo lắng một chút, Diệp Phàm làm thế nếu Dương Chí Đức không chịu được. Cuối cùng nói ra chính y thì phiền toái. Hơn nữa, Trương Nhất Đống hung hăng nhìn Dương Chí Đức một cái. Thấy ánh mắt của y, Dương Chí Đức cúi đầu nói. Tôi nhận xử lý của tổ chức. Khai trừ tư cách đảng viên, đưa sang cơ quan tư pháp điều tra xử lý. Phạm Viễn nói mắt như nhìn Dương Chí Đức và Trương Nhất Đống. Trương Nhất Đống hiểu, đây là Phạm Viễn gõ y. Ông ta muốn y hiểu rằng, ở Hải Đông này Phạm Viễn là lãnh đạo đại diện cho đảng. Không phải y đến phá rối. Dẫn đi trước. Mặt Trương Nhất Đống tối sầm, nhìn mấy nhân viên của Ủy ban kỷ luật nói. Bí thư Phạm, chủ tịch thành phố. Tôi biết tôi sai rồi, hy vọng tổ chức có thể rộng lượng xử lý. Dương Chí Đức khi bị mang đi khóc than rất thảm, tuy nhiên, giọng kia càng lúc càng nhỏ, vì càng ngày càng xa phòng họp. Bí thư Phạm, Cục trưởng Cục Tài chính thành phố Lưu Nhất Tiêu cố ý phá rối. Làm Cục trưởng Cục Tài chính lại ngang nhiên đối địch với Ủy ban Nhân dân thành phố. Làm trái quyết định của Ủy ban Nhân dân, còn lôi kéo người của Ủy ban Nhân dân. Tôi thấy... Y không thích hợp đảm nhiệm chức Cục trưởng Cục Tài chính thành phố, đề nghị tổ chức cách chức bí thư, Cục trưởng của đồng chí Lưu Nhất Tiêu. Ngoài ra, Cục Tài chính thành phố cũng không thể không có người phụ trách. Cục Tài chính là phòng chuyên môn quan trọng, không thể một ngày không có người lãnh đạo. Hôm nay đúng lúc họp hội nghị thường vụ, có lẽ chúng ta nên thảo luận một chút về việc chọn người phụ trách Cục Tài chính thành phố. Lúc này Thái Quý Quyền vẻ mặt nghiêm túc đề nghị. Bí thư Phạm. Lưu Nhất Tiêu chỉ là nhất thời hồ đồ. Hơn nữa, mấy ngày qua, đồng chí Nhất Tiêu đã kiểm điểm sâu sắc. Viết kiểm điểm hơn 10 trang.
một đồng chí có kinh nghiệm nhiều năm như vậy đối với lĩnh vực tài chính của chúng ta là một nhân tài quý giá. Có phải là nên xử lý nhẹ, cách chức tôi thấy không cần thiết, cảnh cáo đảng là được. Trương Minh Sâm tất nhiên đứng ra phản đối. Chương 1770, ba cái móc câu. Đúng vậy. Biệt Đỉnh Phong nhìn mọi người một cái, còn nói thêm. Vừa rồi cũng nói, không có ai toàn vẹn, con người khi còn sống phạm sai lầm là không thể tránh được. Chúng ta không thể một gậy đánh chết có phải không? Trị bệnh cứu người mới là quan trọng nhất. Đồng chí Lưu Nhất Tiêu nếu đã sâu sắc nhận ra sai lầm của mình thì có phải là chúng ta nên cho đồng chí một cơ hội lập công chuộc tội? Tin rằng đồng chí Lưu Nhất Tiêu sau này sẽ làm việc tích cực hơn. Chúng ta sẽ thấy diện mạo thay đổi hoàn toàn của Cục trưởng Cục Tài chính thành phố. Biệt Đỉnh Phong tất nhiên là cố gắng. Sao có thể phạm sai lầm như vậy mà chỉ cảnh cáo đảng, giết người chỉ khai trừ là được. Nếu như vậy có phải mọi đảng viên đều có thể giết người? Đều có thể không quan tâm đến kỷ luật của đảng, pháp luật của nhà nước. Có thể tùy tiện làm việc. Hành động của đồng chí Lưu Nhất Tiêu đem đến ảnh hưởng lớn cho công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố. Đối với một đồng chí như vậy, tuyệt đối không thể nhẹ tay. Cuối cùng, không riêng gì cách chức, tôi thấy còn phải đưa sang cơ quan tư pháp xử lý mới đúng. Thái Quý Quyền đằng đằng sát khí nói. Đúng vậy, trị bệnh cứu người cũng phải xem đối tượng. Cũng phải xem sai lầm lớn hay nhỏ. Cố ý gây rối như đồng chí Lưu Nhất Tiêu không nghiêm trị thì rất có lỗi với đảng với nhân dân. Tôi đồng ý với đề nghị của Phó Bí Thư Thái, tuyệt đối phải nghiêm trị. Trưởng Ban Thư Ký Cao Hoa ủng hộ Thái Quý Quyền. Tất nhiên Diệp Phàm không hé răng. Hắn biết, nếu Phạm Viễn để ý đến chức Cục trưởng Cục Tài chính thành phố, hắn không thể thay đổi cục diện này. Như vậy không lên tiếng, thì Phạm Sa sẽ cùng Trương Minh Sâm vật tay. Dành sức cho sau này tốt hơn. Cho nên, Diệp Phàm nheo nheo mắt, giống như một lão tăng, chơi trò lão tăng ngồi thiền. Đúng, vốn hội nghị thường vụ lần này cũng muốn thảo luận một chút vấn đề bổ nhiệm một số đồng chí. Ví dụ như Cục trưởng Cục Công an thành phố, đồng chí An Kỳ đến giờ biểu hiện cũng không tồi. Nhưng, ở Đảng ủy Công an thành phố, đồng chí An Kỳ không đảm nhiệm chức vụ quan trọng. Điều này không cân xứng với vị trí của y ở Cục Công an thành phố. Mọi người có thể thảo luận, để đồng chí An Kỳ đảm nhiệm thêm chức vụ gì cũng tốt. Còn có việc tăng cường lực lượng Cục Công an Thanh Ngưu. Đảng ủy Cục Công an thành phố cử phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Cổ Hải đến đảm nhiệm phó trưởng công an thị xã Thanh Ngưu. Vậy chúng ta thảo luận cùng với vị trí cục trưởng cục tài chính đi. Phạm Viễn nhìn Diệp Phàm một cái nói. Lão già này không trực tiếp trả lời đề nghị của Thái Quyền Quý. Nhưng không trả lời cũng là đồng ý. Trương Minh Sâm cuối cùng không thể nói gì. Bởi vì, y biết, nói cũng vô dụng, uổng phí không bằng không nói. Lưu Nhất Tiêu chắc chắn là xong đời. Diệp Phàm vừa nghe, cuối cùng hiểu ra. Hóa ra, hôm nay là Phạm Viễn diễn trò, y là một đạo diễn lớn. Đùa dỡ cho hắn, Trương Nhất Đống, Trương Minh Sâm tè ra quần, Phạm Viễn đến nhặt hết. Có lẽ, lúc trước Phạm Viễn cứ nói mãi về Chủ tịch huyện Đào Mộc Vương Long Đông là để làm bước đệm cho việc tranh thủ chức Cục trưởng Cục Tài chính. Đưa ra ý kiến nhất định phải xử lý Vương Long Đông, cuối cùng là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Phạm Viễn cho hắn một ân tình nhỏ. Tiếp theo, Phạm Viễn độc địa gõ Trương Nhất Đống một cái, thể hiện uy quyền của Bí Thư Thành ủy, lại cho hắn một cơ hội tốt. Vẫn là vì tranh thủ chức Cục trưởng Cục Tài chính thành phố. Cuối cùng, Phạm Viễn làm tốt việc bổ nhiệm Cục trưởng Cục Tài chính và bổ nhiệm An Kỳ cùng với việc bổ nhiệm Cổ Hải. Không thể không nói, Diệp Phàm chỉ có thể nhận điều kiện của Phạm Viễn. Nếu không, việc bổ nhiệm An Kỳ không được, Cổ Hải cũng không đi Thanh Ngưu được. Thủ đoạn của Phạm Viễn rất tốt, dùng cách đánh đông chỉ tây. Diệp Phàm không thể không phục lão già này vận dụng mưu lược trong quan trường đã đến mức thành thục. Tôi thấy Phó Chủ tịch thành phố phân công quản lý tài chính và kinh tế Chu Tú rất tốt. Cao Hoa lại bắt đầu thổi phồng. Lần trước vốn bọn họ đề cử Chu Tú đảm nhiệm Phó Cục trưởng Thường trực Cục Tài chính, kết quả làm xui xẻo, không ngờ làm Diệp Phàm thuận miệng đẩy mình lên. Mà lần này, không ngờ nhắm ngay vị trí Cục trưởng Cục Tài chính thành phố. Dã tâm lớn hơn, trước kia vị trí Cục trưởng Cục Tài chính bị Lưu Nhất Tiêu thân tín của Trương Minh Sâm nắm trong tay, Diệp Phàm đã rất đau đầu. Nếu để Chu Tú lên, có lẽ Phạm Viễn nắm giữ, Diệp Phàm còn đau đầu hơn nữa. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng không có cách nào. Hôm nay đành phải nhịn.
Trước tiên phải quyết định xong việc của An Kỳ và Cổ Hải. Cơm phải nhai, đường cũng phải đi từng bước. Hơn nữa, Thang Ngưu là chuyện lớn. Bí thư Phạm, trước khi thảo luận vấn đề nhân sự, tôi có việc quan trọng muốn nói với mọi người trước có được không? Diệp Phạm có kế hoạch lớn đương nhiên cũng không phải là đèn cạn dầu. Nếu Phạm Viễn coi trọng vị trí cục trưởng cục tài chính thành phố, cũng phải giúp hắn mới được. Mà An Kỳ và Cổ Hải chỉ là vì lúc trước cứu em vợ Phạm Viên Lý Nhất Nam. Không liên quan đến việc hôm nay, đó là Phạm Viễn đồng ý trước rồi, y nhất định phải làm. Nếu không, miệng bí thư thành ủy của y thối lắm. Còn có chuyện gì, thật sự quan trọng sao? Phạm Viễn nhìn Diệp Phạm một cái, có chút không hài lòng. Phạm Viễn biết đây là thời điểm mấu chốt, người này lại muốn sinh sự. Hôm nay thật vất vả mới khiến Diệp Phàm và Trương Nhất Đống đều bị thương, cho nên mới đưa ra chuyện Chu Tú. Tin rằng Diệp Phàm tất nhiên phải nể mặt y, mà Trương Nhất Đống vẫn còn treo việc xử phạt nặng trên đầu, y chưa tỏ thái độ, Trương Nhất Đống chắc chắn không dám hé răng. Cả Trương Minh Sâm và Biệt Đỉnh Phong, có lẽ nói cũng vô dụng. Mà trưởng ban tuyên giáo Tô Thơm có lẽ cũng không dám tỏ thái độ ngay trước mặt y, căn bản là cô không có khả năng. Phạm Viễn sớm đã tính toàn hết, hôm nay nắm lấy vị trí cục trưởng cục tài chính là chuyện ván đã đóng thuyền, chắc chắn không xảy ra chuyện bất ngờ. Cho nên, Phạm Vi Anh tuyệt không muốn phức tạp. Chỉ thị của Chủ tịch tỉnh Yến, bí thư Phạm Anh thấy có quan trọng không? Diệp Phạm nhìn Phạm Sa một cái thản nhiên nói. Hả, chỉ thị của Chủ tịch tỉnh Yến, chắc chắn là quan trọng. Vậy cậu nói đi, chỉ thị gì? Phạm Sa gật gật đầu. Lần trước đồng chí Ngô Sinh Phát phó chủ tịch thành phố đi họp. Chủ tịch tỉnh Yến có chỉ thị cho Hải Đông chúng ta bảo y đem về. Hiện tại phó chủ tịch Ngô đang ở bên ngoài, để y truyền đạt cho mọi người một chút. Chúng ta nghiên cứu một chút cũng tốt. Diệp Phàm nói. Gọi đồng chí Sinh Phát vào. Giọng Phạm Viễn dịu đi không ít, bởi vì Ngô Sinh Phát là thân tín của y, hẳn là sẽ không xảy ra cái gì bất lợi với y. Ngô Sinh Phát truyền đạt chỉ thị thứ tư của Chủ tịch tỉnh Yến, chính là về khí hậu và môi trường sinh thái. Phạm Viễn vừa nghe, liền sầm mặt lại. Ngô Sinh Phát vừa nói, Phạm Viễn liền hiểu được, chắc chắn là Diệp Phàm lợi dụng việc này gây sự. Quả nhiên, Ngô Sinh Phát nói xong, Diệp Phàm nhìn mọi người một cái nói. Các đồng chí, Chủ tịch tỉnh Yến chỉ thị, nói ra thật hổ thẹn, nhằm vào Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta. Tôi là người đứng đầu Ủy ban Nhân dân thành phố, tôi không thể trốn tránh trách nhiệm. Những năm gần đây, công nghiệp khai thác mỏ của chúng ta phát triển rất nhanh, cũng đưa đến hàng loạt vấn đề. Lần trước đến Thanh Ngưu, tôi có đi qua, thấy sông Thái Lương ô nhiễm đến mức không thể chịu đựng được. Các gia đình ở các huyện thị đều phải ăn nước sông này. Các đồng chí, nước sông như thế, sao có thể ăn? Tôi mời mọi người xem một đoạn video. Diệp Phàm nói đến đây. Bảo Vu Hữu Hòa đưa ra một đĩa CD. Ô nhiễm tất nhiên là nhìn ghê người. Chủ tịch thành phố Diệp, sống Thái Lương không cải tạo không thể được. Phải cải tạo tìm ra nguyên nhân gây ô nhiễm, nếu không lần sau chủ tịch tỉnh Yến sẽ không phải đơn giản là điểm danh phê bình, mà sẽ xử phạt. Lúc này Phó Bí Thư Lưu Trân Mai vẻ mặt lo lắng nói. Đúng vậy, nếu thực xử phạt, có lẽ đứng mũi chịu sào chính là Ủy ban Nhân dân thành phố. Mà chúng ta ngồi ở đó, có lẽ không ai có thể thoát khỏi trách nhiệm. Nếu Chủ tịch tỉnh Yến điểm danh, chỉ thị cho Hải Đông, tôi thấy, có phải là Chủ tịch tỉnh Yến chú ý đến vấn đề này? Chủ tịch tỉnh Yến cũng chú ý đến, chúng ta không hành động, chỉ sợ hậu quả không thể lường được. Cổ Dị Hùng vẻ mặt nghiêm trọng nói. Đúng, Chủ tịch tỉnh Yến điểm danh, Chủ tịch thành phố Diệp, sau khi trở về lập tức tổ chức hội nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Truyền đạt chỉ thị của Chủ tịch tỉnh Yến, phải giao trách nhiệm, tìm đúng người, đúng chỗ. Phạm Vi Anh nghiêm túc nói, biết nếu không lên tiếng, chắc chắn là không được. Tốt lắm, Bí thư Phạm, sau khi về tôi sẽ lập tức tổ chức hội nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Triệu tập tất cả các phòng ban có liên quan đến, để có thể đưa ra phương án cải tạo. Hơn nữa, tôi có đề nghị, chẳng những phải giao trách nhiệm cho từng cá nhân, còn phải thưởng phạt nghiêm minh mới được. Bằng không, giao trách nhiệm người ta mặc kệ, không có cơ chế thưởng phạt, không có áp lực cũng vô dụng có phải không? Diệp Phàm nghiêm túc nói. Như thế nào là có thưởng có phạt? Phạm Viễn biết hắn định nói đến chuyện Thanh Ngưu, giọng nặng lên rất nhiều. Nói đơn giản, chỉ ba vấn đề. Diệp Phàm nói rõ ràng,
nhìn mọi người một cái nói. Người được giao trách nhiệm cuối năm sẽ kết hợp kiểm tra, bình xét, sát hạch xem có đạt được không. Nếu đạt được thì tốt, chỉ cần một vấn đề không đạt được, sẽ thành trở ngại trên đường đề bạt của người đó. Nếu cứ làm như vậy, cán bộ nào dám làm bậy? Có một số việc, không phải cán bộ không muốn làm, mà là lòng có dư mà lực không đủ. Lúc này Thái Quý Quyền nhìn Phạm Viễn một cái nói. Đồng chí Quý Quyền, nếu không nặng tay làm sao có thể làm cho cán bộ làm việc tích cực lên? Chỉ có động lực và hy vọng mới có thể làm cho cán bộ làm tốt công tác. Vấn đề môi trường cũng không chỉ là vấn đề về môi trường. Chủ tịch tỉnh Yến điểm danh phê bình, chẳng lẽ còn chưa đủ để thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Hải Đông coi trọng? Chẳng lẽ thật sự muốn chủ tịch tỉnh Yến khiến trách chúng ta mới coi trọng? Chỉ sợ, đến lúc đó đã quá muộn, đã không thể cải tạo sông Thái Lương. Còn nữa, không riêng gì sông Thái Lương, hễ là môi trường ô nhiễm ở Hải Đông đều phải tiến hành điều tra thống kê. Nếu cần quản lý phải quản lý, nếu cần cải tạo phải cải tạo. Không thể mặc kệ, nếu cứ như vậy, hậu quả sẽ khó lường. Diệp Phàm tỏ thái độ cứng rắn mạnh mẽ. Chương 1771, lửa giận. Thái Quý Quyền xem ra vẫn còn ngứa miệng muốn nói tiếp nhưng vừa nghe Phạm Viễn đằng hắng mấy cái, y lập tức nín luôn, Phạm Viễn bảo. Việc này nên giao phó cho Ủy ban Nhân dân thành phố, nên thế nào thì cứ để Chủ tịch thành phố quyết định. Sau đây. Chúng ta hãy quyết định việc bổ nhiệm đồng chí An Kỳ làm sở trưởng sở tài chính và đồng chí Cổ Hải. Phạm Viễn bảo là quyết định mà không phải là thảo luận. Việc này cho thấy thái độ của Phạm Viễn là muốn dân các đồng chí ngồi kia buộc phải chấp nhận, không cho phép lăn tăn gì cả. Bí thư Phạm, phó bí thư thường trực Pháp ủy thành phố đồng chí Cung Kỳ Phong đã lui về dưỡng bệnh gần một năm nay rồi. Trưởng ban tổ chức cán bộ Cố Dị Hùng buột miệng thốt ra một câu. Bệnh tình đồng chí ấy đỡ nhiều chưa? Phạm Viễn vội hỏi. Mấy ngày trước tôi có ghé qua thăm, thầy thuốc bảo là ung thư gan giai đoạn cuối, hai. Bí thư đảng ủy công an Thiết Đinh Sơn tỏ ra vô cùng đau đớn, y hết thở dài lại quay sang kể lể. Anh Phong một lòng tận tụy với công việc, không ngờ lại ngã xuống khi còn đương nhiệm, anh ấy cũng đã sớm đề đạt với tôi mong được thôi giữ chức vụ bí thư đảng ủy công an. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn đang cân nhắc. Lão đồng chí ấy công tác trên mặt trận công an đã có vài thập kỷ, là một cảnh sát già tận tụy trong ngành. Chuyện của đồng chí ấy cũng là hồi chuông cảnh báo với chúng ta, ngoài thời gian dành cho công việc thì cũng nên chú ý đến sức khỏe. Thế này đi, chiều nay nếu mọi người rảnh thì cùng đến bệnh viện thăm đồng chí Phong. Đồng chí ấy một lòng vì công việc, sợ làm lỡ việc của bên đảng ủy công an thành phố nên tôi sẽ thông qua bản báo cáo này để đồng chí An Kỳ tiếp nhiệm công việc của đồng chí Phong. Phạm Viễn liền đưa ra chủ ý. Cứ để đồng chí An Kỳ tiếp tục gánh vác công việc mà anh Phong để lại. Tôi tin rằng đồng chí An Kỳ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đem toàn bộ công tác chính pháp thu thành một mối, phối hợp chặt chẽ với Phó Bí Thư Sơn thực hiện tốt các công vụ trong phạm vi chức trách. Diệp Phàm cũng tiếp lời ngay, hai đầu sỏ của thành ủy đã phát biểu thì thử hỏi ai còn dám ho he có ý kiến. Chuyện bổ nhiệm đồng chí An Kỳ. Đồng chí Cổ Hải chuyển công tác đến Thanh Ngưu đều được thông qua rất thuận lợi. Đồng chí Chu Tú luôn biểu hiện rất xuất sắc, nên đảm nhiệm sở trưởng sở tài chính thành phố mới phải. Chuyện bên này vừa hạ màn thì phía Thái Quý Quyền lại tiếp tục. Tiếp đó đến lượt những người thuộc phe Phạm Viễn là Cao Hoa, Thiết Đinh Sơn, Dương Bản Thủy đều tỏ vẻ đồng ý. Tô Phương trông lên trông xuống rồi cũng gật đầu nốt, lại thêm Phạm Viễn là có 6 phiếu rồi, chỉ cần thêm một phiếu nữa là đủ. Phạm Viễn không nhìn Diệp Phàm mà chỉ chú mục vào Trương Nhất Đống. Anh này bối rối gãi gãi đầu. Tôi cũng đồng ý việc đồng chí Chu Tú đảm nhiệm vị trí sở trưởng sở tài chính thành phố. Tôi phản đối. Trương Minh Sâm mặt xị ra hậm hực, Tôn Đạo Phong cũng chẳng khác gì, cả hai đều bày tỏ phản đối. Tuy vậy hai người này có nói thì cũng chẳng có tác dụng gì. Đồng chí Diệp Phàm thấy thế nào? Phạm Viễn bỗng cất tiếng hỏi. Ha ha! Ngay cả bí thư Phạm cũng đồng ý rồi, tôi đương nhiên là chấp nhận quyết định của tổ chức. Còn việc bổ nhiệm đồng chí Chu Tú, tôi không có ý kiến, nhưng nói chung là tôi không phản đối. Diệp Phạm thản nhiên cười đắc ý, hắn vừa giữ thể diện cho Phạm Viễn lại chơi lại phe Trương Minh Sâm một vố. Sau đó đến lượt Cổ Dị Hùng, Nguyễn Nhất Tiến rồi Lưu Chân Mai ba người đều theo y sĩ ý Diệp Phạm, không đưa ra nhận định, chỉ phục tùng quyết định của lãnh đạo. Thật ra thái độ của Diệp Phàm như thế cũng chẳng khác gì bỏ phiếu trắng.
hai đồng chí phản đối, bốn người không có ý kiến, bảy đồng ý, vậy coi như việc bổ nhiệm đồng chí Chu Tú đã thông qua. Phạm Viễn lớn tiếng quyết định, lão vẫn chiếu tướng Diệp Phàm một chặp vì có phần bất mãn với thái độ của hắn. Nhưng ít nhất hắn cũng chưa đến nỗi ẩm IC mà đi phản đối. Phạm Viễn liếc ngang Trương Nhất Đống một chặp rồi bảo. Đồng chí Đống, tuy phân công quản lý là việc của Ủy ban kỷ luật nhưng đồng chí Dương Chí Đức làm cấp dưới mà có vi phạm thì lãnh đạo như anh cũng nên chịu một phần trách nhiệm chứ. Vừa rồi, đồng chí đã tình nguyện chịu phạt, tôi thấy, không nên xử phạt nặng quá. Kỷ luật đảng vốn nghiêm khắc, không phải xử phạt sai phạm của các đồng chí theo kiểu đánh cuộc ăn tiền. Đánh cuộc ăn tiền chỉ quyết định các vấn đề nhỏ của cá nhân, vốn không liên quan đến tổ chức. Còn xử phạt thì phải xem mức độ lớn nhỏ của sai phạm. Như vậy, đồng chí Đống chỉ có trách nhiệm của người lãnh đạo, huống chi cũng không phải là lớn lắm. Chỉ cần làm kiểm điểm phê bình trong nội bộ đảng là được, không nhất thiết phải lưu vào hồ sơ. Phạm Viễn nói vậy hiển nhiên là nhằm vào thái độ bất mãn vừa nãy của Diệp Lão Đại. Dùng luôn chuyện của Trương Nhất Đống để phản kích lại. Vừa rồi Trương Nhất Đống và Diệp Phàm hình như đã đánh cuộc với nhau chuyện gì đó. Phạm Viễn muốn lấy điều lệ đảng ra để trói buộc, phủ nhận lại cách nhìn của hai người này. Với Trương Nhất Đống thì đây đương nhiên là chuyện tốt, anh chàng liền hiện nguyên hình một chú rùa rụt đầu, bộ dạng thành khẩn nhận sai phạm. Tôi xin tiếp thu hình thức xử phạt của tổ chức, cảm ơn bí thư Phạm đã góp ý. Khi trở về, tôi nhất định khắc sâu nhớ kỹ, luôn lấy gương đồng chí Dương Chí Đức để tự răn mình. Tôi cũng sẽ quán triệt tư tưởng cho các cán bộ ủy ban kỷ luật khắc cốt ghi tâm chuyện này, từ đó rút ra bài học để làm tốt hơn nữa công việc mà đảng và nhân dân đã giao phó. Diệp Phàm không tỏ vẻ phản đối, hơn nữa hắn còn thản nhiên cười chứ không thèm nói một câu. Diệp Phàm hiểu, họ Trương kia chắc không có chuyện sẽ bị xử lý nghiêm. Dù sao, Trương Hướng Đông nhà đó cũng là ủy viên quốc hội, Phạm Viễn dẫu có ăn gan hùm cũng sẽ không dám xử nặng tay. Bằng không, Trương Hướng Đông mà nổi giận thì Phạm Viễn cũng không có cách nào chống đỡ. Chỉ phạt cảnh cáo trong đảng không lưu lại hồ sơ Âu cũng là hợp lẽ thôi. Vừa cảnh cáo được Trương Nhất Đống, lại không đắc tội với nhà họ Trương. Hơn nữa, về phương diện cá nhân Phạm Viễn còn giữ được chút thể diện cho họ Trương nữa. Dùng qua quýt bữa cơm ở nhà khách thành ủy xong, Diệp Phàm trở lại Thanh Khê cư ngả lưng nghỉ ngơi giây lát, nhưng bỗng nhiên có chuông điện thoại vang lên, là tiếng Phí Nhất Độ. Đại ca, gần đây anh ở Hải Đông vẫn khá khẩm chứ? Khá khẩm cái gì chứ, chủ tịch thành phố, chỉ được cái vẻ ngoài. Ngày nào cũng phải chạy lên chạy xuống, phiền toái chết đi được. Diệp Phàm thở dài, uể oải dựa vào đầu giường. Đúng vậy, làm quan tuy cũng sáng sủa thật, ngày nào cũng rượu thịt đề huề, cấp dưới túc trực xun xoa nịnh hót, chân dài váy ngắn vây quanh nhiều như nấm nhưng chuyện phiền toái theo đó cũng không ít. À mà! Thằng em có chuyện muốn hỏi đại ca. Phí Nhất Độ vừa chuyển chủ đề, giọng điệu lập tức đứng đắn hẳn lên. Chuyện gì, anh em chúng ta có gì mà phải khách sáo? Diệp Phàm buột miệng hỏi luôn. Nghe nói anh với chú Tư xảy ra tranh cãi. Tranh cãi, chú mày có ý gì vậy? Diệp Phàm sửng sốt hết cả người. Chính là về chuyện của Hạ Hải Vĩ. Ủa, là anh ấy à, thật ra bảo là tranh cãi thì không đúng, chú Phí là bí thư một tỉnh. Diệp Phàm tôi có ăn gan hùm cũng không đời nào đi tranh cãi với nhân vật như chú ấy, phải không nào? Có điều cũng nói thật với người anh em, Hạ Hải Vĩ là huynh đệ thân tình của tôi, làm việc lại siêng năng mẫn cán, thực sự rất thích hợp làm ở ủy ban kỷ luật. Hơn nữa, lần trước tôi dẫn anh ấy qua bên Thái Lan cũng kiếm được không ít tiền, điều này đã được chứng thực. Cho nên, anh ấy nhất định sẽ không chịu lụy vì tiền tài. Huống hồ! Tôi với anh ta quan biết đã lâu năm nên tôi biết rõ anh ta là người như thế nào. Nhân phẩm của người này, Diệp Phàm tôi có thể đảm bảo. Tuy nhiên, vì chút việc nhỏ lần trước mà anh ta khiến bí thư có chút thành kiến, cứ tạm như vậy đi. Chuyện này anh em chúng ta biết với nhau là được, chuyện lần này quả có chút rắc rối. Diệp Phàm thở dài. Ồ, thì ra là thế. Hai. Phí Nhất Độ cũng thở dài, trầm ngâm giây lát rồi bảo. Đại ca. Chú Tư có bảo qua với e là Hạ Hải Vĩ có thể nhậm chức, mọi điều kiện cũng đều phù hợp cả, nhưng chuyện chú ấy nhận lời lần trước anh nên cân nhắc lại. Diệp Phàm hiểu ra ngay trong chớp mắt, Phí gia đề xuất như vậy đơn giản là vì lần trước hắn đã đồng ý thay họ đi tỷ đấu võ nghệ với nhà hoành đoạn của Nhật Bản.
Lúc ấy Phí Nhất Hoàn có trực tiếp lì xì cho mình một phong bao cũng chính là đồng ý giúp đỡ đề bạt hắn lên làm bí thư đảng ủy một đô thị loại 3. Phí Nhất Hoàn đã mở miệng thì nhất định chuyện này đã như đinh đóng cột. Với Diệp Phàm mà nói, đây cũng là một cơ hội lớn. Tuy nhà họ Kiều cũng có thể giúp, nhưng cứ suốt ngày dựa vào họ cũng chẳng có gì sáng sủa. Và lại, Diệp Phàm trời sinh cũng không phải là kẻ quen ăn sẵn. Cho nên hắn cảm thấy, Phí gia sau này có giúp mình thì cũng là thứ hắn dựa vào bản lĩnh mà đạt được, đáng để tự hào hơn. Phí Mãn Thiên nói thế ý là tôi đây chỉ giúp có một lần. Giúp Hạ Hải Vĩ thì lần sau chính anh sẽ không còn cơ hội nữa. Nói cách khác, Phí Nhất Hoàn đã thực hiện xong lời hứa của y. Chuyện này vốn rõ ràng mười mươi như vậy, Diệp Phàm cũng không có gì để mà giận hay không cả. Vậy cứ lo chuyện của Hạ Hải Vĩ đi, chuyện của ta không nhọc lòng Phí gia nữa. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, trong lòng quả thật đã hơi giận. Không thể ngờ được Phí Mãn Thiên lại đem việc này ra để ép mình. Xem ra thành kiến của Phí Mãn Thiên đối với Hạ Hải Vĩ không nhẹ chút nào. Đại ca, anh phải nghĩ cho kỹ xem có đáng hay không. Hơn nữa, chú Tư không phải là có ý gì khác làm khó anh. Có điều, mỗi người đều có cách nhìn nhận riêng mà. Anh không phục chú ấy cũng khó mà phục anh. Hôm đó anh đem chuyện tỉ võ với nhà Hoành Đoạn ra đổi chắc thật ra cũng đã làm khó chú Tư rồi. Là bề trên, chú ấy không giận mới là lạ, nhất định sẽ cho rằng anh vốn là đệ tử của chú ba thì không nên lấy việc này ra để ép Phí gia. Anh vì Phí gia mà ra sức cũng là chuyện nên chăng phải thế. Giả dụ Phí gia có giúp anh thì cũng là chuyện hợp lý phải không? Nhưng dù gì thì anh cũng nên nghĩ cho kỹ. Việc này, em cũng khuyên tứ thúc rồi nhưng chú ấy mãi không thông. Phí Nhất Độ cảm thấy vô cùng khó xử. Việc này cứ quyết như vậy đi, chú cứ nói với bí thư Phí một tiếng, tôi cho là đáng để làm vậy. Đều là huynh đệ với nhau cả mà. Diệp Phàm tỏ thái độ kiên quyết không đổi ý. Vậy được, em sẽ báo lại với chú ấy đúng như thế. Tuy nhiên, em hy vọng đại ca ngàn vạn lần đừng nóng giận. Thật sự nếu việc tỉ thí với nhà Hoành Đoạn diễn ra thuận lợi, Phí ra được mở mày mở mặt mà cao hứng. Đến lúc đó, có lẽ còn có món quà lớn hơn đang đợi anh. Thật sự em rất khâm phục tình huynh đệ của đại ca. Sự tình đã như vậy, vậy mà khi đề cập đến lợi ích bản thân anh vẫn có thể nghĩ đến tình huynh đệ, Phí Nhất Độ tôi không thể không lấy làm khâm phục. Đại ca là một nhân vật có khả năng làm đại ca, có lẽ đây là sức hút nhân cách lớn nhất trong con người anh. Phí Nhất Độ cảm thấy vô cùng xúc động. Ha ha ha, đa tạ thằng em đã khích lệ. Diệp Phàm cúp điện thoại nhưng mất một lúc lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Hắn ngẫm nghĩ giây lát rồi lại nhấc máy gọi cho lão Hạ, dặn dò y phải tích cực một chút, tức là chủ động tạo mối quan hệ. Hạ Hải Vĩ vừa nghe liền hiểu ngay, trong lòng cảm thấy có chút kích động, chỉ biết vâng dạ liên hồi. Phí Mãn Thiên nghe Phí Nhất Độ thuật lại xong chỉ rủa một câu đồ cứng đầu. Hai ngày sau, Vương Long Đông kích động xông thẳng vào phòng làm việc của Diệp Phàm ở Ủy ban Nhân dân thành phố. Chương 1772, sao biến thái vậy trời? Có tin gì rồi? Diệp Phàm buông văn kiện trong tay xuống, ngẩng đầu hỏi Vương Long Đông. Ồ, có bước đột phá lớn, đã giải quyết xong mấy kẻ bịa đặt kia. Vương Long Đông hớn hở. Nói nghe xem nào. Diệp Phàm hỏi. Mấy tên đó tương đối lợi hại, thân thủ rất khá, đã thương 7-8 cảnh sát hình sự, rốt cuộc phải đem súng ra dọa mới bắt được chúng. Nhưng có mấy tên cứ cứng đầu ngậm tăm, nhất định không chịu nhận tội. Dù đã bắt được chúng nhưng nếu thật sự không lấy được lời khai thì buộc phải thả người thôi. Vương Long Đông tỏ ra rất cay cú. Anh cứ cho giải luôn đến sở công an thành phố, tôi sẽ cho người đến thẩm vấn. Diệp Phàm nói. Vương Long Đông thấy vậy vội bảo. Tôi đã nhờ các đồng chí ở phòng công an huyện áp giải người đến, chính là muốn đưa lên sở. Xem họ có biện pháp đặc thù gì không. Tốt lắm, vậy tôi gọi người, anh lập tức dẫn người này đến sở công an thành phố giúp các anh. Diệp Phàm nói xong, gọi điện thoại cho Vương Triều, giúp anh này đến ngay sở công an thành phố giúp Vương Long Đông thu phục mấy người kia. Vương Triều mới đến Hải Đông sáng nay tìm thú giải sầu. Người này đang khá phát bên công an, hơn nữa, cũng đã hoàn toàn gia nhập vào bên trong thể chế. Có thể nói là đã có một con đường thăng quan tiến chức rất rộng mở. Chỉ gần 3 tiếng sau, Vương Triều kích động chạy sộc vào nhà Diệp lão đại. Đại ca, nhận hết rồi ạ. Vừa đến cổng y đã kêu toáng lên.
Có gì lạ đâu chứ, kêu chú đi lấy cung mà còn không chịu nhận thì bọn nó phỏng có là con người nữa chăng? Chú em vừa mới thi triển phân cân thác cốt thủ, phải tĩnh dưỡng một chút, đừng làm mình bị thương. Diệp Phàm vui vẻ ra hiệu cho Vương Triều ra sofa nằm nghỉ. Em làm gì mà yếu xỉu đến vậy, tuy phải hơn một tháng mới hồi phục, nhưng khí lực thông thường thì vẫn còn dư. Chỉ chịu đôi chút thương tổn con mà thôi. Vương Triều cười bảo Diệp Phàm. Không ngờ được trong số 9 kẻ đó lại có tới 2 đám người lận, xem ra đều là nhắm vào đại ca mà phá đám. 2 đám người, chuyện gì vậy? Diệp Phàm vô cùng ngạc nhiên đưa mắt hỏi Vương Triều. Có 4 tên là thủ hạ của Phượng gia ở Thủy Châu, đám này đều là người giỏi võ, có thân thủ thuộc tầm nhị đẳng. Chả trách cảnh sát hình sự của huyện Đào Mộc bị đả thương không ít. Nếu không dùng súng thì cũng chẳng ăn thua nổi với họ. Còn 5 tên còn lại là do người trong hội Tô Thị liên hệ. Thân thủ không đáng gờm lắm, nhưng công phu mồm mép đều rất lợi hại. Hỏi nguyên do thì chẳng ai trong bọn chúng hay biết. Chỉ khai là cấp trên sai họ đi bịa đặt sinh sự. Hễ là doanh nghiệp đến huyện Đào Mộc đầu tư đều được khuyên đi chỗ khác. Đương nhiên, khuyên ở đây nên để trong ngoặc kép. Thực chất là đe dọa cho biết sợ mà bỏ đi. Nếu không nghe lời thì chắc là có chuyện thật. Chẳng trách đám thương gia kia tuy đều thèm rõ rãi số gỗ đào ở huyện Đào Mộc nhưng với họ sinh mạng càng đáng giá hơn. Vương Triều cười ngất. Hừ, lại là Tô Lâm Nhi, xem ra, Phượng gia Thủy Châu thật muốn gây khó dễ đây. Phải tìm cơ hội dạy dỗ gia tộc lâu đời này mới được. Đừng tưởng rằng sống lâu lên lão làng này nọ, lâu đời không có nghĩa là có thực lực. Diệp Phàm bỗng quay sang hỏi. Chú em luyện đến tầng thứ mấy rồi? Ngũ đẳng nhị bậc, ngày nào cũng luyện đi luyện lại nhưng không có tiến bộ gì lớn. Vương Triều đáp mà sắc mặt hơi ủ rũ. Đừng nóng vội, lần này, anh sẽ thưởng hậu cho chú. Diệp Phàm cười ha hả. Viên thuốc đó luyện thành rồi sao? Vương Triều cả kinh. Kích động đến độ đứng bật dậy thèm thuồng nhìn chằm chằm Diệp Phàm như thể Diệp lão đại là mỹ nữ, chỉ trực chồm lên mà cắn một miếng. Đừng nhìn anh với ánh mắt đó, sợ chú thật đấy. Diệp Phàm cười bảo, tối nay mình đi Hàn Lâm tự, nhớ kêu Phạm Cương đi cùng nha. Tuân lệnh, Vương Triều đứng lên, điệu bộ dứt khoát thực hiện nghi thức chào theo kiểu cảnh sát. Đúng lúc này, Lý Khiếu phong điện đến báo là bọn Trương Cường đã kết thúc khóa huấn luyện để về sớm. Diệp Phàm lập tức liên hệ với Trương Cường, nào ngờ mới biết được mấy người bọn họ đã sắp đến Hải Đông rồi. Mới hay là Lý Khiếu Phong vừa bảo Diệp Phàm tìm bọn họ là mấy người biết ngay nhất định là Lôi Âm Cửu Long Hoàn đã luyện thành. Cho nên, một đám người vừa về nhà chưa ngồi ấm chỗ đã tụ tập nhau lại, sau đó lại liên hệ với bên quân đội mượn chuyên cơ bay đến Thủy Châu, bây giờ người ngựa đã đến Hải Đông đủ cả. Diệp Phàm vừa nghe vậy thì hết sức cao hứng, bảo Vương Triều đi đón tiếp bọn họ. Không lâu sau, tất cả đã đến đủ, ngay cả Thiết Chiêm Hùng cũng đến, còn cả Tề Thiên, Trương Cường và Trương Hùng vừa vặn 4 người, Phạm Cương ở bên rót trà châm thuốc, Vương Triều sắp xếp bàn ghế, mấy người chuẩn bị một tiệc rượu nho nhỏ ở phòng khách nhỏ trên lầu. Nhưng vừa mới ngồi tại đại sảnh, điện thoại của Diệp Phàm đã vang lên. Vừa cầm di động thấy ngay là điện thoại của Sở trưởng Công an thành phố đồng chí An Kỳ, nói là muốn đến bàn chút chuyện. Diệp Phàm vốn định bảo y mấy ngày sau hắn tới nhưng ngẫm lại Thiết Chiêm Hùng đang ở đây, rõ ràng nên thừa dịp này giới thiệu An Kỳ với Thiết Chiêm Hùng. Bọn họ đều là người bên công an, nếu An Kỳ có thể khiến Thiết Chiêm Hùng để mắt đến, về sau có giúp đỡ hắn cũng chả nói chơi. Gần đây biểu hiện của An Kỳ ngày một tốt lên, hoàn toàn là một tay sai đắc lực cho Diệp Lão. Với những kẻ theo mình, Diệp Lão đại chưa bao giờ tỏ ra khinh khi ai cả. An Kỳ mang theo 2 cây thuốc với 2 bình rượu tiến vào đại sảnh Thanh Khê Cư, thấy còn có mấy vị khách đang ngồi. Y biết đám người này có thể ngồi đây lúc đêm khuya nhất định là bạn bè chí cốt của Chủ tịch Diệp nên thoạt nhiên y chưa dám ngồi tỏ ý cung kính. Anh An Kỳ, đến đây, tôi giới thiệu với anh một người bạn. Diệp Phàm cười cười, vẫy An Kỳ lại chỗ hắn. An Kỳ vừa nghe vậy thì rất cao hứng, y thận trọng nhưng không giấu vẻ mừng rỡ bước lên. An Kỳ, anh gặp qua anh ấy chưa? Diệp Phàm chỉ vào Thiết Chiêm Hùng cười bảo. Hình như cũng có chút ấn tượng, nhưng không nhớ ra. An Kỳ nhìn kỹ Thiết Chiêm Hùng một chặp rồi vẫn thành thật chịu lắc đầu. Chào Sở trưởng An Kỳ, à không, nên gọi anh là Bí Thư mới đúng. Nghe Diệp Lão Đệ nói là anh vừa được thăng chức, tôi là Thiết Chiêm Hùng bên Bộ Công an, Diệp Lão Đệ mỗi khi nhắc đến anh đều khen không ngớt lời,
Bảo Anh luôn hết lòng ủng hộ công việc của cậu ấy. Thiết Chiêm Hùng mỉm cười đưa tay ra bắt, cũng không tiếc lời khen ngợi An Kỳ một câu. Hẳn nhiên là để giữ thể diện cho Diệp lão đại rồi. Về phần sở trưởng An Kỳ, vừa nghe nhắc đến cái tên Thiết Chiêm Hùng thì thoạt đầu là sửng sốt, sau đó thì cả kinh, khẩn trương đưa cả hai tay ra bắt. Miệng y rối rít. Thật sự rất xin lỗi anh, Thứ trưởng Thiết, anh đến mà sao không chỉ đạo xuống bọn em một tiếng. Đáng ra bọn em nên sớm chuẩn bị. Rất xin lỗi, rất xin lỗi, lãnh đạo tới mà tụi em lại không hay biết gì cả. An Kỳ hơi có chút kích động, nói chuyện cứ run run nên lắp ba lắp bắp. Nhân vật tầm cỡ như Thiết Chiêm Hùng y chẳng mấy khi được gặp. Ha ha, không sao, lần này xuống đây chủ yếu là đến thăm người anh em này. Chỉ là chỗ quên biết đi lại chứ không có chuyện công vụ gì ở đây cả. Thiết Chiêm Hùng thân thiết vỗ vỗ vai Diệp Phàm cười nói, hẳn là muốn An Kỳ càng nể sợ Diệp lão đại. Nói vậy sao được, lãnh đạo vẫn cứ là lãnh đạo. Chúng em làm cấp dưới là để phục vụ cho lãnh đạo. An Kỳ vô cùng kích động trong lòng, càng thêm phần nể phục khả năng của họ Diệp. Lập tức, An Kỳ cung kính cảm tạ Diệp Phàm. Chủ tịch Diệp, cảm ơn anh đã có ý giúp đỡ An Kỳ tôi tạo quan hệ. An Kỳ không muốn nói nhiều những lời thừa, về sau chỉ cần xem biểu hiện của An Kỳ này là được. Chỉ là chút chuyện nhỏ mà tôi có thể làm cho anh thôi, mục tiêu của chúng ta không chỉ là cái ghế phó bí thư thường trực đảng ủy công an phải không nào. Đồng chí An Kỳ, chúng ta phải nhìn cao hơn, xa hơn nữa. Diệp Phàm tranh thủ thời cơ lấy cảm tình của An Kỳ và cũng có ý hứa hẹn trong đó. Cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ cố gắng công tác, không để chủ tịch thành phố phải mất mặt. An Kỳ nói, thế này đi bí thư An, tối nay tôi muốn cùng mấy vị bằng hữu uống vài chén, bọn họ nghe nói lão công bảo của Hải Đông khá là ngon, anh đi đặt hộ tôi một ít về đây. Việc này đành phải phiền anh vậy. Diệp Phàm vỗ nhẹ vai An Kỳ tỏ tình thân thiết. An Kỳ thoạt nghe là biết chủ tịch thành phố có chuyện cần bàn với bằng hữu. Tuy nhiên, chủ tịch đích thân bảo mình đi mua rượu thịt cũng đã vinh hạnh lắm rồi. Y chào một tiếng rồi bước nhanh ra cửa, An Kỳ đã sang tuổi trung niên mà vẫn thoăn thoắt chạy như bay tới cửa hàng lão công bảo ở phố Trương Ký. Độ một tiếng sau, An Kỳ tự mình mang theo mấy viên cảnh sát chuẩn bị xong rượu và thức ăn đưa tới. Sau đó, An Kỳ tất nhiên là từ chối lời mời xã giao của Diệp lão rồi trở về nhà. Lúc mọi người bắt đầu vào tiệc, Diệp Phàm bị mọi người ép lên ngồi ghế trên, hắn đang muốn chối thì thấy Thiết Chiêm Hùng nghiêm nét mặt bảo. Không có phép tắc thì chả nên chuyện gì, chúng ta khi thành lập đã lấy họ Diệp làm trung tâm thì nhất nhất phải theo quy củ đó mà làm. Khi không có ai, chúng ta có thể xưng hô anh em thân mật. Nhưng trong các trường hợp chính thức khi ra bên ngoài thì đều phải xưng hô bằng chức vị. Lời này của Thiết Chiêm Hùng được đa số tán thành. Diệp Phàm cũng đành chấp nhận ngồi lên ghế trên. Thế nào, đợt huấn luyện ở Thái Bình Dương và Everest có chịu đựng nổi không? Diệp Phàm khoát tay áo mời mọi người ngồi xuống rồi cất tiếng hỏi thăm. Mẹ nó, quỷ tha mà bắt huấn với trả luyện, thiếu chút nữa là ép em vào chỗ chết. Căn cứ gần nhất cũng không biết ở đâu tìm mỏi cả mắt, thật sự không coi bọn này là người nữa. Có động tác nào hơi chậm một chút là thằng cha đó. Mẹ nó, tay đấm chân đá bộ muốn giết người hay sao ấy? Tề Thiên không kìm nổi chửi luôn một chặp. Thật sao? Diệp Phàm nhìn Trương Cường dò hỏi. Đặc biệt nghiêm khắc, so với những đợt huấn luyện trước, quả thực không phải dành cho người. Trương Cường tính rất điềm tĩnh, không ngờ cũng nói như vậy, xem ra, lão kia huấn luyện thực sự rất đáng sợ. Thậm chí, nên nói là cực khủng bố mới đúng. Lão kia, có phải mới nhậm chức giáo quan không? Nhìn bộ dạng tức giận bất bình của Tề Thiên, Diệp Phàm chỉ muốn lăn ra mà cười. Không rõ lắm, hình như chưa gặp bao giờ. Mặt hơi béo, hình thể khá là cân đối. Chỉ có cái tôi cá nhân là lớn quá. Trong mắt hắn bọn này chỉ như cá mè một lứa, heo chó một bầy. Có lần khi em leo núi động tác hơi chậm một chút, kết quả là thế nào nhỉ? Tề Thiên nói đến đây thì bỗng lặng thinh không kể tiếp nữa. Ha ha ha. Trương Hùng và Trương Cường không kìm nổi phá lên cười, hơn nữa, trong ánh mắt hộ lộ vẻ khinh miệt rõ ràng. Diệp Phàm thì lại cảm thấy vô cùng kỳ quái, không nén nổi tò mò bèn hỏi. Rốt cuộc là thế nào, không phải phạt đứng đấy chứ? Phạt đứng cái rắm, lão khốn biến thái. Bôn Thiên chửi toáng lên. Biến thái thế nào vậy? Vương Triều không nhìn được cũng tủm tỉm hỏi dồn.
Chương 1773, đánh chết thằng chủ tịch chó má. Chuyện này thôi thì không nói cũng chẳng sao. Tề Thiên xua tay rồi cúi gằm xuống bát canh lão công bão trước mặt. Thì cứ nói đi nghe qua chút có làm sao, chúng ta đều là đàn ông, Tề ca, có gì khó nói mà không muốn bọn tôi biết hay sao? Phạm Cương rất hiếu kỳ, nghiền mặt ra chờ đợi Tề Thiên kể tiếp. Y bị giáo quan phạt cởi sạch quần áo, càng tuyệt cú mèo hơn, giáo quan ngờ đâu lại gọi ba cô nàng đơn sơ ba mảnh đến nhìn chằm chằm vào Tề Thiên. Không những thế còn cấm Tề Thiên phạm sai lầm, nói là phải huấn luyện Tề Thiên sự chịu đựng và kìm nén không để lộ chân tướng. Lời vừa dứt mọi người ai nấy đều cười ngất. Anh Tề, có duyên diễm ngộ ra phết, ba em gái chắc ngon giòn lắm nhỉ. Phạm Cương cười sằng sặc cực kỳ dâm đãng. Đồ khốn nhà anh có thích thì đi mà thử, ngon với chả giòn, ngon giòn cái dám nhà anh. Tề Thiên tiện mồm chửi Phạm Cương té tát. Chẳng lẽ xấu như hủi thật, vậy còn huấn luyện chịu đựng cái gì chứ? Ngắm mấy đứa thị nở đó thì coi như bất lực luôn cho rồi, mà nó thèm vào. Phạm Cương xoa xoa lắc lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm. Thật ra dáng cực chuẩn, đẹp đến lung linh mà lại không kém phần thực dụng. Khẳng định đàn ông mà nhìn thấy thì bảo bối không dung mới là lạ. Kiến trúc thượng tầng cỡ đại, hạ tầng thì lại vừa khéo. Trương Cường bắt đầu mơ màng tay nắm chân bắt. Quái thật, lão kia là ai vậy, sao tôi chưa gặp bao giờ nhỉ? Thiết Chiêm Hùng đã thấy hơi bực. Liệu có phải hắn không nhỉ? Diệp Phàm đột nhiên thốt lên như thoạt nghĩ ra chuyện gì đó. Hắn là ai vậy? Mấy người kia không hẹn mà cùng cất tiếng hỏi. Ha 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 ha. Diệp Phàm lắc lắc đầu, đây là chuyện cơ mật hàng đầu của tổ đặc nhiệm A, đương nhiên không thể nói rồi. Ai nấy bỗng dưng im thin thít như hũ nút. Rượu cũng uống được kha khá. Diệp Phàm nhìn khắp lượt ai nấy rồi bảo. Mỗi tối xếp một người, bắt đầu từ Phạm Cương, chúng ta sẽ lập tức đi Hàn Lâm Tự. Nếu có thể đột phá thuận lợi, ngày mai sẽ đến lượt Tề Thiên, ngày kia là Trương Cường, Trương Hùng, Vương Triều, cuối cùng là anh Thiết. Công phu của anh Thiết thuộc loại khôi phục, sẽ khó khăn hơn nhiều. Hơn nữa, em cũng còn phải nghiên cứu cân nhắc lại mới được. Vậy được, lập tức lên đường. Thiết Chiêm Hùng cũng không nói thêm gì nữa, thời gian đã khá là gấp gáp rồi. Chủ trì Hàn Lâm Tự Đại Sư Lưu Đàn Đỉnh đã sớm sắp xếp xong địa điểm, Hàn Lâm Tự tuy hơi cổ kính nhưng phòng ốc tự viện vẫn tương đối nhiều. Lưu Đàn Đỉnh sắp sẵn một căn cách biệt với xung quanh, còn ngay mé sau là núi lớn và rừng cây. Tiện cho bọn Tề Thiên sau khi đột phá xong cảnh giới sẽ phát tiết năng lượng ngay trong rừng cây này. Phạm Cương vì bản lĩnh còn hơi kém nhưng lại có Diệp lão đại dùng thân thủ cửu đẳng trợ lực cho nên lại vô cùng thuận lợi. Hai tiếng sau lại dùng dược hoàn phối chế từ vạn hà căn, đột phá thành công tới tầng cuối cùng của tứ đẳng, thiếu chút nữa là lên đến ngũ đẳng. Diệp lão đại vẫn hơi có chút tiếc nuối nhưng Phạm Cương thì sớm đã mừng rỡ như điên, y phát tiết trong rừng cây sau núi ước chừng một giờ mới trở lại. Thân thể ướt đẫm cả mồ hôi. Vừa thấy Diệp Phàm đầu tiên y tiến tới rồi thực hiện nghi thức quỳ một gối mà các võ giả thời cổ đại dùng trong các dịp trang trọng, hai tay ôm quyền mà rằng. Đại ca, tiểu đệ em rất cảm ơn anh. Anh khiến Phạm Cương tôi có hy vọng một mai sẽ trở thành võ lâm cao thủ. Chú này, thật là giống Phường Lục Lâm đấy, nếu là ngày xưa có khi chú cũng muốn làm trưởng môn, Lục Lâm đạo tặc gì đó không chừng. Diệp Phàm cười bảo. Tất nhiên rồi. Làm trưởng môn oai phong biết mấy, nhưng thằng em đây vẫn thích làm trại chủ hơn. Phạm Cương vênh vang ra trò, vẻ mặt đầy ngạo khí. Nghỉ ngơi một lúc thì trời đã sáng, may mà Diệp lão đại thể trạng tốt, vẫn còn chịu đựng được. Hắn lại vội vàng đến văn phòng, bởi vì, chiều nay bên thủy lợi trên tỉnh lại có thêm lãnh đạo và chuyên gia muốn đến suối Vượng Phu điều tra nghiên cứu. Người do Lệ Chí Đạt sắp xếp nhất định sẽ soi mói kiểu bới lông tìm vết. Diệp lão đại đã sớm sắp xếp nhân sự liên quan và chuẩn bị chu đáo. Chắc mầm một cuộc chiến không khói súng đã sắp bắt đầu. Đột nhiên tầm 2 rưỡi chiều hôm đó, Phu Hữu Hòa vội vội vàng vàng chạy vào văn phòng, báo cáo là trợ lý Lệ đích thân đến. Kẻ đến chẳng có gì tốt đẹp đâu chủ tịch à. Phu Hữu Hòa lo lắng nhìn Diệp Phàm. Ha ha, binh đến thì có tướng chặn, nước lên thì có đất ngăn. Diệp Phàm bình tĩnh vỗ vai cười xòa nhằm giúp y yên tâm. Tại Ủy ban Nhân dân thành phố, bọn Diệp Phàm đội ngũ tề chỉnh chờ đoàn của Lệ Chí Đạt. Thế nhưng đợi đến gần nửa tiếng sau mới được báo là đoàn Lệ Chí Đạt đã tiến thẳng đến suối Vượng Phu rồi. Quá đáng thật!
Phó Chủ tịch thành phố Tằng Tuấn Tài đứng cạnh Diệp Phàm không kìm nổi thấp giọng lầm bầm. Từ đầu đã nói là tới Ủy ban Nhân dân thành phố trước, thế nào bỗng chốc lại chạy ra hiện trường luôn. Thế chẳng phải rõ ràng là làm khó chúng ta hay sao? Làm cấp dưới thế này thì có khổ không cơ chứ? Vu Hữu Hòa cũng không nhịn nổi buột miệng than thầm. Đi thôi, người ta là lãnh đạo mà, chúng ta làm cấp dưới phải biết nhẫn nhịn thôi. Diệp Phàm cười cười, khoát tay hỏi bọn Vu Hữu Hòa. Bọn họ đi đến chỗ nào rồi? Gần Long Phụng Kiều ạ. Vu Hữu Hòa đáp. Long Phụng Kiều, Diệp Phàm lẩm nhẩm lại, liếc nhìn Tằng Tuấn Tài. Họ Tằng tất nhiên hiểu được Diệp lão đại có ý muốn dò hỏi. Chỉ e chỗ kia có lộ ra chuyện gì đó, lỡ như để trợ lý Lệ nắm đằng chui thì y sẽ có cớ gây sức ép. Chỗ đó tôi cũng có qua đôi lần, bề rộng dòng chảy chỗ đó tương đối rộng, theo kế hoạch mở rộng suối Vượng Phu thì chỉ có cây cầu là phải dỡ bỏ, còn cơ ngơi của mấy hộ gia đình ở đó đều không suy xuyển gì cả. Tằng Tuấn Tài báo cáo. Lên xe rồi nói. Diệp Phàm phất tay lệnh cho đám người Ủy ban Nhân dân thành phố lên xe thẳng tiến Long Phụng Kiều. Lạ thật. Sao trợ lý Lệ vì sao lại đến thẳng chỗ kia, chẳng lẽ là trùng hợp hay là còn mục đích gì khác? Diệp Phàm nghi hoặc, cũng có thể trợ lý Lệ muốn bắt tay điều tra từ Long Phụng Kiều. Phó Chủ tịch Quản lý Công tác Thủy lợi thành phố Ngô Sinh Phát chắc mẩm. Tôi cảm thấy, việc này có chút bất thường nhưng cũng không tài nào hiểu được nguyên cớ, rất có thể có việc gì mờ ám ở đây. Tằng Tuấn Tài lo lắng ra mặt. Bởi vì... y là người chịu trách nhiệm thường trực hạng mục tu sửa suối Vượng Phu, trợ lý Lệ có muốn chảm Diệp lão đại thì cũng phải nhằm vào y trước. Mối lo đó khiến Tằng Tuấn Tài thức trắng suốt đêm qua. Lại còn đi thỉnh giáo Lưu Chân Mai cả đêm xem nên làm thế nào. Lưu Chân Mai cũng không đưa ra được chủ ý gì hay ho, đành viện hết mọi lẽ này nọ để an ủi, nào là bảo y phải hết sức cẩn thận, chú ý quan sát, lấy tính chế động. Lại còn chủ tịch Diệp kia cũng sẽ không đứng nhìn y chịu thiệt. Đám người Diệp Phàm vừa xuống xe liền phát hiện cạnh chỗ Long Phụng Kiều bị dỡ bỏ và đang cho xây mới có rất đông người đang đứng. Đám người Lệ Chí Đạt đang bị vây vào giữa, một rất có khí thế, một ông lão rất có khí thế, mũi nửa đỏ như quả cà chua đang chỉ vào cây cầu mới xây, vẻ mặt vô cùng chua xót mà rằng. Thưa ông quan lớn trên tỉnh xuống, cây cầu này mà dỡ bỏ đi thì rất đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc. Đáng tiếc, cụ bảo đáng tiếc cái gì ạ? Người ta bảo cũ không đi thì mới không đến đấy thôi cụ ạ, huống chi, theo quy hoạch xây mới của Ủy ban Nhân dân thành phố thì cây cầu mới sẽ càng rộng rãi hơn, càng có khí thế hơn nữa. Thậm chí còn chịu được xe tải với máy sức lên cả chục tấn. Vừa tiện cho giao thông hai bờ lại khiến ai cũng được lợi. Lúc này, một nhân viên tổ công tác đi cạnh họ Lệ thật tình khuyên. Trợ lý Lệ, tôi tới muốn, thật tình rất xin lỗi anh. Diệp Phàm vẻ mặt tươi cười. Dẫn theo mấy chân phó chủ tịch trong Ủy ban Nhân dân thành phố bước nhanh tới. Sao tính là muộn được, vừa rồi vốn dĩ định đến Ủy ban Nhân dân thành phố luôn thể. Nhưng ngẫm lại, đã là điều tra nghiên cứu hạng mục suối Vượng Phu thì tốt hơn hết vẫn là lấy công tác làm trọng, cho nên tôi mới dạo qua bên này trước. Nhóm chuyên gia điều tra nghiên cứu chúng tôi liền bắt đầu từ Long Phụng Kiều này trước vậy. Trợ lý Lệ thản nhiên chủ động bắt tay Diệp Phàm. Hai người vừa mới buông tay ra. Cụ ông mũi đỏ nhìn Diệp Phàm, chẳng thèm để tâm đến mấy anh cán bộ đang hót, cụ ta rảo nhanh mấy bước tiến đến chỗ Diệp Phàm hỏi. Nhà anh chính là chủ tịch Diệp phải không? Giọng điệu khá là gắt gỏng, thêm vào đó, vẻ đau lòng của cụ ta lập tức chuyển thành giận dữ. Cháu là Diệp Phàm ở Ủy ban Nhân dân thành phố thưa cụ, có chuyện gì không ạ? Diệp Phàm làm mặt thân thiết cười hỏi, bên này, lại còn đưa tay ra đỡ một bên cho ông lão. Tuy biết lão già này có phần hơi cổ quái nhưng Diệp lão đại cũng không tiện nghĩ nhiều. Đừng có đụng vào người tôi, tay anh bẩn lắm. Cụ ông vung tay đẩy ra, miệng thét lên the thé. Tay cháu bẩn, ha ha, cháu vừa mới rửa xong, vẫn còn sạch trán. Diệp Phàm thản nhiên cười cười, nhưng trong lòng sớm đã hiểu, lão già này, chính là tìm đến gây sự. Không chừng là do trợ lý Lệ sắp xếp từ trước. Lòng già anh cũng bẩn, có rửa nổi hay không? Cụ ông nhìn Diệp Phàm chòng chọc, lạnh lùng đáp. Cụ Từ, có chuyện gì cụ cứ từ từ mà nói với chủ tịch đây. Chủ tịch Diệp là người tốt, lại mẫn cán, anh ấy nhất định sẽ nghĩ cách cho cụ. Một cán bộ trung niên đi cạnh Vu Hữu Hòa vừa khéo lại quen biết ông cụ kia, vội vàng bước lên khuyên. Tiểu Tam Tử, có
có phải ăn lương nhà nước mấy năm nay nên lương tâm bị chó tha mất rồi? Ông già họ Từ chửi thẳng thừng mà chẳng thèm giữ lại cho người trung niên tên Tiểu Tam kia chút mặt mũi nào. Cụ Từ, chuyện gì đâu khác có đó, chúng ta qua một bên từ từ nói đi. Phu Hữu Hòa vội chạy lại định kéo ông già họ Từ đi. Ngờ đâu, cục giận của ông Từ kia không nhỏ chút nào. Bốp một tiếng, Phu Hữu Hòa chưa kịp phòng bị đã ăn ngay một cái tát vào mặt. Này ông, sao ông lại vô cớ đánh người? Phu Hữu Hòa xoa xoa hai má, mặt đã có sắc giận. Không khí xung quanh lập tức trở nên căng thẳng. Bởi vì, sau khi ông Từ ra tay thì mấy chục ông lão xung quanh chen chúc lại đứng sau lưng ông ta, bỗng hình thành nên thế giằng co với đám người Diệp Phàm. Còn trợ lý Lệ thì nghiêm nghị đứng đó xem diễn tuồng. Đánh người chính là bọn mày, chính là thằng chủ tịch họ Diệp chó má kia, lão đây không có đánh lầm bao giờ. Lương tâm chó tha, lòng dạ bẩn thỉu nên toàn đi làm chuyện sằng bậy. Từ đại gia càng mắng càng uất, rồi bỗng xông thẳng tới chỗ Diệp lão đại. Lão nhân gia, chuyện gì cũng nên từ từ hãng nói. Đám người Tằng Tuấn Tài vội vã đứng lên chặn cụ Từ lại. Đám người sau lưng cụ ta cũng tụ tập ngày càng đông, cứ chậm rãi đẩy cụ ta tiến lên phía bọn Tằng Tuấn Tài. Tình thế có vẻ không ổn, cụ ông họ Từ này dường như rất có uy tín. Tuấn Tài, tránh ra, để mọi người lại đây. Diệp lão đại dùng ưng nhãn phát hiện khóe miệng trợ lý Lệ chợt nhếch lên một cái rồi hạ xuống ngay, một nụ cười ruồi mà không phải ai cũng nhìn thấy được. Trong lòng thầm khẳng định việc này chắc chắn có liên quan đến trợ lý Lệ. Chủ tịch thành phố, anh cứ đưa trợ lý Lệ đến nhà khách Cửu Vân Kiều nghỉ ngơi một lát. Tằng Tuấn Tài không chịu vội kêu lên. Bên này, Vu Hữu Hòa dẫn theo hơn mười mấy nhân viên văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố cũng chen chúc sau lưng họ Tằng. Chương 1774, Thượng tá đẩy xe lăn. Lui ra, để mọi người lại đây. Lần này giọng điệu Diệp Phàm dằn từng chữ, Tằng Tuấn Tài và Vu Hữu Hòa do dự giây lát rồi cũng nghe lời chịu lui ra nhường đường. Thằng này nghĩ lão đây già cả nên không dám lên chứ gì. Hôm nay, Từ Lục Tử này sẽ quật cho mày một trận, chủ tịch thành phố cái con khỉ, toàn đi làm sằng làm bậy. Đồ mất nết, đồ phá gia chi tử. Cụ Từ mặc mọi người xung quanh lôi kéo vẫn một mực xông tới chỗ Diệp lão đại, lửa giận bốc lên phừng phừng. Cụ Từ, tôi kính trọng cụ là người già cả nhưng cậy già mà lên mặt là không tốt đâu. Có chuyện cứ nói, có việc cứ bàn. Sao lại ra tay đánh người vô cớ? Phu Hữu Hòa là người phụ trách văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Đang làm công vụ, nếu hôm nay cụ không nói ra được lý do, Diệp Phàm tôi buộc phải truy cứu cụ tội chống người thi hành công vụ. Diệp Phàm ăn nói rất có khí phách, thái độ vô cùng kiên quyết. Hống hách gớm nhỉ, hôm nay, Từ Thiên Tinh tôi rất muốn xem chủ tịch Diệp xử tội Tiểu Lục Tử ra sao. Bông một tiếng nói khàn khàn vang lên. Hướng theo âm thanh phát ra. Diệp Phàm phát hiện bên đó là một người đi xe lăn đang tiến đến. Trên xe là một ông lão tóc trắng xóa, nét mặt có phần giống với lão già họ Từ. Tuy người này ngồi xe lăn nhưng Diệp Phàm vẫn cảm nhận được một khí phách toát ra không thể nào nhầm lẫn được. Có khí thế của kẻ quyền cao chức trọng đã lâu. Hơn nữa, có một đôi nam nữ đang đẩy xe lăn, nhân vật nam mang quân hàm thượng tá. Thượng tá mà cũng đi đẩy xe lăn cho lão này thì thân phận của lão chắc hẳn ít nhất cũng phải là tướng quân. Diệp Phàm ngầm tính toán nhanh trong đầu, cũng chịu không tìm ra chút manh mối nào về một vị tướng tên Từ Thiên Tinh của chế độ Cộng Hòa cả. Được Từ Thiên Tinh khích lệ, Từ Lục Tử khí thế càng hăng, đứng chằm chằm trước mặt nhìn Diệp lão đại. Tiểu Lục Tử, đánh hắn hai bạt tai cho ta, chủ tịch thành phố gì cái loại chó má đó, mạnh tay vào cho ta, hôm nay... Ta muốn xem Hải Đông này có phải do một tay chúng ta gây dựng nên chăng? Không có chúng ta thì mày đừng hòng làm chủ tịch thành phố. Từ Thiên Tinh giọng điệu vô cùng hống hách, càng cổ vũ thêm cho lão già tên Lục Tử. Vâng thưa chú, để cháu đánh hắn hai bạt tai cho chú hết giận, thằng chủ tịch thành phố chó má. Từ Lục Tử như cầm được thượng phương bảo kiếm vậy, chẳng khác gì ăn gan hùm gan báo, y giơ tay lên trước mắt bao nhiêu người xông lên định cho Diệp lão đại ăn trưởng thật. Muốn làm gì vậy? Phu Hữu Hòa và Tằng Tuấn Tài cả hai cùng vọt lên, mỗi người một tay giữ chặt lấy lão Lục Tử đến không nhúc nhích gì được. Triệu Thành, con đi ném hai cục thịt thối kia ra chỗ khác. Từ Thiên Tinh trừng mắt, lệnh cho viên thượng tá đứng cạnh. Vâng, lão Từ. Triệu Thành chào nghiêm tuân lệnh rồi bước nhanh đến cạnh hai vị đồng chí Vu Tằng. Triệu Thành,
là một quân nhân anh hẳn phải biết hậu quả của việc chống lại người thi hành công vụ ra sao chứ? Diệp Phàm lạnh lùng liếc xéo Triệu Thành nghiêm giọng nạt. Tôi biết, bản thân tôi cũng đang phục tùng quân lệnh đấy thôi. Triệu Thành không thèm ngẩng mặt, căn bản là không thèm để tâm đến Diệp lão đại. Nhìn Vu Tằng hai người một cái quát. Cút! Nói xong, y đưa tay hung hăng đẩy qua. Hừ! Diệp lão đại rốt cuộc cũng không nhịn nổi, tung trưởng kẹp chặt lấy tay Triệu Thành. Hai mắt trừng trừng nhìn y la lớn. Còn dám làm sằng thì ra sở công an mà nói chuyện. Ha 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 ha! Triệu Thành đột nhiên cười to một cách càn rỡ chỉ thẳng mặt Diệp Phàm hăm dọa. Một chủ tịch thành phố nhỏ xíu mà cứ nghĩ rằng mình là bố thiên hạ. Bảo Triệu Thành này ra sở công an à, phải hỏi xem ông đây có chịu không đã. Triệu Thành giận đến tìm mặt vì cảm giác mất thể diện liền tung một quyền vỗ mặt Diệp lão đại. Bốp một tiếng giòn vang. Mọi người kinh ngạc phát hiện, thượng tá Triệu Thành lưng hùm vai gấu lại bị chủ tịch thành phố Diệp Phàm một tay đánh ngã sóng xoài, lại còn ngã nghiêng người, một bên mặt bị kéo lê trên mặt đất, chắc hẳn là sưng lên trông thấy. Bố mày bắn bỏ. Triệu Thành giận dữ gầm lên, y nhanh chóng đứng dậy đưa tay rút súng bên hông. Âm mưu giết hại chủ tịch thành phố, mau bắt hắn lại. Một tiếng hét vang truyền đến, khẩu súng của Triệu Thành mới rút ra một nửa thì tay đã bị ai đó giữ cứng. Rắc một tiếng trong veo, Triệu Thành lập tức mặt trắng bệch cắt không ra máu. Cổ tay đã bị người mới tới phạt gãy, toàn bộ cánh tay khuỵu xuống ngay tắp lự. Mày là thằng nào? Triệu Thành hét lớn. Vương Triều. Vương Triều đáp gọn lỏn một tiếng rồi lệnh cho mấy cảnh sát mặc thường phục bên cạnh. Giải về sở công an thành phố nghiêm trị. Mày có biết lão tử là ai không mà dám tra khảo tao? Triệu Thành tao lần này xuống đây đảm nhiệm việc bảo vệ ông ấy. Nếu ông ấy có chút tổn thương nào thì mày, cả mày nữa, bọn mày không thằng nào thoát hết. Triệu Thành vẫn không thôi kiêu ngạo. Tuy đang bị đau nhưng người này vốn thân thể khá cường tráng nên vẫn còn sức chỉ trỏ đám Diệp Phàm, Vương Triều mà hò hét. Từ bên kia, lão tử theo sau còn có bốn người thanh niên cũng xông lại phía hai người, ập lên chỗ Vương Triều quát. Buông ra, anh ấy là Triệu Thành, cảnh vệ bộ tư lệnh. Giấy tờ đâu? Vương Triều không phải hạng non gan, cảnh vệ bộ tư lệnh trung ương có thể dọa nổi người khác nhưng không có dọa nổi Vương Triều. Đây! Một người trẻ tuổi có sống mũi cao đưa thẻ công tác bằng da màu lam lên. Vương Triều lật dở chán rồi tiện tay đem trả lại cho bọn họ, vẻ mặt nghiêm túc bảo. Đồng chí, âm mưu sát hại chủ tịch thành phố, dù có là đồng chí bên bộ tư lệnh cảnh vệ cũng không được. Chúng tôi vẫn phải đem thượng tá Triệu Thành giải đi đã. Nếu muốn đòi người, các đồng chí có thể mời lãnh đạo bên bộ tư lệnh cảnh vệ ra mặt giải quyết. Đồng chí Vương Triều, anh thật muốn làm vậy chăng? Người thanh niên sống mũi thanh tú tiếp tục dò xét Vương Triều. Giải đi. Họ Vương không buồn để ý thêm đến y nữa, hừ lạnh một tiếng rồi khoát tay đi khỏi. Anh này thật là. Anh chàng mũi dọc dừa mới thốt ra đến đấy đã nghe lão già từ Thiên Tinh vỗ xe lăn quát gọi. Chí Minh, về đây, chúng ta cùng đến thành ủy. Chủ tịch Diệp, đây là chuyện gì vậy? Đợi chiếc xe Hồng Kỳ đi khuất, trợ lý Lệ bỗng quay sang hỏi. Việc này, trợ lý Lệ còn không biết tổng hay sao? Diệp Phàm liếc xéo họ Lệ, thản nhiên châm chọc. Diệp ta thầm hậm hực muốn đá thằng này xuống suối nuôi cá quá chừng. Anh nói vậy là có ý gì, tôi cũng mới đến thôi mà. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, thiết nghĩ chuyện chị An ở Hải Đông nên chăng cũng phải tu sửa đôi chút. Không nên chỉ chăm chăm chuyện tu sửa đường sông, vấn đề chị An này khá là quan hệ đến an toàn sinh mạng tài sản của quần chúng nhân dân. Qua loa là không được đâu. Trợ lý Lệ thở dài một tiếng rồi bảo nhóm chuyên gia. Chúng ta qua bên kia xem sao. Sau khi qua bên đó, giữa Diệp Phàm và trợ lý Lệ không thấy phát sinh chuyện gì nữa. Cứ đi như tản bộ vậy, hơn nữa, trợ lý Lệ cũng không phê thêm chỗ nào không hay cả. Diệp Phàm biết mục đích của lão này đã đạt được, lão già tên từ tinh thiên kia chắc hẳn là có lai lịch. Cuộc chiến mà trợ lý Lệ khơi mào vẫn chưa đến hồi kết. Quả nhiên, non một tiếng đồng hồ sau, Diệp Phàm nhận được điện của bí thư thành ủy Phạm Viễn, giọng nghe rất nghiêm trọng. Đồng chí Diệp Phàm, anh lập tức về thành ủy có việc. Bí thư Phạm, tôi đang cùng trợ lý Lệ xem xét tình hình suối Vượng Phu mà. Diệp Phàm cố ý trì hoãn, hắn biết chuyện gì đó nên tới thì giờ đã tới rồi đây. Chuyện bên đó anh giao phó sơ qua,
tôi sẽ cùng tiếp trợ Lý Lệ. Anh lập tức đến phòng khách thành ủy, nhắc lại là lập tức. Giọng điệu Phạm Viễn càng thêm phần nghiêm trọng. Vậy được, tôi sẽ giao phó lại công việc, nhưng không biết có việc gì gấp mà vội vã gọi tôi như vậy. Diệp Phàm thuận miệng bảo. Anh cứ tới rồi sẽ biết. Phạm Viễn không nói thêm câu nào đã cúp máy luôn. Vào lại xe, Diệp Phàm dặn thư ký Lý Mộc. Đi chậm một chút. Lý Mộc gật đầu, Diệp Phàm rút di động gọi cho Kiều Hoành Sơn hỏi. Thưa bác, bên lãnh đạo quân đội có vị cán bộ lão thành nào tên là Từ Thiên Tinh không? Nhưng hiện tại đã về hưu thì phải. Người đó nhìn qua phòng có đến ngót nghét 80 tuổi lận. Diệp Phàm cứ thế miêu tả tỉ mỉ tướng mạo của Từ Thiên Tinh ra sao? Từ Thiên Tinh, chẳng lẽ là ông ta? Kiều Hoành Sơn nghe xong lẩm bẩm một câu. Ông ta, là ai vậy ạ? Diệp Phàm hỏi dồn. Chắc hẳn anh chưa từng nghe nói qua về ông ta, lão này về hưu đã được 20 năm, bác đây cũng là nghe lão thủ trưởng nói đến mới biết. Người này tên là Từ Thiên Tinh, một cựu chiến binh thuộc Hồng quân Trung Quốc, từng là một tướng quân. Năm nay cũng đến 80 có lẽ, lúc về hưu lão mang quân hàm trung tướng, giữ chức vị thứ trưởng thường trực bộ chính trị. Kiều Hoành Sơn nhớ lại. Diệp Phàm vừa nghe đã thấy nhẹ hết cả người, trong lòng thầm nghĩ, chẳng qua cũng chỉ là trung tướng thôi, không ngờ lại buột miệng nói ra. Trung tướng à, cũng khá đấy. Lạ thật, sao tiểu tử nhà anh lại hỏi chuyện về lão? Lão tự ít khi ra khỏi cửa, hơn nữa cuộc sống cũng rất mực giản dị. Vẫn ở trong một tứ hợp viện nhỏ mà cấp trên cấp cho. Mấy chục năm nay không ra mặt, đoán chừng cũng chẳng mấy ai biết đến lão. Kiều Hoành Sơn thở dài. Ha ha, lão già kia, có vẻ vẫn còn sung chán. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Nói năng cho đứng đắn chút, phải gọi là lão Từ. Cái gì mà lão già này nọ, ngay cả Kiều Hoành Sơn này gặp lão còn phải cung kính chào một tiếng lão Từ. Tiểu tử này thật to gan lớn mật, miệng cứ kêu lão già, nếu để người ta nghe thấy anh không ăn vài cái bạt tai mới là lạ. Kiều Hoành Sơn nghiêm khắc răn dậy. Chẳng lẽ lão Từ này có xuất thân rất hoành tráng, sao có thể, chẳng phải chỉ là ông trung tướng thôi sao? Diệp Phàm trong lòng chấn động, có chút ngạc nhiên. Riêng lão thôi thì cũng không có gì, chẳng qua. Kiều Hoành Sơn vừa mới nói đến đây, ngẫm nghĩ một chút rồi ngừng lại hỏi. Mà anh hỏi thăm chuyện này làm gì? Cái này, ha ha ha, cháu tò mò thôi. Diệp Phàm giả giọng thoải mái. Tò mò, anh nghiêm túc một chút cho tôi nhờ. Chuyện không nên tò mò thì đừng thọc mạch, có một số chuyên chớ nên hỏi nhiều. Nhớ chưa? Kiều Hoành Sơn lại nghiêm khắc răn dậy. Bây giờ, quan hệ giữa Diệp Phàm và Kiều Viên Viên coi như đã định, Diệp Phàm đã là vãn bối. Kiều Hoành Sơn đối với hắn càng cũng tùy tiện hơn. Trước kia, với thân phận của Diệp Phàm, Kiều Hoành Sơn có khi còn khách khí đôi chút. Bây giờ thì chẳng cần phải khách khí với hậu bối như hắn làm gì. Việc này, cái này. Diệp Phàm bối rối lắp bắp, cảm thấy không hỏi rõ ràng chuyện này tuyệt đối không được. Đến lúc gặp phải chuyện gì lớn thì sẽ rất phiền phức. Vậy là y đành cắn răng khai thật. Hôm nay lão ấy đến Hải Đông ta, vừa đến đã đại hiển thần uy, chỉ trích việc dỡ bỏ xây mới một công trình tên Long Phụng Kiều. Chuyện này rõ ràng là do trợ lý Lệ Chí Đạt của Chủ tịch tỉnh Nam Phúc cố ý chỉnh cháu, lão kia thật ra chỉ đến để trợ uy. Diệp Phàm đem sự tình lúc đó kể lại tỉ mỉ một lượt. Chương 1775, tranh chấp. Lão già này, bị người ta bán đứng còn giúp đếm tiền hộ, thật là. Kiều Hoành Sơn không kìm nổi chửi thầm một câu, ngẫm nghĩ chốc lát rồi bảo. Nhưng việc này cũng khá là phiền toái đấy. Bí thư Phạm đã gọi anh về thành ủy thì đích xác là lão Từ đã nổi giận rồi. Việc này, tôi đoán chắc lão đã có tác động lên phía tỉnh. Nếu không, Phạm Viễn sẽ không lo sốt vó mà gọi gấp như vậy. Nghe nói tình tình lão Từ này rất khó ưa, lại chưa từng học qua sách vở gì nên mở mồm là nói lời thô tục, cố nhiên, lòng dạ lão lại thiện lương không có gì xấu, chỉ có điều theo thói quen mà làm vậy thôi. Chỉ dựa vào chức vị của lão thì cũng không có gì đáng lo cả, cũng lắm đi nữa cũng chỉ làm đến phó tư lệnh căn cứ Lam Nguyệt Loan. Chẳng qua thân phận lão Từ này có được là do hắn từng cứu mạng một người nên theo đó mới có chút đặc biệt. Chẳng lẽ hắn cứu được chủ tịch chăng? Diệp Phàm tức giận hừ một tiếng. Không ngờ bị anh đoán trúng rồi đấy, ha ha. Kiều Hoành Sơn bỗng bật cười vui vẻ trên nỗi khổ của kẻ khác. Lẽ nào, là thật? Diệp lão đại trong lòng cả kinh,
lúc này quả nghĩ mà thấy sợ. Không thể ngờ được lão già này lại có lai lịch hoành tráng đến vậy, từng cứu mạng cả chủ tịch cơ đấy. Thế chẳng phải là rất lợi hại sao? Thôi đi, không làm anh hồ đồ thêm nữa, cứu chủ tịch Đường là chuyện nói cho vui miệng thôi. Tuy nhiên, đúng là lão tử đã từng cứu sống cha của bí thư Đinh Tuấn Đức, ông Đinh Đại Trụ. Thế lực nhà họ Đinh trong chế độ Cộng hòa ta dù không đến nỗi lớn lắm nhưng cha của bí thư Đinh Tuấn Đức ông Đinh Đại Trụ cũng là một trong những khai quốc công thần của nhà nước Cộng hòa. Thế lực thì tôi không nói nữa, chắc anh cũng hiểu được sự lợi hại của những gia tộc kiểu này. Kiều Hoành Sơn kể liền một hơi dài. Vậy việc này, bác có thể ra mặt nói chuyện tình cảm một chút được hay chăng? Diệp Phàm vội vàng cầu giúp đỡ luôn, lúc này đỡ được chút nào hay chút ấy. Nếu không, lão già này mà làm ầm ĩ lên thật thì quả là khó sắp xếp ổn thỏa. Đinh Tuấn Đức vốn là một trong cửu đỉnh của giới lãnh đạo cao cấp nhà nước Cộng hòa, đảm trách mảng chính trị pháp luật. Diệp lão đại có bị ầm ĩ cũng không dám đi gây sự với nhân vật tầm cỡ như vậy. Tôi, thế có khác gì anh muốn tôi ra đỡ đạn? Và lại tôi cũng chưa từng gặp qua lão từ đó, về cơ bản là không quen biết. Nhưng tôi thấy việc này vẫn có thể sắp xếp ổn thỏa được. Chẳng phải còn có phí ra đấy sao? Nếu từ lão quả thật muốn làm ầm ĩ, thì cứ bảo phí ra cho người báo với bí thư Đinh một tiếng, thế thì liệu còn có chuyện gì nữa chứ? Tuy nhiên, tôi đoán chắc lão từ không phải người không hiểu chuyện, dù trình độ văn hóa hơi thấp nhưng vẫn là kẻ từng trải sự đời. Việc này, có lẽ cởi chuông thì phải tìm người buộc, thái độ bản thân khẩn thiết một chút, nhận lấy cái sai, tự phê bình kiểm điểm bản thân nghiêm khắc vào thì chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lão già kia đã mau giận thì ắt cũng mau nguôi. Có lẽ, lão ta nhất thời cao hứng, về sau thì lại chẳng chấp nhặt gì đâu. Về phần lão có làm ầm ĩ đến tai Đinh gia không, tuyệt đối là không. Lão từ là người biết vì đại cục lớn bé. Kiều Hoành Sơn nhận định. Chuyện này... Để cháu tới thành ủy sẽ tùy vào tình hình mà quyết. Diệp Phàm hơi thất vọng cúp điện thoại. Thằng nhóc này hay làm hỏng việc, nay gặp phải chuyện khó khăn rồi đây. Cũng tốt, nhân dịp này cho nó chịu khổ đôi chút, nếu không rèn giũa thì không thành tài được. Ngọc bất trắc bất thành khí mà, nhưng dù gì thì vẫn nên báo cho Viễn Sơn một tiếng. Nếu không, có chuyện gì thì sẽ rất phiền phức. Kiều Hoành Sơn nhẩm tính rồi lấy điện thoại gọi cho Kiều Viễn Sơn. Không lâu sau, Diệp Phàm ngồi xe tiến vào trụ sở thành ủy, sau khi xuống xe thì đi thẳng đến phòng khách thành ủy. Vừa mới tiến vào phòng khách liền phát hiện lão già ngồi xe lăn từ Thiên Tinh đang oai phong ngồi ở ghế chính, chủ nhân là Phạm Viễn cũng chịu ngồi một bên. Đồng chí từ Thiên Tinh hiện đang uống trà, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào lá trà. Thấy Diệp Phàm tiến vào, từ Thiên Tinh vẫn không thèm ngó đến. Diệp lão đại biết, lão đang cố ý coi rẻ mình đây mà. Mày giả ngu thì bố mày cũng ngó lơ vậy. Diệp Phàm trong lòng chửi thầm một tiếng rồi làm bộ không nhìn thấy lão, cất tiếng hỏi Phạm Viễn. Bí thư Phạm, tôi đang cùng đoàn trợ lý Lệ trên tỉnh xuống tuần tra khu vực suối Vượng Phu, bọn họ đang hỏi han tình hình, không biết có chuyện gì mà vội tìm tôi như vậy. Đồng chí Diệp Phàm, tôi xin giới thiệu một chút, vị này chính là lão tướng quân Từ Thiên Tinh, là một trong những cựu binh Hồng quân lừng lẫy một thời. Từng đảm đương chức vụ phó chủ nhiệm thường trực Tổng Bộ Chính trị. Phạm Viễn đọc bài giới thiệu dài lê thê. Chúng ta làm quen một chút, vừa rồi không may có chút xung đột. Xin chào từ tướng quân. Diệp Phàm gật đầu chào, cũng không thèm che giấu gì nữa, mà có muốn giấu giếm cũng không được. Chỉ bằng cứ đánh bài ngửa với nhau xem thằng già này muốn chơi trò gì. Tôi không đảm đương nổi ba tiếng từ tướng quân của chủ tịch Diệp vĩ đại đây. Một lão già về hưu sắp hết hơi thì cứ gọi là thằng già, hay lão già gì đó là được. Từ Thiên Tinh tôi đời này chưa từng đọc qua sách vở, sao mà so bì với những người làm công tác văn hóa như các anh đây được. Từ Thiên Tinh thôi nhìn lá trà rồi tiến đến quan sát Diệp Phàm, buông lời châm chọc. Lão Từ, chuyện vừa rồi, đầu tiên, tôi xin thay mặt chủ tịch thành phố tạ lỗi với lão. Về phần thượng tá Triệu, tôi sẽ cho người tiến về ngay. Lão cứ yên tâm. Tôi lập tức đánh điện đến sở trưởng công an thành phố. Phạm Viễn nuôi chút hy vọng mong manh, cầm điện thoại ra trực gọi. Không cần, nếu thượng tá Triệu đã phạm đến cái uy của chủ tịch thành phố, thì cứ để y chịu phạt cho hợp lẽ. Ai bảo y vì bảo vệ ông già này mà lại đi xúc phạm chủ tịch Diệp. Nói đến đây, Từ Thiên Tinh nhìn Phạm Viễn bảo. Bí thư Phạm, các quan lớn ở Hải Đông này oai thật đấy, đã đánh cảnh vệ của người ta lại còn muốn bắt người.
Xem ra, Hải Đông này vốn là căn cứ cách mạng tôi khởi nghiệp trước đây, vậy mà bây giờ muốn trở về thăm một chuyến cũng không dám nữa rồi. Tôi phải nhanh chóng trở về thôi, tránh việc cứ ở đây mà lỡ ra Phạm Húy người nào đó lại bị sở công an cho đi ăn cơm từ vài năm thì gay. Lão Từ, tất cả chuyện này nhất định là hiểu lầm thôi mà. Đợi tìm hiểu rõ ràng xong là hiểu ngay thôi mà. Nếu quả thật là các đồng chí bên Hải Đông chúng tôi có gì sai, tôi nhất định sẽ gọi họ về cho lão xử lý. Phạm Viễn nói xong quay sang Diệp Phàm chất vấn. Chủ tịch Diệp, rốt cuộc sao lại thế này? Thượng tá Triệu là Tổng cục Cảnh vệ Trung ương cử xuống bảo vệ lão từ đây, Cục Cảnh vệ TW có nghe qua không hử? Mau gọi An Kỳ khẩn trương đem người về đây. Đúng lúc này trợ lý Lệ dẫn theo vài cán bộ tiến vào phòng khách. Phạm Viễn tiến lên chào hỏi xong thì trợ lý Lệ đặt mông ngồi xuống. Nhân vật này xuất hiện chẳng qua là đến góp vui mà thôi. Việc này, còn chưa tìm hiểu rõ ràng thì sao có thể thả người. Huống chi, lúc đó Thượng tá Triệu đang muốn rút súng bắn chết tôi. Mặc dù Thượng tá Triệu là quân nhân bên Bộ Nội vụ đi nữa thì các đồng chí bên Sở Công an thành phố cũng không thể nào trơ mắt nhìn y sát hại Chủ tịch thành phố được đúng không? Nói đi thì cũng phải nói lại người chủ động tấn công không phải là tôi, cũng không thể xử lý sự việc càn rỡ như vậy phải không? Chúng ta hiện tại đã là xã hội pháp chế, đâu còn là thời thổ phỉ cướp bóc tung hoành nơi nơi như trước giải phóng. Diệp Phàm không chịu giữ cho lão Từ chút thể diện nào cả. Từ Thiên Tinh vừa nghe thấy thế quả nhiên đùng đùng nổi giận, chỉ mặt Diệp Phàm quát. Nói ai là thổ phỉ hả? Đồng chí Diệp Phàm, hôm nay không nói rõ ràng ra thì Từ Thiên Tinh hôm nay buộc phải trường cái mặt già này ra nói chuyện phải quấy với anh thôi. Đồng chí Diệp Phàm, ngày xưa khi lão Từ đây làm cách mạng, để thành lập nên nước Cộng Hòa đã từng vào sinh ra tử lập nên biết bao công lao hiển hách. Không cần nói cũng biết ngay cả cha mẹ thân sinh của lão anh hùng đây cũng đáng để người ta nể phục. Thế mà anh dám nói lão từ đây là thổ phỉ, lão anh hùng đây là Hồng Quân, vậy ý anh là chiến sĩ Hồng Quân đều thành thổ phỉ cả hay sao? Vậy chính phủ nhà nước ta thành ra cái gì? Nếu thế người lãnh đạo Hồng Quân chẳng lẽ đều là đầu lĩnh thổ phỉ cả hay sao? Những lời này tôi nghe không lọt tai chút nào, trước mặt các lãnh đạo tỉnh đây, tôi xin trực tiếp phê bình đồng chí chuyện này. Mau rút lại những lời vừa nói và xin lỗi lão từ đi. Phải coi đây là bài học kiểm điểm sâu sắc. Trợ lý Lệ đang ngồi như phỗng một bên bỗng dưng phun ra một tràng như bão táp mưa xa, nói xong lại quay sang bảo Phạm Viễn. Đồng chí Phạm, tôi thấy một số đồng chí ở Hải Đông có vấn đề trầm trọng về mặt tư tưởng, có sự lệch lạc nghiêm trọng trong suy nghĩ. Tình hình cứ tiếp tục như vậy là không được, phải chú ý tăng cường giáo dục về tư tưởng cho đội ngũ cán bộ. Lão Từ, cả trợ lý Lệ nữa, hai người nói vậy là có ý gì? Tôi nói các cựu binh Hồng Quân là thổ phỉ. Lãnh đạo Hồng Quân là đầu lĩnh thổ phỉ, lão từ đây là thổ phỉ, tôi nói thế hồi nào? Diệp Phàm mạnh miệng cự cãi. Hừ, Từ Thiên Tinh này dù không học qua sách vở. Nhưng, lời nói có ý tứ này khác, lão già sống dai này vẫn nghe ra được. Từ Thiên Tinh hừ nói. Đồng chí Diệp Phàm, đây là thái độ gì vậy? Biết sai biết sửa thì chẳng sao, biết sai mà không sửa thì lỗi ngày một lớn. Vừa rồi nhất thời lỡ lời nói vậy cũng chẳng lấy làm điều. Chỉ cần anh nhận thức được sai lầm, thành thật xin lỗi lão từ đây, tôi tin lão anh hùng đây sẽ không chấp nhận. Trợ lý Lệ muốn đem cái oai chủ tịch tỉnh ra hù lại muốn cho Diệp lão đại biết mùi dính phốt. Bây giờ mà nhận thì chỉ còn đường chết, Diệp Phàm thầm cắn răng kiên quyết nói. Trợ lý Lệ, là một đảng viên, lại là lãnh đạo cấp tỉnh. Tôi hy vọng anh có thể căn cứ vào sự thật, sâu sát với thực tế. Chứ không phải nghi ngờ lung tăng không căn cứ. Bẻ cong ý tứ câu nói của người khác. Đặc biệt là lãnh đạo cấp tỉnh thì càng không thể tùy tiện nói ra những lời đường đột đến thế. Mọi người ngồi xuống hắng bàn tiếp được không? Cứ bàn bạc kỹ lưỡng, tôi tin tưởng, sự thật chính là sự thật, sẽ được điều tra rõ ràng. Thấy trợ lý Lệ và Diệp Phàm cùng đứng lên vào thế như hai con trâu đang tức khí, Phạm Viễn đành xuề xòa cho bớt không khí căng thẳng. Dầm! Đồng chí Phạm! Một số đồng chí có vấn đề lớn về mặt tư tưởng như vậy, chẳng lẽ còn nhìn không ra? Ở Hải Đông, anh là bí thư đảng ủy, là nhân vật số một ở đây. Cấp dưới có tật xấu, tôi hy vọng anh có thể vạch ra mà sửa chữa tận gốc. Nếu không, Lệ Chí Đạt tôi sẽ báo cụ thể lên trên. Đến lúc đó, nếu có liên lụy anh cũng đừng trách tôi nói chuyện không lưu tình. Trợ lý Lệ đập bàn hét lên với Phạm Viễn,
ý uy hiếp đã dần rõ ràng ra đấy. Lão già họ từ nãy giờ không hề hé răng như đang xem diễn tuồng, quả là có chút kỳ lạ. Đồng chí Diệp Phàm, ít nói vài câu có được hay không vậy? Phạm Viễn không thể làm gì hơn, Lệ Chí Đạt là thân tín của Chủ tịch Yến, không lâu nữa sẽ lên chức Phó Chủ tịch tỉnh. Đối với y, Phạm Viễn không tài nào cứng nổi. Hơn nữa họ Lệ kia lại đang nói giúp cho lão già họ Từ, lại còn lão già này nữa chứ, vừa nãy nghe thư ký của lão tên Trương Hà có giới thiệu sơ qua. Mặc dù không nói trắng ra, nhưng có vẻ lai lịch cũng tương đối hoành tráng. Và lại, khi lão Từ vừa đến trụ sở thành ủy đã chỉ thị ngay cho thư ký Trương đánh điện gấp cho Phí Mãn Thiên bên tỉnh Nam Phúc. Mặc dù sau đó nhờ Phạm Viễn khuyên nhủ nên thôi, nhưng từ trong đó y cũng đã nhìn ra lão già này tuyệt đối không phải là chiếc đèn cạn dầu. Bí thư Phạm, tôi không nói có được không? Có người chăm chăm muốn cho tôi dính phốt, chẳng lẽ còn bảo tôi im miệng vui vẻ mà đớp lấy cục? Diệp Phàm không có đạo hạnh cao thâm đến thế, đây chịu không có thấu. Diệp Phàm vẫn không chịu nhún nhường chút nào. Chương 1776, kiên quyết phản đối. Được thôi, Chủ tịch Diệp, thế này thì tôi cũng đành báo cáo chi tiết lên Chủ tịch Yến thôi. Trợ lý Lệ ra hiệu cho một gã nhân viên đứng cạnh bảo. Chuyển điện cho tôi đến Chủ tịch Yến. Nhưng khi bên này còn chưa liên lạc được thì chuông điện thoại của Phạm Viễn đã vang lên. Phạm Viễn vừa nhấc ống nghe thái độ đã trở nên nghiêm túc hẳn, y ậm ừ vâng dạ vài câu rồi cúp máy sau đó nghiêm trọng thông báo cho Diệp Phàm. Đồng chí Diệp Phàm, tôi thay mặt thành ủy và tổ chức xin được tuyên bố, anh tạm thời bị cách chức. Tại sao, tôi cần biết lý do, tốt xấu gì thì tôi cũng là một cán bộ cấp cao, tổ chức muốn đình chỉ chức vụ của tôi thì tôi vẫn có quyền được biết chứ. Diệp Phàm nhìn Phạm Viễn với ánh mắt vô cùng uất ức. Không biết cú điện thoại kia là của kẻ nào, có vẻ là lời nói rất có trọng lượng mới có thể khiến Phạm Viễn nghiêm túc đến thế, xử lý nhanh gọn như vậy. Không cần hỏi nữa, Phạm Viễn tôi sẽ không vô cớ mà tùy tiện đình chỉ chức vụ của ai hết. Huống chi, anh lại là quyền chủ tịch thành phố Hải Đông. Hơn nữa, hiện còn có trợ lý Lệ ở đây, Phạm Viễn tôi đâu thể dựa vào lời nói gió bay mà đoạt binh chém tướng. Giờ anh hãy đem hết công việc cần kíp giao phó lại cho đồng chí Trương Minh Sâm. Anh ấy sẽ tạm thời chủ trì công việc tại Ủy ban Nhân dân thành phố. Cứ tạm nghỉ ngơi một thời gian, suy nghĩ cho kỹ những gì mình đã làm và chấp nhận để cấp trên tổ chức việc điều tra. Phạm Viễn tỏ vẻ chân thành khuyên nhủ. Đây là quyết định chính thức của tổ chức sao? Diệp Phàm lạnh lùng xác thực lại. Đồng chí Diệp Phàm, chẳng lẽ anh muốn tôi phải mở hội nghị thường vụ, lưu vào hồ sơ phải không? Phạm Viễn cũng ra chiều giận dữ cực điểm. Đồng chí Phạm Viễn. Nếu trên hội nghị thường vụ của thành ủy Hải Đông mà thảo luận thông qua, cho rằng nên đình chỉ chức vụ của Diệp Phàm thì tôi không một lời oán thán. Bởi vì đó là quyết định của tổ chức, bất kể thời điểm nào tôi cũng xin phục tùng những gì mà tổ chức đã quyết định. Đương nhiên, nếu có vị lãnh đạo nào muốn cách chức tôi thì cũng chả có gì đáng nói vì người ta là lãnh đạo cơ mà, là cấp dưới thì tự nhiên là phải phục tùng thôi. Diệp Phàm đang muốn ép Phạm Viễn đưa chủ nhân bí ẩn của cuộc điện thoại vừa rồi lộ diện. Tuy vậy, Diệp Phàm cũng phần nào có tính toán cho riêng mình. Để người nào đó tạm thời cách chức một cách không minh bạch là tuyệt đối không thể, dù có phải ngã xuống thì cũng phải kiên cường đến phút cuối cùng. Huống chi, về chuyện này ngay cả hắn còn chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả. Thật sự nếu có đưa lên tranh luận ở hội nghị thường vụ đi nữa thì hắn cũng không hề thiếu căn cứ lý luận. Đến lúc đó, dù đúng là mình có điểm yếu để người ta nắm thóp thì vẫn cứ là có cách bào chữa. Tin rằng nhà họ Kiều sẽ không đứng nhìn hắn gặp xui xẻo đến vậy. Đồng chí Cao Hoa, lập tức triệu tập các ủy viên thường vụ mở hội nghị khẩn cấp. Nhớ phải nhấn mạnh là sau khi nhận được thông báo bằng điện thoại yêu cầu các ủy viên thường vụ lập tức trở về. Phạm Viễn quay lại lệnh cho trưởng ban thư ký Cao Hoa. Phạm Viễn nói xong thì lại giữ nguyên cái bản mặt khó coi ngồi xuống mà Thủy Chung không hề nhìn Diệp Phàm lấy một lần. Lúc này Từ Thiên Tinh cũng rút lui. Bí thư Phạm. Các anh còn phải họp, tôi cũng không tiện quấy rầy nữa, tôi muốn đi tham quan Long Phụng Kiều trước đã. Nói đến đây, Từ Thiên Tinh lại đem vẻ tức giận trừng mắt quay sang phía Diệp Phàm, tỏ vẻ vô cùng đau xót than. Hai, Long Phụng Kiều, đã mấy chục năm rồi đấy, tôi đi đây. Các nhân viên bảo vệ theo sau lặng lẽ giúp lão đẩy xe lăn, mới đi được vài bước thì một người thanh niên trong đoàn đột nhiên quay lại bảo. Chuyện của Thượng tá Triệu Thành. Hy vọng bí thư Phạm có thể thông chi xuống dưới sớm một chút.
Nhược bằng không, thượng tá Triệu vốn là người phụ trách đảm bảo an toàn cho lão tử. Nếu vì vậy mà xảy ra sơ suất gì thì trách nhiệm đó, bí thư hãy tự cân nhắc. Chuyện này tôi cũng không tiện nói nhiều nữa. Tôi biết. Phạm Viễn nghiêm nghị gật đầu. Bí thư Phạm, tôi cũng xin phép luôn. Vậy chốc nữa phiền anh kêu đồng chí Trương Minh Sâm qua đó tiếp tục phối hợp cùng chúng tôi tiến hành điều tra nghiên cứu. Hạng mục công trình lớn mấy trăm tỷ như vậy không thể qua loa được. Nếu không sẽ mang đến nhiều tổn thất cho nhà nước, chúng ta là cán bộ đảng, ngân sách nhà nước cũng phải chú trọng vào những thứ thực sự cần thiết. Trợ lý Lệ nói mấy câu sau đó chào Phạm Viễn rồi đi thẳng mà không thèm để ý đến Diệp Phạm đứng đó. Các nhân viên khác trong tổ công tác cũng biết ý, lần lượt lặng lẽ rời khỏi phòng khách. Diệp Phạm cũng như Phạm Viễn đều chỉ yên lặng đốt thuốc, hai người như đang so bì xem ai phun ra khói to hơn, ai có khả năng gây ô nhiễm môi trường hơn. Anh một hơi tôi một tợp, lập tức phòng khách trở nên chướng khí mù mịt, chẳng mấy chốc là thành phòng tắm hơi. Đồng chí Diệp Phạm, tôi hy vọng anh có thể cảm thông cho nỗi khổ của một đảng viên như tôi. Việc này theo tôi vẫn cứ là không cần đưa lên hội nghị thường vụ. Có một số việc, là người trong tổ chức thể chế này, chẳng lẽ anh cứ bắt tôi nói trắng ra mới chịu hiểu. Phạm Viễn hướng ánh nhìn khắc khổ trên khuôn mặt khó coi tới Diệp Phàm, coi như đó là nỗ lực cuối cùng từ phía y. Thật ra đồng chí Phạm Viễn này tuy nói là nhân vật bá chủ một cõi Hải Đông, nhưng với các vấn đề bên trong nội bộ thì y cũng không hy vọng để lộ ra bên ngoài. Chuyện này đối với một đảng viên như y mà nói là một trong những thủ đoạn khiêu chiến không ổn chút nào. Chuyện gì còn có thể giải quyết nội bộ thì y luôn nỗ lực hết sức. Bí thư Phạm, tôi biết là anh cũng đang nghĩ cho tôi. Nhưng tôi thật sự muốn biết, vị lãnh đạo ở đầu dây bên kia là ai. Có chết thì tôi cũng muốn biết nguyên nhân, tôi không muốn làm con quỷ hồ đồ. Diệp Phạm rút cuộc cũng nói ra điều hắn muốn hỏi. Anh chính là cái gai trong mắt người ta. Việc này không cần hỏi nữa. Phạm Viễn phát cáu, rít một hơi khói rõ dài rồi lim dim mắt dưỡng thần. Hôm nay, các ủy viên thường vụ mới thật sự là đông đủ. Chưa đến nửa giờ, toàn bộ ủy viên đã có mặt ở phòng họp. Phạm Viễn nghiêm túc nhìn mọi người phát biểu. Sáng nay đã xảy ra một chuyện khiến chúng ta thật sự xấu hổ và chua xót. Nguyên Thứ trưởng Thường trực Tổng bộ Chính trị Trung tướng Từ Thiên Tinh đã về thăm Hải Đông. Tuy nhiên, lão anh hùng có cảm tình đặc biệt với Long Phụng Kiều của khu Nguyệt Hồ thuộc Hải Đông chúng ta. Gặp phải lúc cây cầu bị dỡ bỏ nên đã xảy ra xung đột với bên Ủy ban Nhân dân thành phố. Sau đó thì sự tình càng không thể vãn hồi được nữa. Xét thấy đồng chí Diệp Phàm trong sự vụ lần này có một số việc đã xử lý không tốt, gây ra ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Tổ chức đã quyết định ngay từ thời điểm này đình chỉ mọi chức vụ của đồng chí ấy. Nghiêm khắc kiểm điểm, chấp nhận việc tổ chức điều tra. Nhưng do đồng chí Diệp Phàm không phục, yêu cầu mở hội nghị thường vụ đem ra thảo luận vấn đề xử lý bản thân. Cho nên, lần này triệu tập mọi người đến đây, chính là muốn trao đổi quan điểm trước khi đưa ra quyết định. Sau khi đồng chí Diệp Phàm tạm thời bị cách chức, công việc của Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tạm giao cho đồng chí Trương Minh Sâm chỉ đạo. Phạm Viễn ngay trong bài phát biểu ngắn của mình đã âm thầm xếp đặt kết cục. Hơn nữa lão hồ ly này còn khá thâm độc khi bỗng chốc đưa Trương Minh Sâm ra chủ trì công việc của Ủy ban Nhân dân thành phố. Diệp Phàm biết rằng tại hội nghị thường vụ lần này hắn không có khả năng lật ngược tình huống. Thứ nhất, riêng Phạm Viễn nhất định sẽ công kích hắn kịch liệt. Thứ hai, nếu hắn tạm thời bị cách chức, lại là Trương Minh Sâm lên thay thế, song tấu Trương Minh Sâm và Tôn Đạo Phong chắc chắn sẽ không nương tay. Cơ hội tốt như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không để lỡ. Ngay cả Trương Nhất Đống trong hội nghị thường vụ lần trước bị chính hắn làm cho mất hết thể diện, lại còn bị phạt cảnh cáo. Hẳn là trong lòng y sớm đã dồn nén, rõ ràng sẽ dồn toàn lực mà ủng hộ cho họ Phạm. Còn bên phe hắn y, có tính nát cả óc cộng thêm cả Lưu Chân Mai nữa thì cũng được có 4 phiếu, cả trưởng ban tuyên giáo Tô Phương cũng sẽ không đời nào bỏ qua cho hắn dịp này. Như vậy tính chung quy lại, gần như sẽ xuất hiện cục diện 9-4. Hắn đã thua liểng xiểng ra đấy rồi, nhưng Diệp Lão Đại đã sớm nghĩ tới kết cục này. Việc đề xuất mở hội nghị thường vụ chẳng qua là hắn muốn có một quyết định chính thức, tiện bề sau này khi có cơ hội lật ngược thế cờ sẽ lấy đó làm vũ khí. Lão Từ, đúng rồi, chuyện về lão anh hùng ấy tôi cũng từng được nghe qua. Nghe nói Lão Từ từng làm cách mạng trên đất Hải Đông ta, là một cựu chiến binh của Hồng quân anh dũng. Chuyện này, đồng chí Diệp Phàm xử lý như vậy là rất không nên.
nếu để lão tử đem chuyện này truyền đến thủ đô thì sẽ gây nên hậu quả xấu với danh dự của Hải Đông chúng ta cũng như thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Cho nên, tôi hy vọng việc này có thể mau chóng dập tắt ngay tại Hải Đông, khiến lão tử nguôi giận ngay trong thời gian lưu lại đây. Vì thế việc tạm thời xử lý cách chức đối với đồng chí Diệp Phàm, nên tuyên bố ngay mới có thể mau chóng thay đổi ấn tượng trong lòng lão tử. Thái Quý Quyền chính là người vừa nã phát súng đầu tiên. Đúng vậy, hôm nay trợ lý Lệ trên tỉnh cũng đã có mặt tại hiện trường và khi đó cũng đã đồng ý với quyết định thay mặt cho tổ chức của bí thư Phạm. Tôi cho rằng việc trợ lý Lệ xuống đây là thay mặt cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, ý tứ của đồng chí ấy cũng rất có thể chính là quan điểm của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cho nên, việc xử lý đồng chí Diệp Phàm không thể chậm trễ, để tránh mang lại những phiền toái không cần thiết cho các đồng chí đang ngồi cũng như Hải Đông ta nói chung. Trưởng ban thư ký Cao Hoa nghiêm túc đưa ra ý kiến. Đồng chí Diệp Phàm rốt cuộc phạm phải lỗi gì lớn mà phải đình chỉ chức vụ của một chủ tịch thành phố, một cán bộ cấp giám đốc sở, dựa vào cái gì? Dù thành ủy Hải Đông có cái quyền này đi chăng nữa thì cũng phải đem lý do xác đáng ra, bằng không, Nguyễn Nhất Tiến tôi quyết không phục. Tôi kiên quyết phản đối phương án xử lý cách chức tạm thời với chủ tịch Diệp. Nguyễn Nhất Tiến bày tỏ lập trường kiên định, thái độ rất rõ ràng dứt khoát. Nếu muốn đình chỉ chức vụ với đồng chí Diệp Phàm thì ít nhất phải thông qua tỉnh ủy. Đồng chí Diệp Phàm là do ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chính thức bổ nhiệm lên vị trí quyền chủ tịch thành phố, chưa được tỉnh ủy cho phép, phía thành ủy Hải Đông chúng ta dựa vào cái gì mà thôi chức vụ của đồng chí ấy. Cho nên, tôi kiên quyết phản đối đình chỉ chức vụ của đồng chí Diệp Phàm. Là một cán bộ tổ chức có thâm niên công tác, tôi Cổ Dị Hùng hết sức tỉnh táo nhận thức được rằng tạm thời cách chức với một cán bộ, đặc biệt đối với một cán bộ cấp giám đốc sở mà chưa được tỉnh ủy đồng ý là không phù hợp với trình tự của tổ chức ta. Đồng chí Cổ Dị Hùng cũng nguyên một thái độ rõ ràng dứt khoát ấy. Bí thư Phạm cũng không có nói là không báo cáo lên tỉnh ủy, chỉ có điều, hội nghị thường vụ thành ủy Hải Đông chúng ta cứ cho quyết định xuống dưới trước, sau đó mới đem quyết định đó báo lên ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Bí thư Phạm cũng là vì nghĩ cho đại cục của Hải Đông chúng ta mà cố hết sức kiểm soát chuyện lão tử trong phạm vi nhỏ nhất có thể thôi. Thái Quyền Quý vội đứng ra giải thích thay cho Phạm Viễn. Cách chức tôi cũng được thôi nhưng tôi cần bí thư Phạm đưa ra lý do. Chuyện phát sinh tranh chấp với Từ Thiên Tinh ở Long Phụng Kiều của khu Nguyệt Hồ hôm nay hoàn toàn là do một ông lão tên là Từ Lục Tử khơi mào mà ra. Diệp Phàm tôi trong chuyện này không hề mảy may có chút sai lầm. Tôi muốn hỏi bí thư Phạm dựa vào cái gì mà cách chức? Diệp Phàm uất ức nhìn rồi tiếp. Chẳng lẽ vì đồng chí Từ Thiên Tinh là cựu binh Hồng Quân, lại từng là trung tướng trong quân đội ta nên muốn đem hết trách nhiệm đáng ra lão ta phải gánh đổ vấy lên đầu tôi cả? Ở đâu ra cái lý này chứ? Đồng chí Diệp Phàm, tôi hy vọng anh có thể bình tĩnh một chút. Đây chỉ là tạm thời thôi giữ chức vụ trước khi tổ chức tiến hành điều tra chứ Phạm Viễn tôi cũng không có ý đóng đinh cho anh sai lầm gì đó ngay từ đầu cả. Chẳng lẽ lão Từ đã có ý kiến, một bậc lão thành cách mạng của giai cấp vô sản có yêu cầu mà thành ủy Hải Đông chúng ta lại có thể ngó lơ sao? Và lại, có sai hay không đâu phải mỗi anh nói là đủ. Chân tướng sự việc cứ nghe Diệp Phàm anh nói thế nào thì thế đó mà được sao? Việc này cần tổ chức điều tra sau đó mới làm rõ ràng ra nhẽ được. Ngưng chức vụ của anh trong quá trình điều tra là biện pháp bắt buộc với chúng ta trong thời điểm này. Tôi cũng không muốn nhiều lời, việc này phải cố hết sức để kiểm soát và giải quyết trong phạm vi Hải Đông ta. Phạm Viễn nhấn mạnh lại sau đó nhìn khắp lượt mọi người rồi mới tiếp tục. Hay là cứ giơ tay biểu quyết đi, ai đồng ý tạm thời đình chỉ tất cả chức vụ của Phó Chủ tịch Thường vụ. Quyền chủ tịch thành phố Hải Đông đồng chí Diệp Phàm thì xin mời giơ tay. Phạm Viễn nói xong rồi tự mình giơ tay trước, cánh tay cao vút như học sinh tiểu học thuộc bài vậy. Tự nhiên tiếp đó là đến lượt Thái Quý Quyền, Dương Bản Thủy, Cao Hoa, Thiết Đinh Sơn đều nhất loạt giơ tay biểu quyết đồng ý. Còn Trương Minh Sâm và Tôn Đạo Phong thì khỏi phải nói đang đánh trống mở cờ trong bụng thì chẳng hà cớ gì mà không ủng hộ cả hai tay. Trương Nhất Đống còn có phần đắc ý nheo nheo mắt ghẹo Diệp Phàm liếc một cái rồi mới biểu quyết đồng ý. Đến trưởng ban tuyên giáo Tô Phương thì cũng nhanh và gọn chả kém ai. Chương 1777, không thèm nể mặt. Bí thư Phạm, chưa điều tra mà đã cách chức một chủ tịch thành phố, như vậy là trái với trình tự do tổ chức quy định. Cổ Dị Hùng vẫn cố vớt phát. Đúng vậy, sao có thể cách chức đồng chí Diệp Phàm mà không có lý do? Nguyễn Nhất Tiến cũng hỏi vặn. Tôi kiên quyết phản đối quyết định này,
tôi sẽ khiếu nại lên lãnh đạo cấp trên. Diệp Phàm tỏ thái độ kiên quyết không lùi. Đó là quyền của anh mà. Phạm Viễn lạnh lùng ừ hữ, y thoáng thấy Lưu Chân Mai cũng không giơ tay, cùng Nguyễn Nhất Tiến nữa là ba người cả thảy bèn hỏi. Ba vị đồng chí các vị quyết định thế nào? Tôi phản đối việc đình chỉ chức vụ của đồng chí Diệp Phàm. Lưu Chân Mai phát biểu rất rõ ràng rành mạch, bên cạnh đó là thái độ phản đối ra mặt của Cổ Dị Hùng và Nguyễn Nhất Tiến. 4 phiếu phản đối, 9 phiếu tán thành, vậy là đã quá nửa rõ ràng. Quyết định. Phạm Viễn mặt thẳng đơ, tay gõ nhịp hưng phấn. Y quay sang bảo Diệp Phàm. Tôi hy vọng anh sẽ đem toàn bộ công việc của Ủy ban Nhân dân thành phố chuyển giao lại cho đồng chí Trương Minh Sâm. Tôi sẽ làm. Diệp Phàm nói xong xoay người đi nhanh ra khỏi phòng họp. Bí thư Phạm, vừa rồi nhân viên công tác bên chỗ lão tử đánh điện qua dục, hỏi là bao giờ thì đưa thượng tá Triệu qua. Nghe nói chuyện này không chừng sẽ có khả năng gây phiền phức cho chúng ta. Trưởng ban thư ký thành ủy Cao Hoa thấy hơi lo lắng bèn nhắc Phạm Viễn. Anh hỏi hộ xem lão tử có rảnh không, chúng ta qua đó xem sao. Chuyện chẳng đâu vào đâu mà sao lại thành ra thế này không biết, hai. Phạm Viễn nhíu mày than thở. Sau khi Cao Hoa tự đi liên hệ, Phạm Viễn liền gọi điện cho An Kỳ bảo. Đồng chí An Kỳ, mau đưa một vị thượng tá tên Triệu Thành qua đây. Triệu Thành, người này e rằng tạm chưa thả ra được. An Kỳ nói, không thả được, anh có ý gì vậy? Tôi lấy danh nghĩa tổ chức yêu cầu anh, lập tức thả người, là lập tức và phải đưa qua đây ngay. Phạm Viễn đã hơi cáu, cái tên An Kỳ này hình như ngày càng không nghe lời. Phải dùng cây dọa khỉ một chút, bằng không, khỉ đột cũng muốn xưng làm hầu vương không chừng. Bí thư Phạm, không phải tôi không muốn chấp hành quyết định của tổ chức. Chủ yếu là do việc bắt người lần trước không phải do tôi mà là do đồng chí bắt về. An Kỳ vội phân bua. Vương Triều là ai? Phạm Viễn lạnh lùng hỏi. Đồng chí Vương Triều là trưởng phòng điều tra mật thuộc Bộ Công an, lần này đến Hải Đông chủ yếu là đi tuần tra các sự vụ có liên quan đến bên công an. Lúc đoàn người của Chủ tịch Diệp và Lão Tử phát sinh xung đột ở Long Phụng Kiều, đồng chí cũng vừa khéo đem theo một số cảnh sát hình sự mặc thường phục ngang qua đó. Phát hiện Triệu Thành rút súng muốn hành hung nên lập tức ra tay ngăn lại. Vì vậy, nếu muốn thả người thì phải được trưởng phòng Vương đồng ý mới xong. Bí thư Phạm, anh cũng hiểu rằng đồng chí từ Bộ Công an xuống lại là một trưởng phòng thì cũng là lãnh đạo cả. Tôi không thể bỏ mặc lãnh đạo mà tự ý đi thả người được. Hơn nữa, hiện tại đồng chí Vương Triều có mang đến mấy người trông giữ, tôi không thể nào đi cướp ngục được phải không nào? An Kỳ giải thích nói. Trưởng phòng Vương là người của Bộ Công an, anh cũng làm bên công an đấy thôi. Làm cùng một hệ thống thì các đồng chí sẽ dễ nói chuyện hơn, nên anh xem làm thế nào đem tính nghiêm túc và ảnh hưởng của sự việc lần này nói cho anh ta hiểu. Phạm Viễn đã tính toán đâu vào đó, không ngờ lại mọc đâu ra một ông trưởng phòng điều tra mật thuộc Bộ Công an. Vậy tôi đi thử xem sao, có thành công hay không thì chưa thể biết được nhưng tôi sẽ hết sức thuyết phục anh ta. An Kỳ nói. 10 phút sau lại có điện thoại báo là đồng chí Vương Triều không chịu thả người. Lại còn chỉ rõ Triệu Thành có động cơ giết người rõ ràng, hiện trường cho đến nhân chứng vật chứng đều đủ cả. Bọn họ hiện đang ở đâu? Phạm Viễn thấy thật sự lo lắng. Hiện đang ở nhà khách Hải Đông. An Kỳ đáp. Anh liên hệ với trưởng phòng Vương hộ tôi muốn gặp anh ta. Phạm Viễn vừa bảo là An Kỳ đồng ý ngay tắp lự. Diệp Phàm bàn giao hết mọi công việc cho Trương Minh Sâm rồi bảo. Chủ tịch thành phố Trương, mọi thứ đều ở đây cả. Bàn giao xong tôi xin được đi trước, nhưng trước khi đi tôi muốn nói với anh một câu. Việc tu sửa suối Vượng Phu và tiếp tục dự án giao thông đường bộ ở huyện Đào Mộc tuyệt đối không thể đình trệ. Diệp Phàm chuyển giao xong nói. Không cần lo lắng, việc này tôi sẽ nhớ kỹ. Nhưng chuyện xử lý thế nào là do tôi quyết định. Trương Minh Sâm tôi có kém cỏi gì cũng từng đảm nhiệm công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố đã hơn một năm. Có một số chuyện không cần anh phải nhắc. Trương Minh Sâm chẳng mấy khi được xả giận, khẩu khí quả là lớn lắm. Nhớ kỹ là tốt rồi. Diệp Phàm nhìn xoáy họ Trương một cái thật ý vị rồi gật gật đầu, xoay người đi thẳng. Không mang chức tước thấy nhẹ cả người, ha ha, cũng tốt thôi, tạm nghỉ ngơi một thời gian cũng hay. Lâu ngày không luyện. Đến võ công cũng hoang phế hết cả rồi. Diệp Phàm trái lại cảm thấy rất thoải mái khi ra khỏi Ủy ban Nhân dân thành phố.
Về đến Thanh Khê Cư, mấy người bọn Thiết Chiêm Hùng đều đang ngồi ở phòng tiếp khách trên lầu. Ức hiếp người quá đáng, phải bắt ngay thằng già họ Từ kia lại, quân khốn kiếp. Cựu binh Hồng Quân cũng phải có chút khí tiết của Hồng Quân chứ. Sao có thể cậy già mà lên mặt được? Phạm Cương vừa thấy Diệp Phàm đã giận dữ mắng tùm lum. Thôi thôi. Diệp Phàm yên lặng ngồi xuống, nhấp một ngụm trà rồi xua tay ngăn lại. Việc này, không biết Đinh Tuấn Đức đã hay chưa? Xem tình hình thì rất có khả năng là cấp trên có người đánh điện xuống. Bằng không, Phạm Viễn không hà cớ gì lại mạnh tay cách chức cậu ngay tại hội nghị thường vụ khi mà lý do chưa thật sự đủ đầy. Đây hoàn toàn trái với nguyên tắc mà tổ chức đề ra. Thiết Chiêm Hùng bình tĩnh đưa ra nhận định. Người này rốt cuộc là ai? Có thể khiến Phạm Viễn quyết đoán cách chức anh như vậy, thân phận, cấp bậc nhất định là không nhỏ. Ít nhất, theo em cũng phải là quan to trên tỉnh mới có sức ảnh hưởng tầm ấy. Nếu không, Phạm Viễn dù gì cũng là nhân vật chóp bu ở một thành phố cấp 3, y không thể hồ đồ đến mức đó. Nên biết rằng nếu việc này mà lọt đến tai tỉnh ủy thì Phạm Viễn sẽ có lắm thứ để lo đấy. Trương Cường chắc mầm. Trương Hùng lên tiếng bảo. Ở tỉnh Nam Phúc, ngoại trừ Phí Mãn Thiên gia thì chỉ còn lại có Yến Xuân Lai. Phạm Viễn làm vậy chắc hẳn là đã biết được thân phận của Từ Thiên Tinh rồi. Để tôi đánh điện về xem sao, thật là vô lý. Dựa vào cái gì mà đi cách chức đại ca, Tề Thiên này là người đầu tiên phản đối. Tề Thiên xăm xăm cầm lấy điện thoại chỉ trực gọi đi. Khoan hãng vội, để tôi nghỉ ngơi vài ngày cũng tốt. Việc này, tôi đã thưa với bác cả nhà Viên Viên rồi. Tin rằng nhà họ Kiều sẽ không dương mắt làm ngơ. Và lại, mấy ngày này tôi quyết định sẽ tranh thủ thời gian để công cho mấy anh em, cho nên tính ra như vậy lại càng có thêm thời gian. Cái ghế chủ tịch thành phố có chạy đi đâu mà sợ. Diệp Phàm giọng điệu rất bình tĩnh nhưng vẫn lộ rõ 10 phần bá khí trong đó. Nhà họ Kiều chắc cũng đã sớm để tâm đến việc này. Trương Hùng gật gật đầu, Diệp Phàm chớp mắt một lát, sau đó mấy người tới quyết định tới ở luôn tại Hàn Lâm Tự, chuyên tâm đột phá cảnh giới công lực. Trong khi đó Phạm Viễn đã đến nhà khách Hải Đông. Trưởng phòng đến thăm Hải Đông mà Phạm Viễn tôi tiếp đãi chưa được chu đáo, thật ngại quá. Phạm Viễn đưa tay ra bắt. Mặt như trẻ con mắc lỗi, cười ngượng nghịu. Ha ha, bí thư Phạm trong lòng còn vướng bận bao chuyện lớn nhỏ của cả đất Hải Đông, cũng không nhất thiết phải tiếp đãi tôi làm gì. Với lại, phó bí thư An cũng rất chu đáo, về công tác chiêu đãi của các vị tôi không có gì để phàn nàn cả. Vương Triều thản nhiên cười xòa. Trưởng phòng Vương này, chắc hẳn anh cũng đã biết, Thượng tá Triệu Thành là quân nhân của bên cảnh vệ Trung ương. Được cấp trên cử đi đảm trách việc bảo vệ cho lão Từ nên mọi chuyện bên đó không thể thiếu anh ta được. Phạm Viễn trong nháy mắt đã chuyển đề tài câu chuyện. Chuyện này tôi cũng vừa được biết, tuy nhiên, dù có như vậy thật thì Triệu Thành cũng không thể tùy ý làm sằng làm bậy. Là quân nhân cảnh vệ, anh ta càng phải biết tôn trọng các lãnh đạo tại địa phương chứ không phải rút súng ra hành hung, đã để Vương Triều này bắt gặp thì phải kiên quyết xử lý. Việc này sau khi về thủ đô tôi sẽ có trao đổi với lãnh đạo bên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Trung ương. Vương Triều thản nhiên nhìn Phạm Viễn quả quyết. Trưởng phòng Vương, an toàn cho lão Từ là đặc biệt hệ trọng. Nếu trong thời khắc mấu chốt này mà xảy ra chuyện ở Hải Đông, việc này lại là do Thượng tá Triệu không túc trực bên cạnh lão Từ thì trưởng phòng anh chắc cũng đã lường trước được những hậu quả có thể xảy đến rồi. Phạm Viễn đã hơi có sắc giận, lão dằn giọng đe dọa. Hậu quả. Việc này chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi cứ làm việc nên làm, chức trách của tôi là thế đó. Nếu tôi thả Triệu Thành ra, thì đó mới là không có trách nhiệm với công việc. Nếu thật sự phải làm như vậy thì sự công bằng và nghiêm túc của pháp luật nên đặt vào đâu? Tôi hy vọng bí thư có thể thông cảm cho khó khăn của bên công an mà đem toàn lực ủng hộ chúng tôi tiến hành điều tra đồng chí Triệu Thành. Còn về phần lão Từ, bên công an địa phương các anh hoàn toàn có thể cho thêm người sang bảo vệ. Chẳng lẽ sở công an thành phố Hải Đông không bảo vệ nổi một ông già? Vương Triều mặt không biến sắc cứng cỏi đáp. Trưởng phòng Vương, anh thực sự muốn nhúng mũi vào chuyện này. Phạm Viễn không nhịn nổi nữa, giọng điệu càng thêm phần gay gắt. Không phải là nhúng mũi, đây là công việc của tôi. Vương Triều điềm tĩnh nhìn Phạm Viễn, lại còn nhếch mép nhấp một ngụm trà, điệu bộ hết sức nhàn nhã. Hừ, Phạm Viễn rốt cuộc không chịu nổi nữa. Đứng lên hừ một tiếng rồi dắt díu đám người của y lục tục đi ra.
chẳng lâu sau thì đem chuyện đồng chí Vương Triều bên Bộ Công an cố tình gây khó dễ báo với nhân viên công tác phía Lão Từ. Việc này, có liên quan gì với ông chủ tịch thành phố kia không? Thư ký Trương Hà của Lão Từ nghiêm túc nhìn Phạm Viễn dò xét. Chuyện này, tôi cũng không rõ lắm. Phạm Viễn lắc đầu chào thua. Chắc chắn là có liên quan, rất có khả năng, Vương Triều là do chính Diệp Phạm sai khiến. Trưởng ban thư ký thành ủy Cao Hoa bên cạnh bỗng xen vào một câu. Là sao cơ? Trương Hà vội hỏi. Tôi nói chuyện luôn có căn cứ, không có nói xàm bao giờ. Cao Hoa vẻ mặt thần bí bảo Trương Hà. Vừa rồi tôi có trao đổi qua điện thoại với một ông bạn học cũ ở Việt Đông, ông ta cho hay chủ tịch Diệp trước kia từng có thời gian công tác tại Việt Đông. Sau đó tôi tiện thể dò hỏi, mới biết được trưởng phòng Vương kia trước đây đã từng đương nhiệm tại Sở Công an tỉnh Việt Đông, hơn nữa lại đã từng nếm mật nằm gai cùng Diệp Phàm không ít bận. Chết tiệt, việc này các anh không cần phải xen vào. Tôi sẽ qua đó xử lý. Sắc mặt Trương Hà lại càng trở nên khó coi. Hai ngày sau, giữa lúc đêm khuya, mấy người bọn Diệp Phàm đang gấp gáp bận rộn ở Hàn Lâm Tự vì Trương Cường đã đột phá đến thời khắc then chốt. Trong một địa điểm bí mật tại Hậu Sơn Hàn Lâm Tự, Trương Hùng, Tề Thiên, Vương Triều đều căng thẳng chằm chằm dán mắt vào đôi song trưởng trên lưng Trương Cường của Diệp Phàm. Cả người Diệp Phàm đã sớm ướt đẫm mồ hôi, hơn nữa, trên đầu hình như phảng phất có làn khói trắng đang mờ mịt toát ra. Thật ra đó là mồ hôi trên người Diệp lão đại bị nội kình tác động mà biến thành hơi nước mờ mịt bốc lên. Chương 1778, Lô Gia xảy ra chuyện. Trông bộ dạng Diệp Phàm rất khổ sở, cơ mặt co giật liên hồi. Những người khác cũng không giúp được gì cho hắn, chỉ có thể ở một bên mà lo lắng suông thôi. Tranh thủ qua 3 ngày đột phá, Trương Hùng cũng thuận lợi đạt tới mức thứ 3 của tầng lục đẳng. Tề Thiên thì đến hết tứ đẳng. Thiết Chiêm Hùng cũng vừa khéo đạt tới tầng ngũ đẳng. Vương Triều thì đạt tới khai nguyên chi giới của lục đẳng. Mấy huynh đệ khác đều rất thuận lợi, chỉ có Trương Cường là xảy ra chuyện không ngờ. Bão nguyên quy nhất, sung. Diệp Phàm bỗng thét to một tiếng, gân xanh trên cánh tay căng lên tầm kích cỡ ngón tay. Kích thước lớn nhất phải bằng một chiếc xúc xích cỡ bự, nhìn qua rất chi là khủng bố. Diệp lão đại chỉ mặc độc mỗi chiếc quần đùi. Giờ này lại càng làm cho người ta có cảm giác y giống một thân cây quấn dễ xanh gì. Tề Thiên, tán thêm một viên thuốc thành canh bón cho Trương Cường. Diệp Phàm vừa ra lệnh, Tề Thiên lập tức cầm viên thuốc trên bàn đi pha chế. Trong sân lớn của gia tộc họ Lô ở Thủy Châu, vài người đang ngồi với vẻ mặt rất mực nghiêm túc. Một người mang dáng dấp trung đông dâu ria rậm rạp đang kích động. Trước nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Lô đống, chưa có kích động. Từ từ kể lại rành rọt xem nào. Lúc này, viên quản gia tên Lô Thế Trừng bảo Lô Đống bình tĩnh mà kể lại sự việc. Lần này chúng ta đến sạt nghiệp mất thôi, chuyến hàng đó có giá trị đến hơn tỷ bạc, thuyền chìm, 4 người đã chết, hơn 20 người bị thương. Lô Đống đau lòng thuật lại mà chỉ trực trào nước mắt. Lô Đống, đừng nóng vội, kể lại từ đầu đi. Lão nhị Lô Đông Phong liếc nhìn đại ca Lư Bạch Vân rồi nghiêm nghị bảo Lô Đống. Mấy tháng trước, tập đoàn Mỹ Nghệ Vĩnh Thái thông báo là muốn đưa một lô hàng Mỹ Nghệ tinh xảo và đắt giá sang Ả Rập Xê Út. Lô hàng Mỹ Nghệ này có đồ điêu khắc bằng ngọc thạch, đá thọ sơn và đồ đồng phỏng chế, ngoài ra còn có đồ gốm sứ cao cấp nhất của Trấn Cảnh Đức. Trị giá đến hơn cả tỷ, chia làm mấy đợt giao hàng cho công ty vận tải biển Hào Thế của Lô gia chúng ta. Chúng ta hợp tác với bên Vĩnh Thái kể đã nhiều năm nên tất nhiên là gật đầu đồng ý luôn. Hai đợt đầu tiên là vận chuyển hai lô chế phẩm Mỹ Nghệ số lượng rất lớn, tổng giá trị xấp xỉ vài trăm triệu, cập bến Ả Rập Xê Út rất thuận lợi. Mới đây là đợt thứ ba với số lượng lớn hơn nhiều, tổng cộng có đến mấy trăm kiện hàng Mỹ Nghệ. Thêm vào đó, một số lô hàng điêu khắc bằng ngọc thạch cũng tương đối nặng, kiện hàng lớn nhất có khối lượng đạt hơn 10 tấn với tổng giá trị lên tới 490 triệu. Tôi cảm thấy nhiệm vụ lần này rất quan trọng nên đã sớm bàn với ông chủ. Ông chủ cũng rất xem trọng, sau khi phân tích nghiền ngẫm thì đã thận trọng cử riêng các đệ tử tinh nhuệ nhất của Lô gia lên thuyền hộ tống. Lợi nhuận chuyến này cũng tương đối khả quan, nếu chuyến hàng này thuận lợi cập bến Ả Rập Xê Út thì ít nhất cũng đạt doanh thu tầm 100 triệu. Ông chủ lại nghĩ đến tập đoàn Bàn Đế do anh trai của Chủ tịch Diệp làm chủ. Trước kia, Chủ tịch Diệp đúng là có chiếu cố cho Lô gia chúng ta không ít. Có thể nói, Chủ tịch là ân nhân của nhà ta. Mà tập đoàn Bàn Đế mới gia nhập vào ngành vận tải biển,
đối với ngành nghề này còn khá xa lạ. Cho nên nhà ta mới ưu ái đem việc này thương lượng với chủ tịch hội đồng quản trị bên đó là Diệp Cường. Lô hàng này là lô gia chúng ta hợp tác với bên Bàn Đế lấy danh nghĩa tập đoàn vận tải biển Bàn Thế để nhận chuyên chở. Chủ tịch hội đồng quản trị Diệp Cường cũng rất thận trọng, nên đặc biệt đích thân theo áp tải chuyến hàng này, cũng có dẫn theo vài người đi cùng một thuyền. Ôi không thể ngờ được, lần này lại bỗng nhiên xảy ra biến cố. Chủ tịch hội đồng quản trị Diệp vì bảo vệ cho con cháu lô gia chúng ta mà cũng bị đả thương. Hiện đang nằm hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện, việc này, bảo tôi phải giải thích thế nào với chủ tịch thành phố Diệp đây. Lô đống tôi không còn mặt mũi nào đi gặp người ta nữa. Đường đường một đấng nam nhi như lô đống không ngờ dứt vừa lời đã khóc tu tu. Chẳng lẽ không có bảo hiểm à? Lô Thế Trừng nghi hoặc hỏi lại. Lần này vì số lượng hàng hóa quá lớn, công ty bảo hiểm đòi phí bảo hiểm rất cao. Nếu trừ chi phí cho bảo hiểm thì tiền lời của chúng ta cũng sẽ giảm đi kha khá. Vì vậy lần này chỉ cho thêm người áp tải thay vì mua bảo hiểm. Lô Đống nói. Hồ đồ quá, Lô Đống, anh làm nghề này bao năm nay mà chẳng lẽ không hiểu được câu biển lặng vẫn có thể lật thuyền sao? Lô Thế Trừng giận đến quai hàm bạnh ra, chỉ thẳng mặt Lô Đống mà mắng. Chuyện lần này là do tôi quyết định, trước nay công ty nhà ta đều không việc gì. Lần này, tôi cũng có chút sơ suất ai ngờ khi tưởng như an toàn nhất thì lại xảy ra chuyện. Lô Bạch Vân đau lòng than thở. Theo hợp đồng chúng ta ký kết với bên Vĩnh Thái, ta còn phải chuyển nốt một đợt hàng cuối. Nếu trong thời gian chỉ định mà hàng không tới nơi thì phải bồi thường gấp 3 lần tổng giá trị hàng vận chuyển. Cứ tính tỷ lệ đó với lô hàng có tổng giá trị gần 400 triệu. Nếu theo đúng hợp đồng thì số tiền bên ta phải bồi thường là khoảng 1 tỷ 2. Còn đợt hàng cuối cùng này, bên Vĩnh Thái đã giục chúng ta gấp lắm rồi, tổng giá trị là 600 triệu, nếu không chuyển được hàng thì chẳng biết lấy gì mà đền đây. Lô Đống chán nản. Lần này có vẻ rất lạ, chẳng lẽ bọn chúng đúng là hải tặc, nghe đâu trong số đó có cao thủ. Lô Đông Phong lạnh lùng lên tiếng. Chẳng những có cao thủ mà còn dùng đến cả vũ khí hiện đại như lựu đạn, súng máy nữa. Chúng ta có mỗi mấy khẩu súng lục thì lấy gì mà đấu lại họ. Tuy chúng ta cũng có cao thủ thuộc hàng tứ đẳng nhưng có liều mạng cũng chỉ bảo vệ được người chứ thuyền và hàng hóa thì đành bỏ cả. Đến nay cũng không phát hiện ra tung tích của thuyền, không chừng đã bị chúng đánh chìm rồi cũng nên. Lô Đống võ đoán. Có súng, có lựu đạn, kế hoạch chu đáo chặt chẽ đến thế thì chuyện này có thể là do tổ chức nào đó trên bờ làm ra không? Lô Vĩ đứng cạnh buột miệng hỏi. Có khả năng đó. Lô Bạch Vân gật đầu bảo cậu con. Kế hoạch chu toàn như thế, cũng không loại trừ khả năng chúng ta để lộ thông tin từ trong nước. Nếu chúng có đồng bọn trong nước, tôi nghĩ chúng ta nên truy tìm xem chúng là ai. Cha à, việc này phiền phức chính là ở chỗ chủ tịch hội đồng quản trị Diệp vẫn đang hôn mê. Việc này, thật không dễ giải thích với Diệp đại ca. Nếu chủ tịch hội đồng quản trị vẫn chưa tỉnh lại thì lô gia chúng ta mãi mãi không ngóc đầu lên nổi đâu. Lô Vĩ hừng hực lửa giận trong ánh mắt. Tôi cho rằng, việc này nên chăng cứ ém nhẹm đi đã. Chúng ta sẽ giao phó cho tổ chuyên gia bệnh viện dốc hết khả năng nghiên cứu bệnh tình của anh Diệp, nếu anh ấy tỉnh lại thì mới báo cho chủ tịch thành phố. Tôi nghe nói, gần đây chủ tịch Diệp ở Hải Đông cũng không ít chuyện để lo, chúng ta không nên gây thêm phiền phức. Lô Thế Trừng nhìn ông chủ Lô Bạch Vân lo lắng nói. Việc này e là không ổn. Tôi thấy vẫn nên mau chóng thông báo cho chủ tịch Diệp. Y thuật của chủ tịch thành phố cũng không phải tầm thường, những chứng nan y mà y học hiện đại cho rằng rất khó chữa khỏi nhưng anh ấy vẫn có thể giải quyết dễ dàng. Chúng ta không thể giấu giếm mà việc này cũng không giấu nổi. Chắc không lâu nữa bên truyền hình sẽ đưa tin lên TV. Đến lúc đó, chủ tịch thành phố xem tin tức thì thể nào mà chả biết. Hơn nữa, người nhà họ Diệp cũng sẽ tìm chủ tịch thành phố. Do vậy chúng ta phải chủ động thông báo trước. Mau chóng liên lạc với chủ tịch Diệp để cùng nghĩ cách. Lô Bạch Vân nói đến đây quay sang bảo Lô Vĩ liếc. Vĩ à, con mau đi báo cho chủ tịch Diệp. Phải có gì kể nấy, chúng ta không sợ mất mặt, tổn thất về tiền bạc còn có thể kiếm lại nhưng con người thì một khi mất đi sẽ không thể vãn hồi đâu. Và lại việc này, Lô gia cũng phải nhờ chủ tịch Diệp giúp đỡ. Chẳng phải còn một đợt hàng lớn nữa phải chuyển sao. Nếu trong nước thực sự có người cấu kết với bọn cướp biển thì trận quyết chiến đang đợi chúng ta ở eo biển Malacca rồi. Đệ tử con cháu Lô gia chúng ta không ít người đã tử thương trong trận chiến lần trước.
Chủ tịch Diệp vốn kết giao với nhiều bạn bè, chỉ cần anh ấy vào cuộc thì Lô gia chúng ta sẽ không vấn đề gì. Cũng đành vậy thôi. Lư Đông Phong gật đầu đồng ý. Một lúc sau, Lô Vĩ gọi điện thoại nhưng không được nên hết cách đành gọi cho Tề Thiên. Tề Thiên vừa nghe đã giật mình kinh hãi. Liếc nhìn Diệp Phàm đang điều tức giữa sân bèn vội kéo bọn Thiết Chiêm Hùng, Trương Hùng qua một bên thuật lại chuyện Lô gia. Mấy người vừa nghe cũng không khỏi phẫn nộ đến cùng cực. Hai tiếng đồng hồ gian nan nhất đã trôi qua, Trương Cường thuận lợi đột phá đến khai nguyên chi cảnh của lục đẳng. Anh này tuy vòng vo không ít nhưng thu hoạch cũng khá là phong phú. Diệp Phàm thu khí mở mắt, phát hiện vẻ mặt ai nấy đều tỏ ra lo lắng thì không kìm nổi vội hỏi. Sao vậy, tôi có làm sao đâu. Vừa rồi giúp Trương Cường có tổn thất một ít tinh khí, nhưng qua mấy tháng là có thể hồi phục lại ngay, lo cái gì chứ? Không phải, đại ca, để em kể lại nhưng anh đừng nóng vội nhé. Tề Thiên lẩm bẩm ấp úng. Chuyện gì? Diệp Phàm lạnh cả xương sống, chắc là chuyện gì nghiêm trọng lắm đây, nếu không mấy huynh đệ đây sẽ không có thái độ kiểu này. Đại ca, Lô gia có chuyện lớn rồi. Tề Thiên đem chuyện Lô Vĩ vừa kể thuật lại một lượt. Đại ca! Diệp Phàm thét lên một tiếng rồi chết lặng. Thiết Chiêm Hùng nhẹ nhẹ vỗ vai Diệp Phàm bảo. Người anh em, anh phải bình tĩnh mới được. Chúng ta lập tức lên đường đi Thủy Châu. Về Thủy Châu. Diệp Phàm gật gật đầu, phất tay lệnh cho mấy chiếc xe nổ máy thẳng tiến đến Thủy Châu. Mấy tiếng sau, đoàn xe thẳng tiến đến bệnh viện số 1 Thủy Châu. Toàn bộ người của Lô gia đều đứng chờ ở bệnh viện, Diệp Phàm xem qua tình hình của anh hắn rồi thi triển công lực kiểm tra một lượt sau đó cau mày đi ra. Thế nào, có kết quả gì không? Lô Bạch Vân lo lắng hỏi. Hình như não bộ bị chấn thương, chắc phải hôn mê mất một thời gian. Có tỉnh lại nổi hay không tôi cũng không xác định được. Nhưng hiện giờ chúng ta không rảnh nói chuyện đó, đành giao cho nhóm chuyên gia của bệnh viện vậy. Qua nhà tôi, chúng ta bàn bạc một chút chuyện eo biển Malacca. Diệp Phàm nói đến đây thì dặn dò Trần Khiếu Thiên. Anh Trần, anh tôi xin giao cho anh chăm sóc. Anh cứ yên tâm, tôi còn sống thì Diệp Cường đảm bảo sẽ không việc gì. Trần Khiếu Thiên hừ lạnh một tiếng. Ai nấy lục tục theo Diệp Phàm đến Diệp phủ của ở Sở Thiên Các rồi lần lượt ngồi xuống. Giám đốc Lô, đề nghị cho chúng tôi biết cụ thể hơn về tình hình của bọn hải tặc. Thiết Chiêm Hùng ngồi phía bên trái cất tiếng hỏi Lô Đống. Khi đoàn thuyền chúng tôi tới được khu vực gần đảo Sumatra thuộc eo biển Malacca thì trời đã về khuya. Sợ gặp chuyện không may lúc trời tối nên Lô Đinh dẫn theo người phụ trách việc cảnh giới trên thuyền. Bấy giờ xung quanh chỗ đó có rất đông thuyền đánh cá đang chạy qua chạy lại tán loạn trên mặt biển. Các đảo ở vùng biển quanh đó cũng tương đối nhiều, để đảm bảo an toàn chúng tôi cho đoàn thuyền đi chậm lại. Nói đến đây Lô Đống dừng lại nhấp một ngụm trà, vẻ mặt nhăn lại đến khó coi. Chương 1779, cướp biển. Kỳ lạ là rõ ràng đám thuyền đánh cá cách thuyền chúng ta một quãng khá xa, đám người Lô Đinh cũng mở to hai mắt dùng kính viễn vọng quan sát mọi thứ xung quanh. Lúc này, có mấy thuyền đánh cá tiến đến gần. Khi cảnh cáo không có hiệu quả, chúng ta đã nổ súng nhưng hỏa lực của chúng mạnh hơn. Chúng có súng tự động, còn có cả một khẩu súng máy hạng nặng, tầm bắn tương đối xa. Người của ta hoàn toàn bị áp đảo nhưng chúng cũng chưa lên được thuyền. Khoảng cách hai bên vẫn còn mấy chục mét, chúng cũng không biết bay nên tuyệt đối không thể nhảy lên từ phía thuyền đánh cá được. Chẳng hiểu được có chuyện gì, trong phút chốc lại có mấy tên xông lên được. Sau đó mới hay chúng đã dùng thiết bị lặn để trồi từ dưới mặt biển đi lên. Chúng dùng thuyền đánh cá để thu hút sự chú ý, khi bên này lơ là không đề phòng chúng sẽ từ dưới nước trồi lên. Sau khi toán này lên được thuyền thì tình hình bắt đầu loạn, đang lúc đánh nhau thì mấy thuyền đánh cá kia cũng bổ vào. Hết cách, bên ta đành thả một chiếc thuyền nhỏ chở người bị thương rút lui khỏi đó. Nhưng vẫn cứ chết mất 4 người, trong đó 2 người là thuyền viên, còn lại là con cháu Lô gia chúng ta. Lô Đống chua xót thuật lại sự việc. Thật ra bọn này được đồn đại là cướp biển nhưng cũng là ngư dân vùng duyên hải mà thôi. Bọn họ thường ngày vẫn đánh cá, thi thoảng gặp thuyền buôn đi chậm, hoặc có trục trặc gì mà thả neo. Họ sẽ cứ thế hè nhau lên đánh cướp rồi bỏ chạy. Có khi chỉ là một chiếc thuyền ba lá với động cơ Yamaha công suất lớn, ầm ầm rú động cơ xông lên cướp bóc chút tiền mặt hoặc mấy thứ đồ đáng giá, không lên được thì cố kéo cho lật thuyền. Chuyện này trong nước cũng không phải không có. Tất nhiên không phải hải tặc mà có khi chỉ là xe hàng bị lật,
người dân quanh đó tranh thủ chạy đến cướp hàng thôi. Trương Hùng nhận định. Ừm. Lô Vĩ gật đầu bảo mọi người. Tờ Straits Times của Singapore đưa tin trích dẫn thống kê của Trung tâm Điều tra Hải tặc có đoạn như sau. Hải tặc ở phía bắc eo biển Malacca thi thoảng có trang bị các loại súng tự động hạng nhẹ như 47M16, còn ở phía nam eo biển thì đa số cướp biển chỉ mang trường đao. Còn có số ít hải tặc thực hiện chuẩn xác hàm nghĩa của từ trộm. Nhân khi đêm tối, chúng sẽ ngồi thuyền ba lá âm thầm tiếp cận thuyền buôn, sau đó mò lên thuyền mạn thuyền, đột nhập vào khoang hàng, có cái gì thì tiện tay mượn tạm rồi lại lặng lẽ chuồn khỏi. Thó xong đồ mà không kinh động bất cứ ai trên thuyền là phương châm hành động số 1 với loại hải tặc này, về phần hàng hóa cướp được là cái gì, bọn chúng cũng không hề so đo hơn thiệt. Loại hải tặc này có thể nói là khá văn minh. Lô Vĩ bổ sung thêm. Thông thường hải tặc hay dùng công cụ gì để thực hiện những phi vụ này? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Bọn cướp biển làng nhàng hầu hết đều dùng một loại công cụ đắc lực gọi là phi hổ chảo. Phi hổ chảo thật ra là thứ móc kim loại, đằng sau có gắn một đoạn dây thừng. Có thể là khi minh tranh hay ám đấu, chúng đều dùng loại phi hổ chảo này ném lên bong của thuyền buôn, phần vuốt câu sẽ móc bám vào hàng rào ngoài mép thuyền và hải tặc chỉ việc đu theo dây thừng mà leo lên. Đa số thuyền buôn đều làm mạn thuyền cao hơn 4 mét, đại, thuyền cỡ lớn có khi cao đến 10 mét. Phi hổ chảo là phương thức duy nhất để hầu hết hải tặc lên được thuyền. Tình cảnh này chắc mọi người cũng không lạ gì. Bọn phi tặc khi xưa cũng hay làm thế. Khi leo tường thì lôi bên hông ra một vật dạng móc câu ném lên tường để leo qua. Lô Vĩ nói thêm. Đương nhiên đó chỉ có thể là bọn hải tặc nhãi nhép hay đánh quả lẻ mà thôi. Thậm chí không đáng để gọi là cướp biển. So với hải tặc châu Âu thời Trung Cổ, cưỡi thuyền lớn đi đánh cướp khắp nơi thì đây chỉ là trò trẻ con. Còn bọn người mà giám đốc Lô vừa nói hoàn toàn khác biệt về bản chất. Những tên này hẳn là thuộc loại cướp biển bá đạo trốn đại dương đây. Chúng thuộc tổ chức hải tặc quy mô lớn chuyên dùng súng máy và súng phóng tên lửa để yểm hộ và lên thuyền. Loại cướp biển có tổ chức, kế hoạch chu đáo chặt chẽ như vậy ở eo biển Malacca cũng không hay gặp mấy. Dù sao, hai bờ eo biển Malacca có rất nhiều quốc gia, sẽ có sự uy hiếp đến từ quân đội chính quy các nước đó. Có điều, mấy tên tướng cướp trên biển này thông thường đều có liên hệ với một số tổ chức trong vùng. Ví dụ như, phong trào Yasen khét tiếng trong vùng, tổ chức sói hoang các đòi cùng với lực lượng vũ trang Ao Yafu. Trương Hùng cũng xen vào tiếp tục. Trương Hùng, chú cho rằng hành động cướp hàng của bàn thế lần này có sự tham gia của tổ chức địa phương. Diệp Phàm càng thấy lo hơn, vì Trương Hùng trước nay vẫn làm ở Bộ An ninh Quốc gia nên chắc hẳn là y khá thạo về mặt này. Theo những gì giám đốc Lô vừa kể thì khả năng có sự can dự của các băng nhóm nơi đó là rất lớn. Nhưng những gì ông chủ Lô nói cũng rất đáng để suy nghĩ. Kế hoạch chu đáo chặt chẽ đến mức ấy, nhất định là có đối tượng trong nước tham gia. Nếu không có nội ứng thì không thể có một kế hoạch hoàn hảo đến vậy. Ngay cả tin tức cũng linh hoạt đến lạ thường. Trương Hùng nhận định, phần tử trong nước, đã tập kích đội thuyền nhà ta thì ắt là muốn đối đầu với Lô gia rồi. Thiết Chiêm Hùng nói đến đây liền quay sang hỏi Lô Bạch Vân. Chẳng hay Lô gia có thế lực đối đầu nào ở trong nước không, cả ở nước ngoài nữa, nếu không có gì bất tiện thì xin nói ra để mọi người cùng ngâm cứu một chút. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cứ không rõ đầu đuôi mà cứ hành sự quàng xiên thì trong lòng cũng sẽ thiếu mất sự tự tin. Hơn nữa, lần này hải tặc tổ chức chặt chẽ như vậy, chứng tỏ chúng là đối thủ nặng ký. Chúng ta nhất định phải vạch ra một kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Tuyệt đối không có sai sót gì mới được. Có vẻ ngay cả tàu ngầm mini cũng được chúng sử dụng đến. Hy vọng không phải của quân đội các nước, nếu không, việc này lại càng phức tạp thêm. Diệp Phàm lo ngại. Chắc là không phải, các nước xung quanh đều tương đối nhỏ, như Singapore, Malaysia, Indonesia thì có được bao nhiêu tàu ngầm chứ? Cứ cho là có đi nữa thì họ sẽ tự biết gìn giữ, chẳng dại gì dùng tấn công đội thuyền chúng ta, nếu bị phát hiện. Thì chẳng phải sẽ mang tiếng là đất nước thổ phỉ hay sao? Huống hồ, những quốc gia này đều có quan hệ hữu hảo với Trung Quốc, không thể tấn công thuyền của chúng ta. Lô Bạch Vân lắc đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi bảo. Tôi vẫn hoài nghi, việc này liệu có phải do gia tộc họ Phượng ở Thủy Châu làm không? Nhà họ Phượng này có oán hận chất chứa ngày càng sâu với Lô gia ta, Chủ tịch Diệp chắc cũng đã biết rõ chuyện ân oán giữa hai nhà. Chắc hẳn là bọn họ rồi.
chỉ có Phượng gia mới mời nổi ngần ấy cao thủ. Trên thuyền chúng ta cũng có hai cao thủ tứ đẳng, thực lực bên đó áng chừng là mạnh hơn đôi chút. Lô Đình cũng bị thương khi giáp công cận chiến, theo y thuật lại thì ít nhất đối thủ cũng phải thuộc hàng ngũ đẳng mới đả thương hắn được. Lô Vĩ giận dữ cho hay. Nhắc đến chuyện này tôi cũng hơi có chút ấn tượng. Trương Hùng ngẫm nghĩ một chút rồi thốt lên. Tôi nhớ ra rồi, lần trước điều tra chuyện nhà họ Phượng ở Thủy Châu, dường như cũng có chút manh mối. Nhưng nhà họ Phượng hình như không liên quan gì đến tập đoàn Vĩnh Thái mà là có mối quan hệ khá mật thiết với một tập đoàn ở thủ đô tên là Sương Hoa. Lẽ nào là mối quan hệ giữa Sương Hoa và Vĩnh Thái rất tốt, nên nhà họ Phượng làm thế đơn giản chỉ để che mắt người khác. Họ thông qua Sương Hoa tiến hành giao dịch bí mật gì đó với bên Vĩnh Thái. Hoặc là, bọn họ mượn tay Sương Hoa để đạt được mục đích. Chỉ nhìn bên ngoài thì thấy việc này chẳng liên quan gì đến Phượng gia cả. Thật là, không có lý nào. Diệp Phàm phân tích một lúc rồi lại lắc đầu. Có lý. Thiết Chiêm Hùng gật đầu tán thành. Theo mô thức hành động thì tấn công đội thuyền Lô gia lần này rất có thể là do người của tổ chức sói hoang các đôi làm. Còn một khả năng nữa là Phượng gia ở Thủy Châu liên hệ với băng sói hoang các đôi liên thủ hành động lần này. Còn lợi ích đã được chia phần từ trước đó. Mục tiêu của nhà họ Phượng là hủy cơ nghiệp Lô gia, còn tổ chức sói hoang các đôi thì chẳng có ân oán gì với Lô gia cả. Chúng làm vậy đơn giản là vì mối lợi lớn. Phong trào chống khủng bố trên thế giới ngày càng sâu sắc. Cuộc sống của chúng cũng không khá giả gì cho cam. Dù là tổ chức nào đi nữa mà không có tiền thì chẳng làm nổi việc gì cả. Từ mua vũ khí, chế bom, mua chuộc những kẻ đánh bom liều chết, nếu không có tiền thì cũng chẳng làm nên trò trống gì cả. Theo báo cáo của Cục Hàng hải quốc tế IMB có trụ sở chính đặt tại Kuala Lumpur, mấy tháng gần đây, số vụ tàu thuyền các nước bị tập kích trên vùng biển quốc tế đột ngột tăng đến hơn 200 vụ. Tăng 37% so với 171 vụ cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, hải tặc lên thuyền 165 vụ, 9 thuyền bị bắt cóc, 16 thuyền viên bị giết hại, 52 người bị thương. Trong lịch sử hải tặc xuất hiện sớm nhất vào thời La Mã, chúng chủ yếu hoạt động ở Địa Trung Hải. Đến thời Trung Cổ, hành vi cướp bóc dã man trên biển bắt đầu lan tràn sang Bắc Âu. Đặc biệt là bước vào thế kỷ 21. Hải tặc ở các vùng biển của Bắc Âu hầu như đã biến mất hẳn, nhưng lại manh nha nổi lên ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo thống kê, hơn 70% các vụ cướp thuyền trên thế giới phát sinh ở vùng biển quốc tế của châu Á, nhất là eo biển Malacca. Mỗi ngày có hàng ngàn thuyền buôn tàu hàng qua lại eo biển Malacca, trong đó có 50% trở lên có khả năng trở thành đối tượng cướp bóc của hải tặc. Do vấn nạn hải tặc hoành hành, cung đường vàng của ngành hàng hải này tổn thất đến 16 tỷ đô la Mỹ trong riêng năm 2001. Trương Hùng cho biết thêm, toàn bộ eo biển Malacca dài hơn 800 km, nối liền Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, là tuyến hải trình tấp nập nhất trên thế giới chỉ xếp sau mỗi kênh đảo Anh, đây lại là con đường buộc phải đi qua với thuyền bè châu Âu cũng như thuyền chở dầu của Trung Đông nếu muốn đến Đông Á. Tác giả người Anh Isabella Bird đã miêu tả Malacca trong cuốn du ký của bà như sau. Xét về nhiều phương diện, nơi này mang hơi hướng của thời Trung Cổ. Ảnh hưởng của thế giới hiện đại ồn ào náo nhiệt với nơi này rất mỏng manh. Thế nhưng, Malacca hiện nay không hề yên bình. Một bên là thành thị ồn ào náo nhiệt và phồn hoa, một bên là hải tặc điên cuồng tàn sát. Mà bọn hải tặc cũng thay vũ khí như thay áo, ngày một hiện đại hóa và quốc tế hóa. Sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt, rất dễ dàng để mua các loại vũ khí tiên tiến trên thị trường quốc tế. Hiện nay, trên thuyền của hải tặc chẳng những có súng máy, còn có máy tính và chảo anten vệ tinh, có thể liên hệ với các tập đoàn tội phạm thậm chí cả các tổ chức khủng bố bằng mạng Internet, vậy là số hành vi phạm pháp của một số tổ chức ngày càng tăng. Bọn hải tặc có tổ chức này thông thường trước mỗi đợt hành động đều có kế hoạch tỉ mỉ, phân công rõ người lái thuyền, căn cứ vững chắc và tình báo tin cậy. Một số hải tặc có mức độ nguy hiểm cao sẽ sát hại thuyền viên hoặc bắt cóc thuyền. Sau khi chúng cướp được thuyền và hàng, thông thường đều phải treo lên quốc kỳ của một nước nào đó đã chuẩn bị sẵn, đồng thời tiến hành cải tạo lại thuyền, như sơn màu khác cho ống khói, đổi tên thuyền, sửa chữ viết tắt của quốc tịch ở phần đuôi thuyền, thậm chí thay đổi cả số series xuất xưởng của động cơ, sau đó chiêu nạp lại đội ngũ thuyền viên, làm giả toàn bộ giấy tờ, đem cả thuyền và hàng đi bán ở một nơi khác. Hải tặc được hiện đại hóa có quy mô rất lớn, tổ chức nghiêm mật, thiết lập hệ thống chân rết, chỗ nào cũng có bố trí thành viên.
Một thuyền hàng bị tập kích bởi hải tặc ở nhiều nước liên thủ lại, tại Hàn Quốc có kẻ vạch sẵn kế hoạch nhân viên, kết hợp với hung thủ Indonesia, công nhân bến tàu và thương nhân chợ đen Myanmar. Sau lưng bọn hải tặc này đều có các thương gia lớn giúp đỡ, dùng công nghệ cao để vũ trang nhằm giết người cướp của. Một báo cáo của Tổ chức Hàng hải quốc tế IM cho rằng, tập đoàn khủng bố có mối quan hệ dây mơ dễ má với một số tổ chức có khả năng đã tài trợ cho những hoạt động phạm pháp của bọn cướp biển. Chuyên gia của Tổ chức Hàng hải quốc tế cho hay, trong bối cảnh an ninh thế giới đang gặp phải những thách thức mới đến từ chủ nghĩa khủng bố, việc đảm bảo an toàn hàng hải hiện không còn giới hạn trong phạm vi vấn đề hải tặc và chống hải tặc nữa. Sự tấn công của chủ nghĩa khủng bố có tổ chức, có âm mưu, quy mô rộng lớn, thủ đoạn tiên tiến đang trở thành mối uy hiếp ngày một nghiêm trọng đối với ngành hàng hải. Do các nước đều tăng cường chống khủng bố nên địa bàn hoạt động của các phần tử này trên lục địa hầu như không còn mấy, khiến chúng không thể không đem trận địa này ra các vùng biển. Các phần tử khủng bố chuyên gây ra các hoạt động khủng bố trên biển được các chuyên gia gọi là hải tặc hiện đại. Các chuyên gia chống khủng bố cho rằng, trong số tất cả các chiến thuật khủng bố chủ yếu thì khủng bố tập kích trên biển là khó đối phó nhất. Bởi vì, bọn chúng đến đi vô thường, thật sự rất khó đối phó. Như trường hợp tấn công thuyền hàng của tập đoàn vận tải Bàn Thế vừa rồi chẳng hạn, chúng ta phải rà soát tìm cho ra hang ổ của chúng, quá là khó khăn. Không tìm thấy hang ổ của chúng thì đoạt lại hàng hóa không hề dễ dàng như chuyện cổ tích nghìn lẻ một đêm. Trương Cường lo lắng. Chương 1780, phong cách khác người. Trương Hùng, tôi cần dùng phương pháp đặc thù của bên các cậu để điều tra sự việc lần này trong thời gian ngắn nhất. Còn nữa, chuyện Phượng gia cũng không thể nào bỏ qua. Vừa rồi giám đốc Lô đã có nói, thứ hai tới đây còn phải chuyển chuyến hàng cuối cùng trị giá khoảng 5-600 triệu gì đó. Chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi này chúng ta phải tìm ra đối thủ rốt cuộc là ai. Đợt chuyển hàng này, mong Lô gia các vị sẽ sắp xếp đâu vào đấy. Hơn nữa, còn phải tạo uy thế gây cho đối thủ tâm lý phải đối diện với khí thế ngút trời của bên ta. Chúng tôi sẽ tạm thời không lộ diện, lúc đi chờ thuyền đi được một quãng chúng tôi sẽ lặng lẽ xuất phát. Kế hoạch lần này nhất định phải thật chu đáo và chặt chẽ. Vì ngay từ trong nước chắc chắn đã có đối thủ luôn săm soi từng hành động của phe ta. Giữ bí mật là đảm bảo chắc chắn nhất cho thắng lợi trong cuộc chiến này. Diệp Phàm bắt đầu vạch ra kế hoạch. Tôi sẽ đi làm ngay. Trương Hùng gật đầu rồi chạy qua WC giao phó qua điện thoại cho một số người. Anh yên tâm, chúng tôi cũng biết thế nào là tạo lập thế trận. Tôi sẽ đích thân đi lo liệu, như đi một chuyến đến Diệp gia ở Thủy Châu mà nhà ta có quan hệ rất tốt, lại còn. Mượn thêm ít người từ chỗ họ, tạo cho đối thủ suy nghĩ là chúng ta sống chết cũng phải bảo vệ cho được thuyền hàng cuối cùng này. Đương nhiên, theo quy định trên hợp đồng, chuyến hàng này chúng ta cũng buộc phải chuyển đến nơi. Nếu không là phải chấp nhận bồi thường mấy trăm triệu lận. Nếu cứ tính theo chuyến vừa rồi, tính cả số lượng thương vong lẫn chiếc Hạo Nguyệt Luân bị chìm, tổn thất cả thảy không dưới 2 tỷ rưỡi. Lô gia có phá sản đi nữa, chúng ta cũng phải tìm ra hung thủ đứng sau chuyện này. Có chết thì cùng chết. Thái độ của Lô Bạch Vân muôn phần cương quyết và khí phách. Yên tâm, lần này các vị cứ vờ vịt qua chuyện là được. Cả Lô Vĩ cũng không cần phải theo thuyền, cứ việc ở lại Thủy Châu, xuất hiện nhiều vào để khiến chúng nghi hoặc không biết thực hư thế nào. Chuyện này tôi sẽ một tay thu xếp, tôi tin rằng chúng sẽ có đi mà không có về. Diệp Phàm đập mạnh xuống bàn trà, rầm một tiếng, cái bàn cũ kỹ màu đen rốt cục không chịu nổi chưởng lực loáng cái gãy tan. Đại ca, chuyện nhà mình em không đi không được. Lô Vĩ có chút nóng nảy. Anh Diệp, thật ra em cảm thấy Lô Vĩ mà đi thì ngược lại càng cho thấy Lô gia chẳng còn quân bài ẩn nào nữa. Ngay cả Lô Vĩ cũng tham gia thì Lô gia liệu còn giấu giếm gì nữa. Hơn nữa, nếu thật sự là Phượng gia đứng sau chuyện này, bọn họ khẳng định cũng sẽ chơi tất tay một mẻ. Nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội cuối để tấn công bên ta. Lúc này, Tề Thiên bên cạnh vội xen mồm vào. Cũng có vẻ có lý. Nếu Lô Vĩ không đi, như vậy sẽ khiến chúng cho rằng chúng ta đã tính toán kỹ càng. Còn nếu Lô Vĩ mà đi, bọn chúng sẽ cho rằng đây là quân bài cuối cùng của Lô gia. Chúng rất có thể sẽ dốc hết lực lượng tấn công chúng ta. Về phần địa điểm tập kích thì rất khó nói. Trên tuyến đường này đâu đâu cũng có khả năng, không nhất thiết phải là ở Malacca. Thiết Chiêm Hùng gật đầu chiêm nghiệm. Vậy được, Lô Vĩ cũng đi vậy. Diệp Phàm đành gật đầu. Sau khi người của Lô gia đi khỏi, Diệp Phàm mới bảo,
Việc này, tôi muốn thương lượng đôi chút với báo săn Trịnh Phương, xem có thể mượn tạm lực lượng báo săn hay không. Nếu bên báo săn cho ta mượn một ít lực lượng và vũ khí thì là tốt nhất. Thủ trưởng Trấn không ở đây, nếu không thì tốt rồi. Hiện giờ do Lỗ Tiến quản thì chúng ta khó mà mượn nổi. Hơn nữa, hắn nhất định sẽ tìm ra một mớ lý do chê bai chúng ta tắc trách này nọ. Thiết Chiêm Hùng lắc đầu tiếc rẻ bảo Vương Triều. Hay là chọn một số thành viên tinh nhuệ bên cảnh sát hình sự. Cách này không ổn chút nào, Lão Thiết, không phải Trương Cường tôi chê bai gì cảnh sát hình sự các anh nhưng ở trên đất bằng thì còn được chứ trên biển thì khó nói lắm. So với tinh nhuệ tam đẳng của bên báo săn tác chiến trên biển thì chắc hẳn còn kém xa một trời một vực. Hơn nữa, tác chiến trên biển là công việc rất đặc thù, hoàn toàn không giống với xử lý tội phạm. Tổn thất bên cảnh sát cũng sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng hơn so với báo săn vì công việc thường ngày của các đội viên báo săn vốn đã nguy hiểm, hy sinh đã trở thành chuyện cơm bữa. Trương Cường cũng phản đối ngay ý kiến của Thiết Chiêm Hùng. Thiết ca, bên đó chắc là thôi. Tốt hơn vẫn là thử cách cầu bên báo săn, em tính chiều nay đi Vịnh Lam Nguyệt một chuyến, gặp Trịnh Phương rồi bàn sau. Diệp Phàm đề xuất. Đành phải thế thôi, xem cách bọn chúng tấn công Lô Gia lần trước thì đối phương chẳng những có cao thủ mà số lượng nhân thủ cũng rất đáng ngại đấy. Chỉ dựa vào mấy người chúng ta đây thì rõ ràng là chịu thiệt thòi lớn rồi. Tuy chúng ta ai nấy thân thủ rất khá, nhưng đứng trước vũ khí hiện đại thì cũng chẳng thấm vào đâu cả. Nếu có lực lượng tinh anh bên báo săn đối phó với số vũ khí hiện đại thì khi cận chiến trên thuyền chúng ta mới thi thố được ưu thế về thân thủ. Đương nhiên, chuyện này cũng khá là lớn. Dù là trước kia khi thủ trưởng Trấn còn tại vị e rằng cũng phải suy xét đến tổn thất của lực lượng báo săn. Người của báo săn tuy dũng mãnh, nhưng khi bị thương thì cũng yếu đi hẳn. Huống hồ, sau trận chiến lần trước ở núi Sương Bối, sợ rằng đến giờ báo săn vẫn chưa khôi phục lại nguyên khí. Nhưng nếu thực sự có người câu kết với tổ chức các đòi tấn công Lư Gia thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Lúc đó báo săn ra quân cũng là vì nghĩa vụ, sẽ đường đường chính chính hơn. Thiết Chiêm Hùng phân tích. Sau cuộc họp bàn ai nấy đều ở lại ngủ bù một giấc tại nhà họ Diệp. Sáng hôm sau, khi cả bọn đang cùng tụ tập ở đại sảnh phân tích tổng hợp tình hình thì Vương Triều nhận được điện của Thứ trưởng Thôi Cảnh Hạo yêu cầu y lập tức thả Thượng tá Triệu Thành. Vừa nghe xong yêu cầu từ phía Thôi Cảnh Hạo, Vương Triều từ chối ngay tức thì. Rất xin lỗi Thứ trưởng nhưng đồng chí Triệu Thành là không thể thả được. Sự việc vẫn chưa được điều tra rõ ràng, sao có thể thả người. Đây là biểu hiện rõ ràng của việc thiếu trách nhiệm đối với công việc. Hơn nữa, người Triệu Thành rút súng tấn công chính là chủ tịch của một thành phố cấp 3, ảnh hưởng ở đây là rất nghiêm trọng. Nếu tôi cứ vậy thả người, chủ tịch thành phố Diệp Phàm sẽ đánh giá thế nào về tôi đây? Tôi lại làm sao để giải thích với y về chuyện này? Huống chi, Thứ trưởng Thôi, trong các cuộc họp thường ngày anh đều có quán triệt. Yêu cầu nhân viên cấp dưới làm việc phải thật sự chịu trách nhiệm. Hơn nữa, phải vượt qua hết thảy áp lực, phá án dưới áp lực đè nặng mà không để các nhân tố khác ảnh hưởng. Vương Triều, độ mẫn cảm chính trị của cậu sao kém đến vậy hử? Triệu Thành đang làm gì chẳng lẽ cậu không biết? Người quan trọng đến mức Triệu Thành phải bảo vệ sẽ để cậu can thiệp vào sao? Đừng nhiều lời nữa, mau thả người. Thôi Cảnh Hạo đã hơi mất kiên nhẫn bèn nổi xung lên. Rất xin lỗi thưa Thứ trưởng Thôi, Vương Triều tôi không có cái khứu giác chính trị mẫn cảm đó nhưng tôi hiểu được, một cảnh sát phải làm gì và không nên làm gì. Nếu tôi thả Triệu Thành, đó mới là không có trách nhiệm với công việc. Đề nghị Thứ trưởng không nên gây áp lực với tôi nữa, tôi rất tôn trọng ngài. Vương Triều giọng điệu hết sức cứng rắn, mạnh mẽ. Cậu nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ Thôi Cảnh Hạo này gây áp lực cho cậu? Đúng là làm ơn mắc oán. Tôi chỉ sợ cậu không hiểu chuyện, rốt cuộc lại bị xử phạt cách chức rồi có muốn hối cũng không kịp thôi. Cũng tốt thôi, làm người tốt quả là khó, nhưng mặc kệ thế nào, tôi yêu cầu cậu thả ngay Triệu Thành, đây là mệnh lệnh. Thôi Cảnh Hạo tức lộn cả ruột, nghiêm khắc phê bình thái độ của Vương Triều. Đắc tội rồi, tôi sẽ không thả Triệu Thành, dù có là bộ trưởng Mâu hạ lệnh. Tôi cũng không thả. Vương Triều cũng không chịu nhún nhường. Vương Triều, đưa điện thoại cho tôi. Hình như là tiếng Thôi Cảnh Hạo. Thiết Chiêm Hùng ban nãy ngồi cạnh Vương Triều, cũng đã nghe ra được. Vương Triều, thả người. Lúc này, Diệp Phàm cũng đột nhiên lên tiếng, vì thính lực của hắn rất nhạy bén nên cũng đã sớm nghe rõ mọi chuyện. Đại ca, chuyện này, em không có sợ đâu.
Vương Triều che microphone lại quả quyết. Bảo cậu thả thì cứ thả, tôi tự có biện pháp xử lý hắn. Cậu cứ cho thả hắn ra, tôi sẽ bảo lão lang cho người bắt lại tiếp. Xuống đến địa phương thì dù là Đinh Tuấn Đức cũng chưa chắc đã can thiệp nổi. Vương Triều thấy Diệp Phàm chẳng giống đang nói chơi tẹo nào thì cũng hạ giọng chấp thuận yêu cầu của họ thôi. Vẫn cứ phải nhờ đến thư ký Trương ra tay vậy. Thấy có tin tốt Phạm Viễn vội ton hót ngay. Đương nhiên rồi, thư ký Trương là ai chứ, chuyên đảm đương mọi việc cho lão tử, và lại người đứng sau chỉ đạo chính là quan lớn họ Đinh. Cao Hoa đắc ý cười bảo Phạm Viễn. Có điều, mấy ngày nay không thấy bóng dáng Diệp Phàm, chẳng rõ là hắn đang làm gì rồi. Không cần cả ngày chăm chăm dò xét người ta, bị xử lý rồi thì tất nhiên là phải có quay xoay sở thôi. Thái Quý Quyền tỏ ra rất đắc ý với tai họa của kẻ khác, y lại bảo họ Phạm. Chả biết hắn còn xoay sở kiểu quái gì, chứ cứ như bây giờ thì cán bộ tỉnh Nam Phúc đều là phóng tất. Đừng vội phát ngôn bừa bãi, chuyện này có thể không phải ý của quan lớn họ Đinh. Phạm Viễn bỗng nhiên dằn mạnh chén trà xuống mặt bàn, vẻ mặt y suy tính gì dữ lắm, lại còn có chút bực bội trong đó. Sao có thể chứ? Thái Quý Quyền vẫn không tin vào khả năng này. Cũng có khả năng, những chuyện này đều là do tên thư ký Trương kia đang ngầm thao túng phía sau. Cấp dưới ai chả biết thư ký Trương là người truyền đạt ý kiến của họ Đinh kia. Bậc đại thần như Đinh Đức Tuấn việc gì phải mở miệng xử lý một quyền chủ tịch thành phố cấp 3. Cao Hoa suy đoán. Ôi, việc này nói trắng ra thì Phạm Viễn này cũng chẳng ích lợi gì. Phạm Viễn nhíu mày bảo. Trương Minh Sâm thì khá là thơm đấy. Nghe nói tác phong lãnh đạo của Trương Minh Sâm hoàn toàn khác so với chủ tịch Diệp. Y vừa ngồi lên ghế mới liền thay ngay phó ban thường vụ Tằng Tuấn Tài bằng đồng chí Đinh Nghĩa Minh. Hơn nữa, việc chỉ thị tu sửa suối Vượng Phu không thể nóng vội, phải đi sát với chỉ đạo khai triển công tác của chủ tịch tỉnh. Tóm lại là tạm thời ngưng lại đã, kha kha. Thái Quyền Quý cười nhạt. Suối Vượng Phu là một miếng bánh lớn. 200 triệu do Ủy ban Nhân dân thành phố cấp vẫn chưa xài hết, lợi ích đang sờ sờ trước mặt mà Trương Minh Sâm lại lâm trận đổi soái thì quả là lạ. Hơn nữa, dự án suối Vượng Phu là công trình quy mô lớn, các mặt lợi ích đề cập đến là rất đáng kể, có liên quan đến toàn bộ Hải Đông. Lợi ích mà nó mang lại là không thể đong đếm hết được. Phạm Viễn nói, Vương Long Đông cũng xui thật, đến giờ vẫn chưa tìm được đơn vị nào hợp tác nên dự án tuyến đường huyện Đào Mộc kéo dài cũng bị Trương Minh Sâm cưỡng chế đình chỉ. Chẳng những thế, mới nhậm chức thì ngay ngày hôm sau, Trương Minh Sâm đã hộc tốc chạy xuống huyện Đào Mộc. Ngay trước mặt các cán bộ cấp phòng trở lên y đã nghiêm khắc phê bình đồng chí Vương Long Đông là tham vọng viễn vông, chỉ đạo bừa bãi. Nghe nói, Vương Long Đông tức đến mặt hăng như gà trọi. Rốt cuộc không chịu nổi nên đã đấu khẩu đến đổ mặt tía tai với họ Trương trong nhà ăn huyện ủy. Kết quả thế nào ấy nhỉ, phép khích tướng của đồng chí Tiểu Trương đã phát huy tác dụng ngay lập tức. Vương Long Đông bị cách chức ngay để coi như bài học giáo huấn nghiêm khắc. Nắm quyền chỉ đạo tạm thời công việc tại Ủy ban Nhân dân huyện Đào Mộc bây giờ lại là Phó Chủ tịch Thường trực huyện Chu Nhã Lâm. Cao Hoa bật cười khoái chí. Chương 1781, nở mày nở mặt vô cùng. Tôi còn nghe nói Tô Phương Nhi mời Hội trưởng Thương hội Thủy Châu đến Hải Đông làm khách. Tại buổi tiệc nghênh đón, những nhân vật nổi tiếng ở Hải Đông cũng đều đến cả. Tô Phương Nhi cũng mời Trương Minh Sâm cùng với Tôn Đạo Phong. Hai vị này hãnh diện vô cùng. Dương Hỷ muốn dẫn đầu nhóm thương nhân tai to mặt lớn của Hải Đông trấn hưng Hải Đông, để thương nhân đến Hải Đông ai cũng kiếm được tiền, ai cũng thu được lợi lộc. Tô Phương Nhi cũng vì Trương Minh Sâm tạo thanh thế, tâng bốc Trương Minh Sâm lên tận trên mây. Trương Minh Sâm cũng được nở mày nở mặt. Thái Quý Quyền hừ thanh nói. Trương Minh Sâm là thú gà mờ, Tô Phương Nhi làm như thế đơn giản là đang nâng họ Trương dìm họ Diệp mà thôi, anh ta thực sự nghĩ rằng Tô Phương Nhi làm sao mà coi trọng mình được. Trong mắt đại tiểu thư Tô ở Bắc Kinh, không có mấy người được xem trọng. Ngay cả Phạm Viễn tôi đây này, người ta, ha ha, nói một câu khó nghe, người ta cũng rất ít khi để vào mắt. Về phần Trương Minh Sâm, chó má cũng không phải. Đồng chí Phạm Viễn không ngờ buông một câu thô tục, điều này rất hiếm thấy. Tô Lâm Nhi là như vậy, lúc nào cũng ra vẻ một đại tiểu thư, cứ làm như ai cũng phải đi tâng bốc cô ta vậy. Ở Hải Đông nếu không có bí thư Phạm cô ta chẳng là cái gì. Ngay cả hội sở của Tô Thị, nếu không có bí thư Phạm gật đầu thì cô ta có thể xây sân gôn trong thành phố sao? Giờ tốt rồi, tiền kiếm không ít nhưng người thì càng ngày càng chảnh.
Cao Hoa không kìm nổi phát ngôn một câu. Tiểu thư Bắc Kinh thường là thế, anh có biện pháp gì? Lão Cao, chỉ hận chúng ta lúc ấy không tìm bụng tốt mà đầu thai. Thái quyền quý vừa nói dứt câu mọi người đều phá lên cười. Bí thư Phạm, lần này khiến Diệp Phạm té chúi nhũi. Người này khẳng định khác trong lòng, chúng ta cũng không thể không đề phòng. Thái quyền quý cười xong, mặt liền trở lại vẻ nghiêm túc. Ôi, đều là do lão tử gây ra chuyện này. Kỳ thật, việc này xử lý xong, trong lòng Phạm Viễn tôi vẫn còn có chút không thoải mái. Dù sao, làm chuyện gì cũng phải coi trọng lý do. Đã không có lý do chính đáng, tìm ra lý do gượng ép cũng có thể cho qua. Chỉ với chuyện này thôi, Phạm Viễn tôi đã làm đồng lõa cho kẻ khác rồi, thực tìm không ra lý do gì đình chức người ta. Việc này đã báo lên ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, bên trên họ cũng không phản ứng gì, cũng không biết là có chuyện gì xảy ra. Phạm Viễn thở dài, mặt nhăn mày nhó. Không phải nghe nói trưởng ban Lô cùng Diệp Phạm có mối quan hệ không tồi sao? Sao lại không có phản ứng? Cô ta hẳn sẽ phải lập tức hỏi vì sao? Hơn nữa, còn đề xuất những nghi ngờ, sau đó báo lên tỉnh ủy. Tỉnh ủy sẽ phái tổ điều tra xuống điều tra xác minh. Về sau, lão tử đi rồi, xác minh nếu thực không có việc gì, Diệp Phạm lại khôi phục nguyên chức. Đương nhiên, chuyện này cũng phải xem thủ đoạn của Diệp Phạm như thế nào. Thái quyền quý có chút nghi hoặc nhìn Phạm Viễn liếc mắt một cái, cũng không biết lão cáo già này ở trong bụng rốt cuộc là chứa thứ gì. Các người không cần thăm dò tôi, rốt cuộc là ai gọi điện thoại cho tôi. Tôi có thể nói trắng ra cho các người biết, không phải ở Bắc Kinh, cũng không phải vị quan lớn nào ở Trung ương. Người này là người tỉnh Nam Phúc chúng ta. Phạm Viễn thản nhiên hừ một tiếng, biết hai người này vẫn luôn muốn thám thính là do ai sai khiến mình đình chỉ công tác Diệp Phạm. Phạm Viễn đương nhiên chơi trò thần bí. Diệp Phạm, cháu bị tạm thời cách chức có phải hay không? Tề Chấn Đào gọi điện thoại đến. Diệp Phạm lên tiếng nhưng trong lòng rất là khó chịu. Sao không gọi điện thoại cho chú, chuyện lớn như vậy? Lúc đó nếu kịp thì cũng có thể đưa ra hội nghị thường vụ tỉnh ủy đề xuất thảo luận, phải không? Tề Chấn Đào bất mãn hừ nói. Đối phương lai lịch quá lớn, cháu sợ gây thêm phiền toái cho chú. Hơn nữa, Bí Thư Thiết đang tranh thủ chuyện đến Việt Đông. Lúc này là thời điểm mấu chốt, không thể để xảy ra chuyện gì. Diệp Phạm nói. Cháu. Lúc nào cũng chỉ biết suy nghĩ cho người khác. Tề Chấn Đào miệng hừ một tiếng, nói tiếp. Cháu khẳng định có cơ sở nghi ngờ, rốt cuộc là ai đình chỉ công tác của cháu. Vâng, lúc ấy hình như là có người gọi cho Phạm Viễn, chính là tác dụng của cuộc điện thoại đó. Nếu nói đó là Bí Thư Đinh Tuấn Đức ở Trung ương, cháu nghĩ hẳn là không có khả năng. Là một trong 9 nhân vật trọng đại, ông ta đâu rảnh mà quản chuyện của gã tép siêu như cháu chứ. Cho dù là biết được cũng sẽ không ra tay. Về phần Phạm Viễn, chẳng qua chỉ là chó tiên phong thôi. Diệp Phạm nói. Đương nhiên, cậu có thể nghĩ vậy, cho thấy, những năm gần đây cháu ở chốn quan trường được tôi luyện không ít. Bí thư Đinh cao thâm tới đâu làm sao cháu có thể phỏng đoán được. Tề Chấn Đào nói, bỗng ngẫm nghĩ một chút, nói. Thôi vậy, vẫn phải nói cho cháu biết, tuy nhiên đừng lôi ra đi nói tới nói lui gây ồn ào. Trong lòng mình có tính toán là được. Chú vì sao lại phải nói như vậy, cũng là vì muốn cho cháu hiểu được để ứng đối đúng lúc. Chú Tề, rốt cuộc là ai đình chỉ cháu? Không phải là chủ tịch tỉnh Yến chứ? Diệp Phàm cũng cảm thấy có hứng thú. Không phải, là Bí Thư Phí gọi điện cho Phạm Viễn. Tề Chấn Đào buông một câu, quả thạch phá thiên kinh, Diệp Phàm lập tức có chút hoa mắt. Không khỏi kêu lên. Sao có khả năng? Bí Thư Phí vì sao phải đình chỉ cháu? Cái này chú cũng không rõ ràng lắm. Phỏng chừng, vẫn là do chuyện có liên quan với Lão Tử. Bí Thư Đinh không biết việc này, nhưng cũng không có nghĩa là người bên cạnh Lão Tử hoặc Lão Tử không cho Bí Thư Phí biết. Bí Thư Phí làm như vậy, cũng không nhất định là nhằm vào cháu. Có lẽ là thay đổi cách bảo vệ cháu cũng không chừng. Cháu ngẫm lại đi, cháu nếu thực chống đối Lão Tử, cuối cùng có trái tốt nào để ăn? Bí Thư Phí làm như thế là để cháu tạm thời tránh đi một chút, đợi Lão Tử đi không phải sẽ lại khôi phục chức vị sao? Đây không phải vấn đề mà một câu nói có thể giải quyết. Cuối cùng sẽ phái tổ điều tra xuống giả vờ đi tìm hiểu một chút đã nói điều tra rõ ràng, cháu không có trách nhiệm gì. Đến lúc đó Lão Tử cũng về Bắc Kinh, cách nhau xa như vậy chẳng lẽ còn muốn bám lấy việc này không buông? Huống chi,
lão tử cũng không hồ đồ, hẳn là lúc ấy chỉ tức giận nhất thời thôi. Qua một khoảng thời gian, ông ta hết giận, chuyện có hóa không? Thế hệ cách mạng đời trước bản chất cũng không xấu, chỉ có điều, người giống như lão tử, tính tình có chút bộc trực, đây chỉ là bản tính của ông thôi. Tề Chấn Đào phân tích nói. Bất kể thế nào, cũng không thể làm như vậy. Lão tử đó rất đáng giận, cháu thật muốn một cước đá ông ta cho hết giận. Đá cái con khỉ, cháu đấy, mẫn cảm chính trị vẫn còn khiếm khuyết một chút. Cơn tức vẫn không kìm nổi, làm quan nhiều năm như vậy, hiện tại đã là cán bộ cấp sở. Chẳng lẽ không hiểu được sao? Chỉ một câu của cấp trên, những công sức đã làm trong những năm gần đây toàn bộ tan biến như mây khói cháu biết không? Tề Chấn Đào tỏ thái độ tiếc vì rèn sắt nhưng không thành thép, ngẫm nghĩ một chút lại hỏi. Việc này, cháu có báo cho người của Kiều gia biết không? Cái ngày hỏi thăm lai lịch của lão tử cháu có hỏi qua Kiều Hoành Sơn, ông ta có nói qua. Việc này cháu nghĩ ba vợ cháu biết. Diệp Phàm nói. Vậy là tốt rồi. Tề Chấn Đào nói. Tốt gì, nhìn cháu bị tạm thời cách chức, đại viện Kiều gia cũng không lên tiếng. Diệp Phàm hừ nói. Cháu biết cái gì, đại viện Kiều gia thuộc đẳng cấp nào? Muốn vật tay thì cũng phải vật với kẻ cùng đẳng cấp, chẳng lẽ bảo Kiều Viễn Sơn gọi điện thoại cho Phạm Viễn sao? Chuyện đó không có khả năng. Tuy nhiên chú tin tưởng Kiều Viễn Sơn hẳn có âm thầm ra tay để lãnh đạo tỉnh Nam Phúc hiểu được, chuyện của cháu bọn họ đã biết. Đừng coi thường chuyện biết hay tỏ vẻ biết rõ, hai cái khác nhau xa lắm. Cấp trên nói là biết rồi, vậy có ý tứ gì? Chính là đang cảnh cáo cháu phải thận trọng xử lý, bằng không, khi xem không vừa mắt bọn họ sẽ ra tay. Nếu lần này là Bí Thư Đinh ra tay, tin tưởng đại viện Kiều gia sớm đã lên tiếng rồi. Cháu ấy à, cân nhắc một chút đi. Chuyện lần này có lẽ đối với cháu mà nói là chuyện tốt đấy. Một lần vấp ngã là một lần bớt dại mà. Tề Chấn Đào không ngờ mỉm cười. Sao phức tạp như vậy, thật là phiền toái. Diệp Phàm hừ nói, cảm giác đầu có chút đau, không dễ chịu chút nào, cong cong vẹo vẹo đích thực làm người ta đau đầu không chịu nổi. Sau khi buông điện thoại, ngẫm nghĩ một chút, Diệp Phàm quyết định thử một chút. Gọi cho Kiều Viên Viên, hỏi. Viên Viên, gần đây thế nào rồi? Rất tốt. Kiều Viên Viên kéo dài giọng ra, cười nói. Buồn thật, anh không ở nhà mà em vẫn vui vẻ như vậy sao? Ý nói anh là gánh nặng có phải hay không? Diệp Phàm hừ nói. Đương nhiên rồi. Kiều Viên Viên mỉm cười, ngẫm nghĩ một chút hỏi. Diệp Phàm, gần đây hạng mục sửa trị khe suối Vượng Phu của Hải Đông đã xong chưa? Mấy ngày trước con trai của bác Văn là Văn Hoàn Đông có ghé nhà chơi. Nói ba anh ta đang xử lý chuyện khe suối Vượng Phu. Phỏng chừng, nếu có thể xong xuôi hẳn là không dưới 100 triệu. Ừ. Diệp Phàm lên tiếng, trong lòng có chút thất vọng. Bởi vì, theo lời Kiều Viên Viên nói thì có thể phỏng đoán ra cô cũng không biết được chuyện hiện tại mình đã bị tạm thời cách chức. Nếu cho cô ấy biết phỏng chừng sớm sẽ chạy đến Hải Đông liền. Điều này cho thấy Kiều Viễn Sơn về tới nhà cũng không hề bàn luận việc này. Kiều Viễn Sơn rất có khả năng trước mắt vẫn còn đang xem chừng, không ra tay hoặc cũng không âm thầm lên tiếng. Quái thật, hình như anh không vui. Kiều Viên Viên cảm giác được điều gì đó nên hỏi. Anh vẫn ổn. Diệp Phàm thản nhiên nói. Có phải phát sinh chuyện gì rồi hay không, hay là em đến Hải Đông với anh vài ngày nhé? Kiều Viên Viên vẻ mặt thân thiết. Không có gì đâu. Gần đây có chút mệt mỏi, em cũng biết, Hải Đông có mấy triệu nhân khẩu, thân là chủ tịch thành phố, nên chuyện cần làm nhiều lắm, cái ghế chủ tịch thành phố này không dễ làm. Diệp Phàm khẩn trương nói dối. Vậy anh phải chú ý sức khỏe, như vậy đi, qua vài ngày nữa em xuống đó. Mời thầy thuốc khai toa cho anh, thuốc bổ của họ tốt lắm. Kiều Viên Viên nói, kỳ thật thầy thuốc mà cô nói chính là những thầy thuốc chuyên xem bệnh cho nhóm chuyên gia cao cấp ủy viên Bộ Chính trị. Mấy ngày nay anh bề bộn với nhiều việc, phỏng chừng còn phải đi khảo sát. Em qua một thời gian nữa hãy đến. Diệp Phàm khẩn trương từ chối, chỉ sợ Kiều Viên Viên xuống sẽ biết chuyện của mình, ngược lại sẽ khiến cô lo lắng. Quái, giống như không muốn chào đón em vậy. Thành thật giải thích, có phải ở Hải Đông có gì đó giấu em hay không? Viên Viên có chút nghi hoặc, Diệp lão đại toát mồ hôi, khẩn trương nói. Làm sao có chuyện đó? Diệp Phàm anh đến Bình Lý không có mỹ nữ nào làm bạn. Mấy ngày hôm trước, ở Hải Đông còn có nữ cán bộ khóc la nói là phải đeo bám theo anh. Anh được đấy.
Kiều Viên Viên hừ một tiếng gác điện thoại xuống.